chương 76, kỳ quái vẫn là ông chủ anh Minh, sáng sớm nghe nói bọn hắn biến mất khỏi võ thành đã biết bọn hắn tới, vì lưu đức trụ. Lộ viễn đáp, chỉ có điều lá gan của những người này cũng thật lớn, còn dám làm ra chuyện như vậy ngay trong nước. Trịnh Viễn Đông nói, có người sau khi tới thế giới trong thời gian ngắn, trật tự hỗn loạn trong đó đã khiến lá gan của bọn hắn ngày càng lớn. Ở bên kia, bọn họ phải trải qua tháng ngày liếm máu trên mũi đao, sau khi trở lại thế giới ngoài lại có được năng lực hơn hẳn người thường, vì vậy bọn họ cũng muốn khiêu chiến trật tự hiện hữu mà chuyện chúng ta cần phải làm là để bọn hắn hiểu được trật tự ở thế giới ngoài là thứ không thể khiêu chiến tối thiểu trong cảnh nội của chúng ta là không được ừ lộ viễn gật đầu có lẽ chúng ta có thể thu nạp nhiều người du hành thời gian hơn trịnh viễn đông lắc đầu tính thuần túy và tín ngưỡng của tổ chức quan trọng hơn nhiều so với thực lực mù quáng khoách trương thực lực không phải mục tiêu của côn lôn thực tế cũng giống như khánh trần từng hoài nghi người du hành thời gian quan trọng như lưu đức trụ xuất hiện mà côn lôn vẫn không ra mặt thì thật sự rất khác thường tối thiểu cũng phải đến hỏi thăm một chút nhưng côn lôn không làm vậy khi bọn hắn nhận được tin đã ý thức được tầm quan trọng của lưu đức trụ hơn nữa trịnh viễn đông cũng nhận ra chắc chắn sẽ có người du hành thời gian khác có ý đồ với lưu đức trụ lý thúc đồng là ai là người đứng đầu tổ chức kỵ sĩ đương đại là người mà ngay cả ông chủ hàng xã lý đông trạch cũng muốn hô một tiếng ông chủ ở thế giới trong muốn tiếp cận với người như vậy khó khăn tới mức nào phải nói là khó như lên trời nhưng hiện tại trước mặt có bày sẵn một cơ hội ai mà không động tâm chỉ cần là người có chút hiểu biết về thế giới trong chút có hiểu về lý thúc đồng sợ rằng đều sẽ biết giá trị của lưu đức trụ cho dù hiện tại lưu đức trụ còn chưa thu được truyền thừa thực sự cho nên trịnh viễn đông lập tức sắp xếp cọc ngầm chung quanh trường học lại bày nhân viên tiếp ứng trên đường lưu đức trụ về nhà rốt cục cũng chờ được đám tội phạm này hắn ta đi về phía lưu đức trụ lúc này có một thành viên côn lôn đang kiểm tra vết thương cho thiếu niên Trịnh Viễn Đông hỏi, "Hắn có bị thương không?" Thành viên côn lôn đáp lại, "Cánh tay, đùi phải, má phải có vết thương ngoài da nhưng không nghiêm trọng." "Vậy tốt rồi." Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Lưu Đức Trụ, "Không cần sợ, đêm nay chúng ta cố ý đến bảo vệ ngươi. Kế tiếp chúng ta sẽ kiểm tra chặt tin tức xuất nhập cảnh, nếu có dị thường gì chúng ta còn có thể tiến hành bảo vệ ngươi 24, trên 24." Lưu Đức Trụ hoảng loạn nói, "Cảm ơn." Trịnh Viễn Đông gật đầu, "Không cần khách khí, tốt nhất chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút." có dị thường gì phải đúng lúc gọi điện thoại cho chúng ta, trước kia ta đã cho ngươi số điện thoại. Nói xong Trịnh Viễn Đông cũng không quay đầu lại, bước lên một chiếc xe Việt giã. Ngay sau đó, xe kéo đến, xe cảnh sát đến, tất cả đều đang xử lý hiện trường. Lưu Đức Trụ nhìn xe Việt giã dần đi xa sừng sốt hồi lâu, cứ đi như vậy. Đối phương cũng không hỏi gì khác, cũng không lôi kéo bản thân mình, rốt cuộc là vì cái gì. Xa xa, trên xe Việt giã màu đen đang lái về phía tổng bộ Côn Lôn. Đột nhiên Trịnh Viễn Đông hỏi Lộ Viễn, Ngươi có cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái không? Kỳ quái thế nào, ông chủ? Lộ Viễn hỏi. Học sinh này không có chút đảm phách nào, cũng khuyết thiếu cảnh giác cơ bản nhất. Một người như vậy có thể được Lý Thúc Đồng coi trọng sao? Trịnh Viễn Đông kỳ quái nói. Cũng có thể là Lý Thúc Đồng chưa từng coi trọng hắn ta. Lộ Viễn thử dò xét nói. Sẽ không, dựa theo lời của giản sinh, ngay cả siêu phàm giả cũng đang phục vụ cho người du hành thời gian thần bí kia, vậy tất nhiên đối phương đã được Lý Thúc Đồng coi trọng. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, ta hoài nghi trong ngục giam số 18 còn có người du hành thời gian thứ ba. Thế nhưng chuyện này lại không giống với tin tức chúng ta lấy được. Quan sát thêm một thời gian nữa đi, sớm muộn gì cũng sẽ có đáp án. Ông chủ không định thu nạp Lưu Đức trụ vào côn lôn sao?" Lộ Viễn hỏi. Trịnh Viễn Đông đè cửa sổ xuống châm điếu thuốc, chậm rãi nói, "Hắn ta không xứng." Lộ Viễn tựa như nhớ tới cái gì, "Đúng rồi ông chủ, bên phía Hà Kim Thu đề nghị tháng tới họp hội nghị." Trịnh Viễn Đông lắc đầu, tạm thời đừng nhắc tới việc này. Buổi tối 10 giờ, Khánh Trần ở trong nhà mình bắt đầu huấn luyện. Không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định như trong mục giam, thậm chí hắn còn kéo dài thời gian huấn luyện thêm một giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng qua có một chút khác biệt là, trong tù hắn ăn thịt bò trứng gà, ít nhiều gì cũng có thể no. Nhưng trở lại thế giới ngoài lại không giống vậy, không ăn nổi. Lúc này vàng hắn mang về từ thế giới trong được hắn giấu dưới gầm giường khánh trần cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp biến vàng thành tiền mặt nếu không hắn sẽ không có tiền mua thức ăn giữa lúc hắn đang mồ hôi đầm đìa ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa vang lên hắn đứng dậy mở cửa nhìn thấy lý đồng vân bưng một bàn đồ ăn thậm chí khánh trần còn có thể ngửi được mùi rau hẹ trứng gà bên trong lý đồng vân nhu thuận nói khánh trần ca ca đây là mẹ ta mới vừa nấu xong bà ấy kêu ta đưa tới cho ngươi cảm ơn lần này khánh trần không khách khí nữa ngay lúc lý đồng vân xoay người lên lầu Khánh Trần hỏi, thật ra người rất thông minh đúng không? Người biết ta đang nói gì? Lý Đồng Vân chậm rãi xoay người lại. Nàng mặc bộ váy liền áo trắng hồng sen kẽ, cười ngọt ngào hỏi Khánh Trần. Khánh Trần ca ca cũng là người du hành thời gian đúng không? Bằng chứng. Khánh Trần cười cười hỏi. Lý Đồng Vân thấp giọng nói, bởi vì vào ngày mẹ đánh ba ba, sau khi người dẫn ta vào nhà, đã từng trốn phía sau rèm cửa sổ len lén quan sát người côn lôn. Khi ngươi nhìn thấy bọn hắn còn đang tránh né bọn hắn, Khánh Trần nở nụ cười, từ lúc hắn ý thức được Lý Đồng Vân không đơn giản như vậy, hắn đã biết chắc chắn mình không thể lừa được tiểu cô nương này. Hiện tại thân phận đã bại lộ, không phải hắn đần độn, mà trước kia hắn không ý thức được, một tiểu cô nương lớn lên, trong gia đình nguyên sinh bình thường lại có một nội tâm vừa thông tuệ lại trưởng thành sớm. Ai lại nhàn rỗi không chuyện gì đi nghi kỵ một tiểu hài tử đâu? Chẳng qua hắn đã biết thân phận của đối phương ở thế giới trong, đối phương lại khó có thể tìm ra hắn. Dường như cũng có chút thú vị. Một lớn một nhỏ nhìn nhau cười một tiếng dường như đã đạt thành một loại ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Thời gian đếm ngược còn 6 ngày. Lúc Khánh Trần ra khỏi cửa ngạc nhiên phát hiện, cửa phòng 102 đối diện nhà mình đang mở rộng, bên trong phủ kín vải plastic chống bụi. Trong phòng có một đám công nhân đang tân trang sàn nhà và tường. Đội công nhân này có chút khác với đội công nhân hắn nhìn thấy thường ngày, đối phương ăn mặc rất chỉnh tề, phía sau đồng phục đều in dòng chữ trang trí tam xí. Khánh Trần chưa từng nghe tới tên công ty trùng tu này. Hắn tìm một công nhân hỏi, đây là, Công nhân nhìn hắn cười nói, "Đang dọn nhà đây." Khánh Trần lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi, "Vậy chủ nhà đâu?" Dù gì cũng có thể tính là hàng xóm, cũng nên chào hỏi trước. Công nhân đáp lại nói, "Không biết, chúng ta chỉ nhận tiền làm việc, không biết chủ nhà ở đâu." Khánh Trần cảm thấy kỳ quái. Phòng 102 ở đối diện đã rất lâu rồi không có người ở, vì sao đột nhiên lại có hàng xóm mới tới đây? Không chỉ phòng 102 đối diện, vậy mà hắn còn nghe được trên lầu cũng có động tĩnh. Khánh Trần lên tầng vừa nhìn, thình lình phát hiện ngay cả phòng 202 cũng đang được tân trang. Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ một lần có tới hai hàng xóm mới sao? Rõ ràng chuyện này rất không bình thường. Thế nhưng ở đây chỉ có công nhân dọn nhà, Khánh Trần vốn không thấy bóng dáng chủ hộ đâu. Bên ngoài hàng hiên còn có người đang tháo rỡ vật dụng gia đình, vật phẩm hàng ngày từ trên xe hàng xuống. Chỉ thấy những vật phẩm kia đã được người dùng vải giấy tỉ mỉ phân loại, đồ dễ vỡ, sách báo, quần áo, rất nhiều chủng loại, hơn nữa bên ngoài mỗi cái dương đều được phủ một túi chống bụi. Chỉ nháy mắt hắn đã đoán được hộ gia đình mới dọn tới không phú cũng quý. Hắn nhìn thoáng qua lầu nhỏ cũ nát phía sau mình, lại nhìn đội hình dọn nhà sang trọng này một chút. Kẻ có tiền sẽ chuyển vào đây ở sao? Nói đùa gì vậy? Hết thảy trước mắt có vẻ không ăn khớp với nơi hắn sống. Tuy nhà đối diện khác với nhà của hắn, nhưng diện tích miễn cưỡng cũng chỉ chừng 92 mét vuông, còn có kết cấu phòng ốc cũ kỹ này, chỉ dùng thiết bị điện công suất lớn chút thôi đã đứt cầu dao kẻ có tiền điên rồi mới có thể dọn đến nơi đây trừ phi đối phương vì thế giới trong trong tòa nhà này trừ hắn ra chỉ còn lại hai người du hành thời gian là lý đồng vân và giang tuyết bản thân mình che giấu rất kỹ vậy đối phương tới vì giang tuyết lúc này giang tuyết đã dẫn lý đồng vân rời khỏi nhà hai người liếc nhìn nhau một cái khánh trần nói cẩn thận một chút ừm giang tuyết gật đầu khánh trần tới trường học lập tức đi qua cửa lớp lưu đức trụ thế nhưng hình ảnh hắn thấy lại khiến hắn sửng sốt chỉ thấy đối phương đang uể oải ngồi trong phòng học, trên cánh tay, trên mặt đều có dán băng gạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì sao những chuyện kỳ quái đều xảy ra vào hôm nay? Đầu tiên là vô duyên vô cớ có thêm hai hàng xóm, ngay sau đó là Lưu Đức Trụ đã bị người đánh. Khánh Trần vô thức mở hát search lên, kết quả hắn phát hiện chuyện Lưu Đức Trụ bị thương đã lên hát search. Trong hát search Weibo không chỉ có ảnh Lưu Đức Trụ bị thương, còn có suy đoán của phóng viên. Địa điểm chụp ảnh là ngoài cửa trường học, mà góc độ chụp ảnh. Hẳn người quay chụp đã ngồi xổm trong vành đai xanh đối diện trường học. Hẳn là đám paparazzi, Khánh Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn có nghĩ thế nào cũng không. Nghĩ tới, vậy mà sự kiện xuyên Việt đã đến mức kinh động paparazzi. Suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Thứ đám paparazzi theo đuổi là tin tức nóng. Ở đâu có tin tức bọn hắn sẽ chạy tới đó. Một khi chụp được tư liệu, chỉ nửa phút đã có thể bán trao tay cho các tòa soạn. Mà bây giờ còn có tin tức nào hát hơn tin tức của người du hành thời gian nữa. Minh tinh và hát mạng cũng không thể sánh nổi. Những ngày qua trên bảng hát search, ngay cả việc Uông Lão Sư lại mở buổi hòa nhạc lưu động cũng không thể vào top 10. Trên cơ bản top 10 đều có liên quan với người du hành thời gian. Khánh Trần thật sự cảm thấy may mắn vì bản thân mình giấu đủ sâu. Không nói đến chuyện một khi bại lộ có nguy hiểm hay không, chỉ nói tới chuyện bị truyền thông lộ ra hắn đã không thể chịu nổi phía dưới hot search này lại có tin tức khiến Khánh Trần chú ý, livestream mới nhất của Hà Tiểu Tiểu. Hắn trở lại trong phòng học của mình mở TikTok tìm tài khoản của Hà Tiểu Tiểu. Lần này vẫn là bối cảnh đen thùi như trước, vẫn chỉ có phụ đề và giọng nam. Ngày hôm nay ta giới thiệu phó bản cấm kỵ cho mọi người. Hiện nay ta biết tổng cộng 139 nơi cấm kỵ ở thế giới trong, phân tán ở các vùng hoang dã. Đương nhiên cũng có nơi cấm kỵ mới hình thành chưa được ghi nhận. Theo điều tra, nguyên nhân hình thành nơi cấm kỵ có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với siêu phàm giả ở thế giới trong trong thế giới trong có rất nhiều kỹ thuật sinh vật kỹ thuật gen vượt mức quy định đều lấy được hàng mẫu từ trong nơi cấm kỵ mới có bước tiến triển mang tính đột phá nếu như công lược phó bản nơi cấm kỵ có khả năng thu được một lượng lớn tiền khen thưởng từ tay các tập đoàn phó bản nơi cấm kỵ cực kỳ nguy hiểm hà tiểu tiểu ta xin nhắc nhở các vị tổ đội tham gia khánh trần yên lặng xem xong video Lần này, rốt cục tin tức của hắn cũng đã linh thông hơn Hà Tiểu Tiểu. Đáng lưu ý là đối phương lại nhắc nhở chuyện người du hành thời gian cần phải tổ đội. Hắn cho rằng đây là một lời nhắc nhở có thiện ý. Khánh Trần, ngươi xem. Nam canh thần ngồi cùng bàn lắc lắc cánh tay hắn. Khánh Trần ngẩng đầu giữa, ngoài phòng học, ánh nắng sáng sớm vừa vặn chiếu vào từ cửa sổ. Hai nữ hài xa lạ đứng ở nơi đó. Hai cô bé có chiều cao sấp xỉ nhau, đều có mái tóc thật dài hơi xoăn. Dưới ánh mặt trời làn da trắng như đồ sứ có chút chói mắt một người mặc áo bóng chảy đen trắng thoải mái, phía dưới là quần jean, đôi chân dài thẳng tắp. Người còn lại thì mặc áo tê sớt tay rộng, thoạt nhìn như tùy ý chọn vài món đồ mặc lên người, nhưng lúc người nhìn vào lại cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Bên cạnh Khánh Trần, Nam Canh Thần đã nhìn chằm chằm hai cô bé không thể rời mắt. Chỉ thấy lão sư số học Điền Hải Long đang đứng nói trên bục giảng, có hai chuyện, chủ nhiệm lớp của các ngươi đỗ nhất hoàng tạm thời không cách nào lên lớp được, ta sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp của các ngươi, có việc gì cứ nói cho ta là được. Điền Hải Long tiếp tục nói, chuyện thứ hai là lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển trường, hy vọng mọi người có thể đoàn kết hỗ trợ nhau. Hiện tại, mời hai người bọn họ đến tự giới thiệu mình một chút. Nữ hải mặc áo bóng chày đi lên bục giảng cười nói, chào mọi người, ta tên Vương Vân, đến từ Hải Thành. Một nữ hải khác tự giới thiệu mình, chào mọi người, ta tên Bạch Uyển Nhi, cũng đến từ Hải Thành, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà nam canh thần là người vỗ mạnh nhất. Điền Hải Long nhìn thoáng qua phòng học. Hắn ta chỉ vào vị trí bên cạnh Khánh Trần và Nam Canh Thần nói, "Đợi lát nữa các ngươi ngồi ở nơi đó. Khánh Trần là một trong những học sinh có thành tích khá nhất lớp chúng ta, các ngươi có gì không biết có thể hỏi hắn." Mấy nam sinh theo ta tới kho hàng bưng hai bộ bàn ghế qua đây. Tiếng nói vừa dứt, đã có mấy nam sinh đứng lên xung phong nhận việc. Có một nam sinh trực tiếp dọn sạch bàn của mình, sau đó đặt bên cạnh bàn của Khánh Trần, Nam Canh Thần, rồi nói với Vương Vân, "Ngươi cứ dùng bàn của ta đi." vương vân cười cười hỏi vậy ngươi làm sao nam sinh nói không sao ta lập tức tới kho hàng bưng bàn lên cho mình khánh trần cảm khái từ đáy lòng bạn học này thật nhiệt tình sau này hẳn sẽ rất có tiền đồ vương vân cảm ơn xong ngồi xuống bên cạnh nam canh thần vào lúc tên nam canh thần ngu ngốc kia còn đang kích động một câu nói của vương vân đã tưới tắt tất cả nhiệt tình của hắn ta cái kia đồng học ngươi biết lưu đức trụ lớp bên cạnh không những lời này chỉ dùng không nghìn một giây đã đâm xuyên trái tim nam canh thần hai bạn nữ đẹp như thế chỉ nháy mắt nam canh thần đã cảm thấy mình yêu rồi sau đó không có sau đó nữa tựa như thần tình yêu Cupid vốn muốn bắn một mũi tên cho hắn ta kết quả hắn ta trơ mắt nhìn đối phương đổi mũi tên thần tình yêu thành đạn hỏa tiễn giờ pg quá đột nhiên nam canh thần im lặng hồi lâu bỗng nói không biết nhưng ta có thể đi làm quen vương vân cười cười không nói nữa mà chuyên tâm sửa sang lại bản sách của chính mình hai nữ hải này cũng không mang nhiều đồ tới trường học chỉ có một vài văn phòng phẩm và sách giáo khoa toán văn không còn thứ gì khác khánh trần phát hiện bản thân mình cũng không nhận ra thương hiệu quần áo đối phương mặc tuy hắn đã đọc lướt qua rất nhiều nhưng về mặt kiến thức quần áo cái nghèo khiến hắn bỏ sót mấy loại hàng xa xỉ này rốt cuộc hắn và nam canh thần nghèo tới cỡ nào nói như thế này đi tình hữu nghị giữa bọn hắn còn có thể dùng để chứng minh trình độ đạo đức của bọn hắn đều là người bị ép tới tầng lớp cấp thấp một tiết học trôi qua, Khánh Trần đã hiểu rõ, hẳn hai người Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng là người du hành thời gian. Sở dĩ các nàng chuyển trường là vì lưu đức trụ. Trong thời gian 45 phút này, Vương Vân không nhịn được nhìn cánh tay 6 lần, Bạch Uyển Nhi không nhịn được nhìn cánh tay 5 lần, bọn họ đều nhìn vị trí thời gian đếm ngược. Đáng nhắc tới là số lần Nam Canh Thần nhìn là 21 lần. Sau khi tan học, hai người Vương Vân và Bạch Uyển Nhi rời khỏi phòng học. Trên hành lang đã có hai nam sinh chờ ở nơi đó. Đây là hai nam sinh Khánh Trần chưa từng nhìn thấy trong trường. Một người cao to trắng tinh, trên mặt mang theo mắt kính viền vàng, rất có khí chất nhã nhặn bại hoại như trong phim ảnh. Người còn lại thì đeo mắt kính gọng đen văn nhã. Bốn người đứng trong hành lang nhỏ rộng trò chuyện với nhau, khiến vô số bạn học khác trên hành lang phải liếc mắt. Tầng lầu của mấy người Khánh Trần có tổng cộng 6 lớp, 452 học sinh. Thế nhưng bốn người này đứng ở nơi đó, phẳng phất như hóa thành tiêu điểm của cả tầng lầu. Ánh mắt mọi người đều bị bọn họ bức phải chuyển tới đây, sau đó trong nội tâm nảy sinh cảm giác tự ti mặc cảm. Dường như nam sinh đeo mắt kính viền vàng kia là chủ đạo trong bốn người, bởi thời gian hắn ta bình tĩnh nói chuyện là dài nhất, ba người khác đều đang lắng nghe. Lúc này Nam Canh Thần vội vã trở lại phòng học. Hắn ta thấp giọng nói, "Bốn học sinh này chuyển trường cùng lúc, ta đã hỏi thăm lớp bên cạnh một chút, hai nam sinh kia chuyển đến lớp 4 khối 11 bọn hắn." "Ừm." Khánh Trần nói, "Còn có chuyện gì khác không?" Nam sinh đeo mắt kính viền vàng tên Hồ Tiểu Ngưu có người nói sáng sớm nay đã nhìn thấy hắn ta lái xe dẫn theo ba người khác, tới trường. Nam canh thần nói, một nam sinh khác tên Trương Thiên Trân. Lái xe. Khánh Trần sừng sốt một chút. Đám thiếu niên khổ cực như bọn họ nào đã từng thấy bạn học lái xe tới trường. Chẳng lẽ đây không phải tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thần tượng sao? Chẳng qua, đột nhiên Khánh Trần cảm thấy hiện tại Lưu Đức Trụ đã thành cái bia thật. Có lẽ tương lai còn sẽ có rất nhiều người vì ba chữ lý thúc đồng mà đến đây. Mà Lưu Đức Trụ sẽ từ từ trở thành trung tâm vòng xoáy, không ngừng hấp dẫn người du hành thời gian mới. Tròn một ngày, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều không nói chuyện nhiều với bạn trong lớp. Mỗi lần hết tiết bọn họ lại đi ra ngoài phòng học nói chuyện phiếm với Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân. Bọn họ vốn không cho đám học sinh trong trường có cơ hội tiếp xúc tới bọn họ. Trong ngày này, hai nữ hài còn nói với nam canh thần mấy câu, tỉ như hỏi tên của giáo viên một chút, tiến độ trường học, còn có một số phương tiện và thói quen trong trường học. Về phần Khánh Trần, ngay cả hỏi một câu cách nàng cũng không hỏi. Khánh Trần có thể nhìn ra được, hai nữ hài này đều học tốt hơn trong tưởng tượng của hắn. Trên lớp tiếng Anh, Bạch Uyển Nhi đã trực tiếp lấy một quyển đề thi tóc phở năm 2021 từ trong túi của mình ra. Đó là quyển Khánh Trần đã từng làm. Học bá, học thần, đều chỉ những người học siêu giỏi mà Vương Vân thì đang làm đề vật lý. Những tiết khác nàng cũng chẳng nghe giảng gì. Bộ đề này Khánh Trần chưa từng thấy bao giờ. Chắc chắn là tài liệu dạy học riêng do trung tâm giáo dục nào đó lén lút làm ra. Hơn nữa, trong một lần Khánh Trần đi qua hành lang tới WC, rõ ràng nghe được bốn người kia đang nói tiếng Anh với nhau. Bọn họ làm vậy cũng vì cố gắng không để các học sinh khác nghe hiểu, vì vậy bọn họ mới lựa chọn tiếng Anh. Khánh Trần không cách nào nghe trộm, nhưng hắn vẫn có thể nghe được một số từ quan trọng, người du hành thời gian, xuyên Việt, từ thành thị số 7 làm sao để tới thành thị số 18. Sau buổi chiều khi gần tới giờ tự học buổi tối, Khánh Trần nhỏ giọng nói với nam canh thần, ta đi trước, nếu trong trường có chuyện gì ngươi gửi WeChat cho ta." Vương Vân và Bạch Uyển Nhi nhìn Khánh Trần ra khỏi phòng học, một người trong đó hỏi Nam Canh Thần, "Hắn cúp cua?" "Ừm." Nam Canh Thần phiền muộn trả lời, "Không phải hắn là học sinh ngoan sao, vì sao lại cúp cua?" Bạch Uyển Nhi nghi ngờ, "Đây là đặc quyền của học sinh ngoan, đến hiện tại ngay cả giáo viên cũng chưa từng trách hắn." Nam Canh Thần nói, vừa dứt lời hắn ta đã thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc không quay đầu lại mà cúp cua chỉ còn lại một mình nam canh thần lẻ loi ngồi hàng cuối cùng nam canh thần nhìn ánh trời chiều bên ngoài phòng học bỗng cảm thấy có chút cô đơn khánh trần đi về nhà hắn thay bộ y phục đã rất lâu rồi không mặc vào sau đó đi tìm một tiệm có khả năng mua vàng lậu bán lấy miếng vàng bản thân mình bóc lột được từ chỗ lộ quảng nghĩa đi thuật hô hấp tiêu hào quá nhiều năng lượng cho nên hắn nhất định phải chú ý ăn uống đầy đủ thế nhưng hắn không thể xác định được liệu người ta có kiểm tra đo lường ra điểm khác biệt gì, giữa vàng ở thế giới trong và vàng ở thế giới, ngoài không. Tuy hôm qua hắn đã dùng phương thức vàng treo nước để kiểm tra thử, khối lượng riêng giữa hai bên là giống nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy không được yên lòng. Kiểm tra vàng treo nước chính là treo vàng trong nước để tìm ra thể tích của nó, sau đó lại tính toán khối lượng riêng từ trọng lượng, phương pháp rất đơn giản. Dưới nhiệt độ bình thường, khối lượng riêng của vàng là 19,23 gram cm khối. Nếu khối lượng riêng có tranh lệch không lớn thì là vàng thật. Khánh Trần chuẩn bị xong tất cả lại vác một túi sách trên vai đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa lúc gặp phải bốn người vương vân, Bạch Uyển Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, quả nhiên hàng xóm mới của mình chính là bọn hắn. Vương Vân, Bạch Uyển Nhi ở tầng 2, ở đối diện Giang Tuyết. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, thì ở đối diện với mình. Đúng là đối phương tới vì Lưu Đức trụ thật, nhưng nếu có thể nhân tiện làm quen với Giang Tuyết cũng là lựa chọn đúng đắn. Đây là lý do duy nhất khiến đối phương lựa chọn ở lại trong lầu nhỏ rách nát này. Lúc Vương Vân thấy Khánh Trần đã sừng sốt một chút, nàng vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Hồ Tiểu Ngưu mang theo mắt kiếng viền vàng cười cười hỏi Vương Vân, vị này là Đây là bạn học trong lớp 3 khối 11 chúng ta. Vương Vân giải thích nói, nghe giáo viên nói đây là một trong số học sinh giỏi nhất khối 11. Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Khánh Trần, "Chào ngươi." Hồ Tiểu Ngưu, xin chăm sóc nhiều hơn. Ừm. Khánh Trần bình tĩnh gật đầu, sau này xin chăm sóc nhiều hơn. Nói xong hắn nhanh chóng biến mất giữa trời chiều, cũng không định tiếp xúc nhiều với đối phương. Không phải hắn ta đã từng nhìn thấy Khánh Trần hoặc cảm thấy Khánh Trần giống ai đó, mà vì loại thái độ cự người ngoài ngàn dặm của đối phương. Giống như chính bọn họ vẫn thường cách biệt một số bạn học ra khỏi vòng giao lưu, mặt ngoài thì khách khí lễ phép nhưng từ tận trong xương lại kiêu ngạo vô cùng. Chuyện này khiến Hồ Tiểu Ngư có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn nhìn tòa nhà Khánh Trần ở, sau đó hỏi, các người có cảm thấy hắn hơi kỳ quái không? Trương Thiên Trần đeo mắt kiếng gọng đen bên cạnh nói, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều rất xinh đẹp, hơn nữa bọn họ còn là bạn học mới kiêm hàng xóm mới của hắn, nhưng ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn, dường như hắn không có hứng thú nói chuyện với chúng ta vậy. Đúng vậy. Vương Vân gật đầu, hắn không ngây ngô giống các nam sinh bình thường, mà càng giống với người muốn tách khỏi chúng ta hơn. Hôm nay ta đã hỏi nam canh thần hắn ta nói thành tích của bạn học này vẫn luôn ổn định trong top 3 khối, có chút kiêu ngạo cũng rất bình thường. Không phải học bá đều là người như vậy sao? Bạch Uyển Nhi cười cười, không phải đám học thần ở Hải Trung chúng ta cũng là vậy sao? Hồ Tiểu Ngư cười cười lắc đầu, học bá ở thành phố nhỏ giới hạn quá thấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế Hồ Tiểu Ngư cũng không cố ý cười nhạo Khánh Trần, mà bọn hắn rất rõ ràng, nên giáo dục ở các siêu thành thị cấp 1, một dẫn trước các thành thị nhỏ bao nhiêu lần một siêu thành thị cấp 1, chỉ các thành phố như Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh đám học bá ở thành phố nhỏ học tiếng Anh cũng không tồi lắm, nhưng kỹ năng speaking và listening lại kém xa thành phố lớn. Dù là trường ngoại ngữ như Lạc Thành chuyên lấy ngoại ngữ làm thương hiệu cũng giống thế. Nhưng có một số trường trung học trọng điểm ở thành phố lớn, chỉ cần tùy tiện kéo một người, ở cổng trường đã có thể giao lưu tiếng Anh lưu loát không trở ngại. Bọn họ đã nhận không biết bao nhiêu phần thưởng thi đua, nghỉ đông và nghỉ hè đều đang trải nghiệm cuộc sống ở Bắc Cực. Cứ như ở hai thế giới vậy. Quên đi, không cần cân nhắc tới học bá hay học thần gì đó, chúng ta cũng không gặp gỡ hắn quá nhiều, chỉ trùng hợp là hàng xóm ở chung một chỗ mà thôi." Vương Vân nói, vào nhà rồi nói tiếp. Trong lúc nói chuyện bọn hắn đã mở cửa phòng 102. Các công nhân đã rời đi, trong phòng chỉ mới tu sửa một ngày đã rực rỡ hẳn lên. Phòng trong còn chưa được sửa chữa, vì thời gian quá ngắn ngủi cho nên bọn họ chỉ trải thảm cố định trên mặt đất trên vách tường cũng được sơn sửa lại sau đó dán tầng lớp giấy dán tường. Đối với bốn người bọn hắn, nơi này đã có thể tính là miễn cưỡng ở được. Thật ra chúng ta có thể ở khách sạn, cũng không nhất định phải đến nơi này ở. Mục tiêu của mọi người là lưu đức trụ, cho đến bây giờ dường như Giang Tuyết chưa bày ra điểm. Gì đặc biệt? Bạch Uyển Nhi nói. Hồ Tiểu Ngưu nói, không nên nghĩ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta đã quyết định đi từ thành thị số 7 tới thành thị số 18, thì phải cố gắng làm quen thêm một số bạn bè ở thành thị số 18. Ngươi không thấy video của Hà Tiểu Tiểu sao, cố gắng tổ đội. Vương Vân vẫn hơi phiền muộn, các ngươi không cần phải từ từ tạo mối quan hệ với Lưu Đức Trụ, trong mắt ta, chúng ta cứ trực tiếp bỏ tiền ra mua tin tức, tài nguyên cũng được. Trương Thiên Trần lắc đầu, nếu đã chọn đến Lạc Thành đương nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ, đây là chuyện ta và Tiểu Ngưu đã nói ngay từ đầu. Ở thành thị số 7 chúng ta không có bất kỳ căn cơ gì, cho nên chuyện chúng ta có thể làm chính là lợi dụng năng lượng ở thế giới ngoài để ảnh hưởng thế giới trong hồ tiểu ngưu là tâm phúc của đám người kia hắn ta gật gật đầu nói bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp tạo quan hệ với lưu đức trụ cho nên mọi người phải thu lại tác phong thường ngày đi tuy không có tiền là không được nhưng tiền không phải vạn năng các ngươi phải hiểu trên thế giới này còn rất nhiều người có tiền hơn chúng ta đợi khi lại có người muốn dùng tiền mua tài nguyên từ chỗ lưu đức trụ giao tình chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta đúng rồi bên phía các ngươi tiến triển thế nào rồi lúc đầu chúng ta dự định bốn người ở chung một lớp kết quả lớp 4 khối 11 đã hết chỗ. Vương Vân hỏi. Hồ Tiểu Ngưu trả lời, Lưu Đức Trụ rất dễ ở chung, chỉ có điều ta đã thử hỏi dò hắn ta rất nhiều thứ, nhưng hắn ta không nguyện ý trả lời. Trương Thiên Trân nói, thật ra người thấy hắn rất dễ thân cận, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái gì hắn cũng không chịu nói ra. Thoạt nhìn hắn rất ngu nhưng thật ra hắn vô cùng khôn khéo, là một đại trí giả ngu. Ừm, đánh giá đại trí giả ngu này rất đúng. Hồ Tiểu Ngưu tổng kết. Đúng rồi, Vương Vân bỗng nói, các ngươi đã từng nghe nói tới chưa, ương ương cũng dự định thực hiện thủ tục chuyển trường. Ương ương, đám người bạch uyển nhi sừng sốt. Ương ương, ương trong sáp ương cấy mạng. Một cái tên rất chất phác, nhưng nhìn phản ứng của đám người bạch uyển nhi, dường như cái tên này có vị trí đặc biệt trong hải trung, trường trung học hàng đầu hải thành, vì vậy mới có thể khiến mọi người giật mình. Trương Thiên Trân bỗng nói, trời đã, ta nhớ có người từng nói ông ngoại bà ngoại của ương ương ở Lạc Thành đúng không? Nàng sẽ không chuyển trường đến đây chứ? Tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện này nữa, ta chưa từng nghe nói Ương Ương là người du hành thời gian. Hồ Tiểu Ngưu nói, chúng ta đi chào hỏi hàng xóm mới trước một chút đi. Nói xong hắn ta lấy một cái hộp tinh xảo từ trong nhà ra, với tư cách quà gặp mặt, dẫn theo những người khác cùng lên lầu 2. Cốc cốc cốc, Hồ Tiểu Ngư gõ cửa. Trong phòng truyền đến giọng nói, Tiểu Vân, ngươi đi mở cửa, có thể là Khánh Trần ca ca của ngươi. Ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào của Tiểu Vân truyền đến. Khánh Trần ca ca chờ một chút, ta đến mở cửa cho ngươi." Cờ rắc một tiếng, cửa được mở ra. Vương Vân cười nhẹ nhàng nói, "Chào ngươi, người bạn nhỏ. Cảm ơn bạn Kenvergo, ZLLD242, Bakatora đã ủng hộ Khánh Trần ạ." Phịch một tiếng, cửa lại lần nữa bị đóng lại, Lý Đồng Vân đứng bên trong cửa nói, "Mẹ, không phải Khánh Trần ca ca." Giang Tuyết kỳ quái, "Vậy đó là ai?" Lý Đồng Vân trả lời, "Không quan trọng. Hiệu quả cách âm của căn nhà này chẳng ra sao." hồ tiểu ngư có thể nghe được tiếng phim hoạt hình những chú chó cứu hộ truyền tới từ bên trong sau đó cánh cửa này thật sự không mở ra chào đón bọn họ nữa vương vân và bạch uyển nhi nhìn nhau khánh trần ca ca tên này hơi quen tai lúc này bọn hắn còn chưa ý thức được hàng xóm trong tầng này một người là dòng dõi đích tôn của tập đoàn tài chính lý thị một người là đệ tử đơn truyền của lý thúc đồng bọn hắn cực khổ chạy đến lạc thành kết quả ngay cả chính chủ cũng không tìm đúng lúc này khánh trần bị lý đồng vân lẩm bẩm nhắc tên đang đứng trong ngõ hẻm nào đó ở đường chữ thập phía nam lạc thành hẻm nhỏ lâu năm kiến trúc đều là kiểu trung hoa hai bên đường đá xanh đều là tường xám ngói đen lúc trời mưa giọt mưa hội tụ trên mái ngói sau đó thuận theo hàng ngói rơi xuống ngoài tiệm lão kim treo hai đèn lồng đỏ nơi cửa còn đặt một tấm bảng đen mua quà tặng vàng đông trùng hạ thảo nhân sâm với giá cao khánh trần mặc áo hock dice trùng mũ hỏi vàng mua giá bao nhiêu lão đầu đang bện giỏ trúc bên trong dương mắt liếc nhìn hắn một chút, có hóa đơn không? Không có. Khánh Trần lắc đầu. Cái gọi là hóa đơn chính là hóa đơn lúc mua vàng. Cái đồ chơi này có thể chứng minh nguồn gốc vàng của ngươi. Bình thường khi thu mua vàng đều cần hóa đơn, nếu vàng không có hóa đơn rất có thể là vàng có vấn đề, những tiệm có quy định rõ ràng sẽ không mua lại nó. Lão đầu nhìn hắn một cái, thả giỏ trúc trong tay xuống nói, không có hóa đơn rất khó lo liệu, nếu ngươi thật tâm muốn bán thì 220 tệ gram, ta sẽ không hỏi ngươi lấy được nó từ chỗ nào. Giá vàng hôm nay là 380, tệ gram. Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, thành giao, 39 gram. Đối với hắn, 8.580 tệ đã là một khoản tiền lớn, tối thiểu cũng có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng khẩn cấp trước mắt. Cả đời này, Khánh Trần chưa bao giờ được thấy hơn 8.000 đồng tiền. Hắn không muốn chuyển khoản, mà kiên trì để đối phương cầm tiền mặt. Lão già bên trong tiệm vàng vừa tiền, vừa nói thầm, Tuổi nhỏ mà rất cẩn thận, nhưng mà làm nghề này cẩn thận một chút cũng không sai, lần sau nếu có thêm thu hoạch thì cứ đến chỗ ta, số lượng nhiều thì ta sẽ tăng thêm cho ngươi mỗi gram 5 đồng tiền, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Có vẻ như lão già nghĩ Khánh Trần là trộm, nhưng Khánh Trần cũng không phản bác. Hắn đưa tiền cho Khánh Trần, sau đó nhìn Khánh Trần dùng tay kiểm tra từng tờ từng tờ tiền giấy dưới ánh đèn, hình mờ, vân tiền, chữ nổi, nhìn kỹ chữ mờ, kiểm tra từng điểm một không sót chỗ nào. Cuối cùng Khánh Trần rút ra hai tờ từ trong sắc tiền, tờ 50 và 20 này, làm phiền đổi một chút. Lão già thấy hơi đau răng, cái nghề bán vàng lấy tiền của các ngươi có rất ít người cẩn thận thế này. Nói rồi hắn kéo ngăn kéo bên cạnh ra, đổi hai tờ tiền. Nếu đã muốn làm ăn, về sau đừng lấy tiền giả ra để lừa người khác." Khánh Trần nói. "Được thôi, thường đến đây đấy." Lão già bất đắc dĩ. Khánh Trần nhận lấy tiền rồi quay đầu bước đi, ông chủ tiệm vàng răng móm, đã có tuổi nhìn bóng lưng hắn nghĩ thầm về sau thiếu niên này tuyệt đối sẽ có triển vọng lớn, trở thành vua trộm hàng đầu. Hắn rẽ ngang rẽ dọc trong ngõ hẻm, mới ngồi xe buýt về nhà. Lại mua hơn 10 cân thịt bò, 3 cân trứng gà, còn có một số rau quả trong chợ nông sản. Diệp Vãn đã từng nói, bây giờ nhất định hắn phải biến thành một con động vật ăn thịt hung dữ. Lúc trở lại tòa nhà, hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Lý Đồng Vân đang vụng trộm vẫy mình, từ trên tầng 2. Khánh Trần ngẫm nghĩ, vẫy vẫy tay lại với Lý Đồng Vân, Gia hiệu nàng có chuyện gì thì xuống tầng rồi nói. Giang Tuyết là người du hành thời gian đã biết ở bên ngoài. Mình hay đến nhà đối phương có thể sẽ bị người khác chú ý. Nhưng Lý Đồng Vân chỉ là một cô nhóc. Đến nhà nàng nói chuyện cũng không bắt mắt lắm. Câu nói đầu tiên của Lý Đồng Vân sau khi vào cửa chính là Anh Khánh Trần, hàng xóm mới tới là ai vậy? Người đã nói chuyện nói với bọn họ chưa? Là chuyển trường từ Hải Thành tới, đến vì Lưu Đức Trụ. Khánh Trần chia sẻ tin tức của hắn. Ta nghe bọn họ dùng tiếng Anh đối thoại. Hải Thành hẳn là tương ứng với thành phố số 7 trong thế giới. Anh Khánh Trần, ngươi còn có thể nghe hiểu tiếng Anh. Lý Đồng Vân nghi ngờ nói, kỹ năng tốt như vậy sao? Cũng tạm. Khánh Trần không giải thích thêm về điều này, mà tiếp tục nói ra, bọn họ ở chỗ này nhất định là vì mẹ ngươi. Những người này xuyên qua đến thành phố số 7 không có căn cơ, cho nên muốn đến thành phố số 18 tìm cơ hội. Đương nhiên ta cảm thấy có lẽ cũng không đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là bọn họ có kẻ thù ở trong thành phố số 7 đi vào trong thế giới không có kẻ thù, đây không phải là điều mà bản thân người du hành thời gian có thể quyết định. Nếu như không có kẻ thù, vậy lấy thế lực của đối phương ở Hải Thành, vì sao không trực tiếp tìm kiếm người du hành thời gian bản địa khác để nhờ trợ giúp? Căn cứ vào tin tức mà Khánh Trần lấy được từ trên mạng, Hải Thành có một người siêu phàm, còn có một người nói chuyện ở xã Thanh Long, thành phố số 7, theo lý mà nói đã là không tệ. Nhưng mấy người hồ tiểu ngư không tiêu tiền đi tìm những người này hỗ trợ, mà bỏ gần tìm xa đi vào lạc thành tìm lưu đức trụ có lẽ là bọn họ chọc phải ai đó, người du hành thời gian ở Hải Thành không có cách nào giải quyết đi. Lý Đồng Vân ngẫm nghĩ rồi nói, thành phố số 7 là địa bàn của tập đoàn Trần Thị, thành phố số 18 là sân nhà của tập đoàn Lý Thị, có phải bọn họ chọc phải Trần Thị hay không? Khánh Trần nghĩ rồi nói, không sao, bây giờ bọn họ không chút kiêng rẻ dùng tiếng Anh giao lưu, ta nghe thêm sẽ biết. Bọn họ nói ở ngay trước mặt cho ngươi nghe sao? Lý Đồng Vân ngửa đầu hỏi. Khánh Trần sờ lên đầu của nàng, cười nói bởi vì bọn họ không thông minh bằng ngươi lúc này lý đồng vân chạy đến nhà vệ sinh của khánh trần ôm lấy quần áo khánh trần thay ra rồi chạy vừa rồi mẹ giao cho ta lấy quần áo ngươi thay ra mang lên giặt ngươi đừng làm khó ta ta cũng chỉ nghe mẹ nói thôi nói xong lý đồng vân liền mở cửa chạy lên tầng khánh trần mỉm cười sau đó quay đầu nhìn căn nhà trống rỗng của mình bắt đầu cô độc huấn luyện không ai giám sát không ai lớn tiếng khen hay khánh trần chỉ có thể tự mình nói với mình đừng dừng lại tiến lên phía trước hắn từng nghe người ta nói người bò đàn sống riêng không phải thần thì chính là dã thú vậy hắn đã không có cách nào trở thành thần trước tiên cứ là một con dã thú cũng không tệ đếm ngược năm ngày khánh trần đã sớm tới trường học trao đổi bàn của mình với nam canh thần như thế hắn liền biến thành bạn bàn bên của vương vân nam canh thần sau khi vào lớp thì cười một tiếng mập mờ với hắn sau đó thấp giọng nói ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không có một chút tâm tư nào chứ không nghĩ tới vậy mà lại chủ động như thế sao không nói sớm nếu nói sớm thì hôm qua đã đổi với ngươi rồi khánh trần liếc mắt nhìn hắn đối phương đang nghĩ rằng mình đổi vị trí là muốn ở gần vương vân một chút trên thực tế mình chỉ muốn nghe vương vân và bạch uyển nhi trò chuyện thôi nhưng mà nghĩ như vậy mới là tốt nhất hắn hy vọng vương vân cũng có thể có suy nghĩ như vậy cứ như vậy lúc đối phương và bạch uyển nhi dùng tiếng anh trò chuyện sẽ không kiêng rẻ hắn nam canh thần thấy hắn không nói lời nào tưởng rằng khánh trần thẹn thùng thế là liền thấp giọng dùng giọng điệu hóng hớt nói sang chuyện khác Hôm qua trong nhóm xuyên qua lại có thêm một đại sư, hắn nói mình học được kỹ thuật coi bói ở trong thế giới khoa học kỹ thuật nào đó. Khánh Trần hỏi, ngươi đã coi chưa? Coi rồi, chỉ 5 đồng tiền một lần. Nam canh thần nói, coi bói nói lúc ta 65 tuổi có thể kiếm được một số tiền lớn, hơn nữa là số tiền mà cả đời ta cũng chưa từng thấy. Khánh Trần trần chờ một chút, là con của ngươi đốt cho ngươi sao? Nam canh thần, Khánh Trần tức giận nói, ngươi có thể giải tán cái nhóm xuyên qua của ngươi hay không? nghe liền đau đầu, một người du hành thời gian đứng đắn cũng không có, không đúng, có một người đi, còn là chuyên môn làm mai cho phú bà thế giới trong nữa. Nam canh thần mạnh miệng nói, nhỡ may còn có người thật thì sao? Lúc này, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đi vào phòng học. Sau khi các nàng nhìn thấy Khánh Trần và Nam canh thần đổi vị trí, quả nhiên sửng sốt một chút. Bạch Uyển Nhi dùng tiếng Anh hỏi, tại sao hai người bọn họ lại đổi vị trí? Vương Vân cười, ai mà biết được, không cần phải để ý đến hắn. Chờ một chút, bạch uyển nhi lại hỏi không phải thầy giáo nói hắn học giỏi sao hắn có thể nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì hay không vương vân quay đầu nhìn chằm chằm vào khánh trần đã thấy khánh trần cúi đầu nhìn đề thi toán học động tác tính toán điền câu trả lời không hề dừng lại chút nào vương vân là học sinh khá giỏi ở hải thành thậm chí đi quan sát trình tự đề thi của khánh trần một hồi sau đó xác định mỗi một bước của đối phương đều không sai cũng không phải là giả vờ lúc này vương vân mới nói ra thầy giáo hải thành đã nói cho dù học sinh ở thành phố nhỏ có thành tích tiếng Anh tốt, muốn dùng tiếng Anh để giao lưu vẫn là rất khó, bởi vì bọn họ hoàn toàn dùng để thi cử, khả năng nghe để thi đại học lại không tính là thành tích chính thức. Ngươi nhìn, hắn làm bài thi căn bản không hề phân tâm, nghe lén chúng ta nói chuyện thì không có cách nào tính toán nhanh như vậy. Đúng thật. Bạch Uyển Nhi gật đầu. Đột nhiên, Vương Vân Dầu Dĩ dùng tiếng Anh nói, ngươi cảm thấy, Hồ Tiểu Ngư nói chúng ta đến thành phố số 18 là có thể né tránh Trần Nhạc Du, có thể tin sao? Bạch Uyển Nhi lắc đầu, không biết, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mười phút sau, đợi hai người này cuối cùng cũng dừng trò chuyện, Khánh Trần mới chậm rãi dừng bút lại. Quả nhiên, bốn người này có kẻ thù ở thành phố số 7. Mình đoán không sai. Đương nhiên, Vương Vân cũng không nói sai. Dù là loại người như Khánh Trần, cũng rất khó vừa giải đề toán với cường độ cao, vừa nghe lén phân tích cuộc đối thoại được. Nhưng điều khác biệt của hắn và người khác chính là, những âm thanh đã từng xuất hiện, đều được ghi lại trong đầu hắn, Cuộc đời của hắn đúng là không thể làm lại, nhưng có thể chiếu lại, nghỉ giữa giờ, bốn người Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân tụ tập bên trên hành lang. Đa số các bạn học qua lại đều mặc đồng phục, mà bốn người bọn họ, bởi vì còn chưa được phát đồng phục mà đều mặc trang phục của mình, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Chỉ là lúc các bạn học đi qua người bọn họ, đều sẽ cố gắng tránh đi một chút. Đạo lý kia giống như là trên xe công cộng có rất nhiều vị trí trống, một người đẹp ngồi một mình ở hàng sau. Đa số mọi người cũng sẽ không lựa chọn ngồi cùng một chỗ với nàng, trừ khi không còn chỗ ngồi. Hồ Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua đồng hồ Rolex thuần vàng trên cổ tay mình, cách giờ vào học còn có 8 phút, hắn thấp giọng hỏi, "Trước tiên hãy nói bên phía các ngươi, có cái gì dị thường không?" Bạch Uyển Nhi cười nhìn Vương Vân một cái, "Dị thường thì không có, chỉ có một bạn học nam đặc biệt đổi chỗ ngồi vì Vương Vân." "Ngươi đừng nói mò." Vương Vân vỗ cánh tay Bạch Uyển Nhi một cái, "Nhỡ may người ta không có ý gì thì sao?" Trong lòng ngươi rõ ràng. Bạch Uyển Nhi nói bằng giọng điệu mập mờ, nhưng mà lúc này, Hồ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, có phải hắn là người du hành thời gian hay không? Bởi vì đoán các ngươi là người du hành thời gian, cho nên mới đổi vị trí ngồi cạnh các ngươi. Thật ra Hồ Tiểu Ngư biết rất rõ ràng, cho dù học sinh nam cấp 3 âm thầm này sinh tình cảm trong lòng, cũng không chủ động đến mức ngay ngày đầu tiên đã đổi chỗ với người khác để tới gần học, sinh nữ trong lòng mình được. Cho nên, trước tiên Hồ Tiểu Ngư cảm thấy có chút không đúng. Vương Vân và Bạch Uyển Nhi nhìn nhau, hẳn không phải đâu. Các ngươi phải biết nơi này là Lạc Thành, một trong 19 căn cứ của người du hành thời gian, bên người có một người du hành thời gian ẩn nấp là điều rất bình thường. Hồ Tiểu Ngư phân tích, cẩn thận một chút, nhỡ may hắn thật sự có thể nghe hiểu chúng ta dùng tiếng Anh để trò chuyện, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Chắc hẳn là hắn nghe không hiểu. Vương Vân nói, chúng ta nghị luận hắn ở ngay trước mặt hắn, hắn vẫn không ngừng làm bài thi toán học. Nếu như vậy, hồ tiểu ngư nói tiết sau các ngươi quan sát một chút có phải hắn thường xuyên cúi đầu nhìn cánh tay mình hay không hiểu ý của ta không trên cánh tay một người đột nhiên xuất hiện đếm ngược cho dù là hiếu kỳ hay là cảm giác mới mẻ đều sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút tập quán này chỉ có thể chậm rãi từ bỏ được sau khi hắn hoàn toàn quen thuộc vương vân ngẫm nghĩ rồi đồng ý được ta quan sát một chút sau một tiết bốn người lại tập hợp trên hành lang thế nào hồ tiểu ngư hỏi vương vân lắc đầu 45 phút, hắn chưa hề nhìn cánh tay mình một lần làn, cho dù là không có chuyện gì cũng có thể ngồi ngây người, cũng không cúi đầu nhìn cánh tay. Hồ Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra, Trương Thiên Trân hỏi, có phải là hắn đoán được, có lẽ sẽ có người quan sát hắn, cho nên hắn mới cố ý không nhìn cánh tay hay không? Hồ Tiểu Ngư trầm tư một chút, tạm thời cứ loại trừ khả năng hắn là người du hành thời gian trước đã, thiếu niên bình thường không có tính cách khắc chế ẩn nhẫn như vậy được, cũng không có khả năng nghĩ được chu toàn như thế đi nếu như hắn thật sự là người như ngươi nói, vậy cũng thật là đáng sợ. Trương Thiên Trân nói đùa, vậy có thể là hắn thích Vương Vân thật. Đúng rồi, bên các ngươi thế nào, có tiến triển không? Vương Vân hỏi. Không có. Hồ Tiểu Ngư bình tĩnh lắc đầu, rất có thể là Lưu Đức trụ giả ngu. Bây giờ chúng ta còn không có cách nào mở lỗ hồng từ trên người hắn, nhất định phải chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nếu không trước tiên cứ mở lỗ hồng trên người Giang Tuyết đi, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Thiên Trân nói, cứ như vậy, ít nhất trước khi chúng ta đến thành phố số 18, có thể thông qua nàng để hiểu được tình hình của thành phố số 18 một chút. Chỉ có làm như thế, nhưng mà hình như bên kia cũng không dễ ở chung lắm. Bạch Uyển Nhi nói, chờ một chút, các ngươi có nhớ cô bé ngày hôm qua gọi anh Khánh Trần không? Chắc chắn là Khánh Trần lớp chúng ta, hẳn là người của hai nhà này có quan hệ rất gần nếu không trước hết cứ bắt đầu từ Khánh Trần. Trương Thiên Trân hỏi. Ừm, bắt đầu từ Khánh Trần, lại thông qua hắn để quen biết Giang Tuyết. Vương Vân gật đầu, trong giờ giải lao tiết thứ hai, Khánh Trần đang ngồi ở trong phòng học cúi đầu lướt điện thoại, ghi chép tất cả tin tức liên quan đến người du hành thời gian. Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói, Khánh Trần, Nam Canh Thần, cho này, đây là chúng ta vừa mới đi siêu thị trường học mua nước cho các ngươi. Nam Canh Thần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là chai nước suối vừa lấy ra từ trong tủ lạnh bên ngoài chai còn có những giọt nước dày đặc bởi vì ngón tay dính nước ngón tay trắng nõn đẹp đẽ của đối phương càng thêm óng ánh trong suốt hơn bạn học trong lớp vụ trộm nhìn sang bên này có người trong lòng đang suy nghĩ khánh trần và nam canh thần quen thuộc với học sinh chuyển trường như vậy từ lúc nào thế học sinh chuyển trường lại còn mua nước cho bọn họ nam canh thần sững sờ hỏi đây là cho ta sao bạch uyển nhi cười rạng rỡ đương nhiên được rồi cảm ơn nam canh thần kích động hẳn lên chỉ là vào lúc này, Khánh Trần cúi đầu nhìn điện thoại, giống như là không nghe thấy cái gì vậy. Trên điện thoại có một tin tức, nước ta thành công phá hủy một chỗ giam cầm phi pháp, cũng thành công giải cứu ra 12 người du hành thời gian đã thừa nhận thân phận ở trên mạng. Trong đó, còn bao gồm tin một người nổi tiếng đột nhiên mất tích. Trong tin tức đưa tin, phần tử phạm tội bắt cóc 12 người này đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, lấy thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, lấy được tin tức thân phận 12 người, cũng lấy mạng sống an toàn của người nhà bọn họ để uy hiếp đe dọa người du hành thời gian dùng thân thể để mang theo vật phẩm nhét dược phẩm vào trực tràng dạ dày khoang miệng để xuyên qua trong hồ sơ phát hiện ra ngành chấp pháp nhận được một số lượng lớn dược phẩm thế giới trong trong đó thuốc biến đổi gen chiếm đa số theo chứng cứ hai loại thuốc biến đổi gen ở hiện trường cũng không thể tăng cường thần và thể xác nhưng có thể cải thiện bệnh tật mang tính di truyền trong gia tộc di chuyển điếc bẩm sinh di chuyển bệnh tim bẩm sinh trước mắt ngành chấp pháp đã bắt giữ bốn người hiềm nghi phạm tội vẫn có 9 tên đang lẩn trốn, theo khẩu cung của kẻ tình nghi, 9 kẻ tình nghi đang lẩn trốn đều là người du hành thời gian. Tin tức này thực sự quá chấn động. Trước kia liên quan tới người du hành thời gian phạm tội còn ở nước ngoài, bây giờ trong nước cũng đã xuất hiện chuyện không thể tưởng tượng như thế. Lần này, chỉ sợ không còn có ai dám công khai công bố mình là người du hành thời gian nữa, rồi, từ hôm nay trở đi, tất cả người du hành thời gian phải cúi đầu làm người, giống như là tất cả mọi người đặt mình vào trong rừng rậm hắc ám vậy khánh trần vương vân ở bên cạnh đợi một hồi lâu thấy khánh trần không để ý tới nàng mới lên tiếng nhắc nhở khánh trần lấy lại tinh thần nhận lấy nước khoáng cảm ơn nhưng mà về sau không cần khách khí vậy đâu chúng ta là hàng xóm mà về sau quan tâm nhiều hơn vương vân cười ngồi xuống bạn học trong lớp nghe xong liền bùng nổ có chuyện gì vậy khánh trần và hai học sinh chuyển trường này còn là hàng xóm khánh trần yên lặng ngồi tại chỗ chỉ trong nháy mắt đã hiểu được đối phương có ý đồ gì hắn không để ý đến ánh mắt hâm mộ hoặc khác thường của các bạn học cũng không để ý tới một ít bạn học nam ồn ào hắn chỉ chầm rãi bắt đầu hiểu rõ tính cách của mấy người vương vân bạch uyển nhi những người này đều ở dưới ánh sáng giáo dục tinh anh gặp việc đời từ quá sớm có tính toán của mình nhưng mà rốt cuộc đối phương cũng chưa từng phải chịu khổ sự khôn ngoan trên người đối phương đều học được từ người lớn còn chưa được xã hội nghiệm chứng cho nên mấy giờ trước các nàng vẫn không để ý tới sau mấy tiếng lại đột nhiên thay đổi thái độ có vẻ cực kỳ cứng nhắc Lúc này, Vương Vân mỉm cười, nhìn cái gì mà tập trung như vậy, gọi ngươi cũng không phản ứng. Nói rồi, cô gái cong lưng xích lại gần nhìn điện thoại của hắn, khi nàng đột nhiên đến gần, một mùi nước hoa khó hiểu trên người đối phương ùa vào trong lỗ mũi Khánh Trần. Có vẻ như đối phương cố ý làm vậy, nhưng khi cô gái nhìn thấy tin tức trên điện thoại, thân thể cứng đờ. Đây là một tin tức liên quan đến tất cả người du hành thời gian, nếu như ngươi không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ giống 12 người du hành thời gian trong tin tức kia bị nhốt ở một nơi không ai biết trở thành phương tiện chuyên trở của người khác đã từng có các thương nhân bán đồ phương nam đến phương bắc bán đồ phương bắc đến phương nam mà bây giờ thế giới ngoài thế giới bên trong có quá nhiều sự khác biệt cũng có quá nhiều thứ dùng để mua bán có thể giới hạn cuộc làm ăn này chỉ có một loại hiệu suất vận chuyển và không gian vận chuyển sau đó nếu như ngươi không muốn trở thành con la của người khác vậy ngươi nhất định phải để cho mình mạnh lên hoặc là nấp kỹ lúc này khánh trần đang nghĩ Người đánh lén Giang Tuyết lúc trước có lẽ cũng có ý định này. Vào lúc này, Vương Vân chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Trong lớp, những bạn học khác cũng đều bắt đầu chú ý đến tin tức này, không ai nhắc lại chuyện Khánh Trần và các học sinh chuyển trường là hàng xóm nữa. Tiêu điểm đã được chuyển di. Chỉ là lúc người bình thường nhìn tin tức này thì có vẻ không mấy quan tâm, không có liên quan quá nhiều đến mình. Mà Khánh Trần thì chú ý tới, phần cuối tin tức đưa tin, Nhóm tội phạm lấy số lượng tiền tệ giả lập để tiến hành giao dịch, đến nay chưa thể điều tra ra được tin tức của người mua thuốc biến đổi gen. Hắn đứng dậy đi tìm bí thư học tập nộp phí sách vở, nộp cho cả Nam canh thần nữa. Cũng không phải Khánh Trần trượng nghĩa đến cỡ nào, mà sau khi đối phương trở thành người du hành thời gian, trước tiên lại muốn mời mình ăn cơm, nếu mà mình có tiền, giúp đối phương chi ra một chút cũng không quan trọng. Việc này làm Nam canh thần cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, cũng hứa hẹn chờ mẹ hắn từ nhà mẹ đẻ trở về, sẽ trả cho tiền Khánh Trần ngay lập tức theo thời gian trôi qua từng giờ tin tức phạm tội kia nhanh chóng truyền bá ở trong nước ảnh hưởng đến mỗi một người du hành thời gian ở sâu trong một cái ngõ nhỏ ở lệ cảnh môn lạc thành một người trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen đang đi vào trong đó tư liệu lịch sử ghi chép lệ cảnh môn bắt đầu xây dựng vào tùy triều toàn bộ lệ cảnh môn từ cửa thành lầu ủng thành lầu quan sát tường thành sông bảo vệ xung quanh thành bây giờ đã là di tích cổ nổi tiếng ở lạc thành trên mặt người trẻ tuổi đeo kính dâm Giày da màu đen sáng loáng không hề hợp với kiến trúc cổ bên cạnh, giống như là một người ở đô thị hiện đại bỗng nhiên xuyên qua đến đây, đi vào lịch sử. Ở sâu trong ngõ không có người, gót giày da của người tuổi trẻ dẫm lên con đường lát đá xanh, phát ra tiếng vang có tiết tấu, lại đi vào bên trong, một căn nhà nhỏ cột đỏ ngói xám, trên cửa phòng treo một cái bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Côn Luân không lớn không nhỏ. Người trẻ tuổi cầm đầu thú ngậm vòng trên cửa gõ cửa một cái một cái đầu thò từ trong cửa ra, nghi ngờ đánh giá người trẻ tuổi. Ai đấy? Người trẻ tuổi tháo kính dâm xuống mỉm cười, cửu châu, hà kim thu. Lại thấy cái đầu lập nhô ra tức rụt trở về, ông chủ, là, hà kim thu của cửu châu. Chẳng được bao lâu, két một tiếng, cửa gỗ màu đỏ bị người kéo ra, hơn 10 tên người áo đen đứng hai bên trong sân. Sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc nhìn Hà Kim Thu. Hà Kim Thu cười nói, không cần sợ ta như vậy chứ, ông chủ trịnh đâu, ông chủ còn chưa có trở lại lộ viễn cười tủm tỉm nói ra ông chủ hà đến đây chơi trước tiên cứ vào ngồi uống chút trà ông chủ sẽ quay lại ngay lập tức hà kim thu cũng không khách khí hắn cười nhẹ nhàng đi vào trong nhà chính ngồi ở vị trí đầu trên ghế bành ở vị trí đầu nói đồ dùng trong nhà kiểu trung quốc này quá cứng ngồi không dễ chịu lắm đúng rồi ở chỗ các ngươi có rượu không ta không uống trà trong lúc nói chuyện thành viên côn luân đều quay sang nhìn nhau bọn họ thấy Hà Kim Thu không khách khí ngồi trên vị trí của Trịnh Viễn Đông như thế, có người muốn đi lên nói cái gì, lại bị Lộ Viễn ngăn cản. Rượu, có. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, Trịnh Viễn Đông cao giọng đi vào cửa sân, nói, khách tới có rượu có thịt, xài lang đến thì có súng. Hà Kim Thu sửa sang lại áo khoác màu đen một chút, nhưng không đứng dậy. Hôm trước mời ông chủ trịnh tổ chức hội nghị, kết quả bị ông chủ trịnh từ chối, cho nên ta chỉ có thể đặc biệt bay từ kinh thành tới. Chuyện gì mà phải vội như vậy? Trịnh Viễn Đông vững vàng ngồi xuống một cái ghế bành khác, hắn mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, che chắn kín mít cơ thể máy móc của mình phía dưới quần áo. Hà Kim Thu cười với hắn, "Ông chủ Trịnh đã đọc tin tức hôm nay chưa?" "Ừm, ta biết ngươi vừa mới giải cứu 12 người du hành thời gian." Trịnh Viễn Đông khẽ gật đầu, "Nhưng mà ông chủ Hà cũng không cần đến côn luân của ta tranh công chứ?" "Tranh công thì không cần, chỉ là ta muốn hỏi hỏi ông chủ Trịnh, đề nghị của ta, ngươi đã cân nhắc thế nào rồi?" Hà Kim Thu bình tĩnh hỏi, bây giờ côn luân trong tay ngươi không chỉ không tăng nhân số ngược lại còn đang giảm xuống đây là không phù hợp với nhu cầu của thời đại người du hành thời gian ngày càng nhiều ngươi chỉ có vài người như thế quản lý bọn hắn như thế nào được quan niệm khác biệt trịnh viễn đông nói ra cửu châu của ngươi muốn bỏ tất cả người du hành thời gian vào trong túi để giám sát mà ta lại cảm thấy không cần thiết bên trong một tổ chức cá rồng hỗn loạn cũng không phải là chuyện gì tốt ngươi cũng đã biết nếu như không đặt tất cả bọn họ vào trong phạm vi giám thị sẽ còn bao nhiêu người bị hại việc ngày hôm nay chính là ví dụ giọng nói của hà kim thu dần dần có cảm giác áp bách ngươi không tập trung mọi người lại nói cho bọn họ thế giới trong là dạng gì bọn họ làm sao biết thế giới trong nguy hiểm cỡ nào trịnh viễn đông cũng không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại hà tiểu tiểu đã là người của ngươi hà kim thu trầm mặc hai giây rồi cười nói ngươi đoán đi tư thế ngồi của trịnh viễn đông rất ngay ngắn nói ra rốt cuộc ngươi muốn làm gì vì quyền lực trong tay hay là thật sự quan tâm đếm những người du hành thời gian hà kim thu đứng dậy đi ra phía ngoài ta đã biết đáp án của ông chủ trịnh rồi về phần ta muốn làm gì buổi chiều ngươi sẽ biết thành viên côn luân vốn đang đứng xem trong sân đều nhường ra một con đường lúc này trịnh viễn đông bỗng nhiên nói ra hy vọng đến lúc có ngoại địch ngươi và ta vẫn còn là chiến hữu cơ thể hà kim thu dừng một chút sẽ ông chủ trịnh vừa dứt lời vị lãnh tụ cửu châu tuổi trẻ này quay người đi ra phía ngoài ngõ cổ dày ra và tiếng gõ dần dần vang lên từng bước. Buổi chiều, ngay trước khi nhiệt độ tin tức còn chưa hạ xuống, lại có một tin tức khác liên quan tới Hà Tiểu Tiểu nhanh chóng nâng lên trên hot search. Trong TikTok, Hà Tiểu Tiểu đứng trước phông nền màu đen nói, xét thấy gần đây xuất hiện sự kiện ác tính giam cầm người du hành thời gian, ta đề nghị người chơi đã nhận được tư cách open beta chú ý an toàn của bản thân. Thế giới trong có tính vui chơi rất cao, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng nếu như mất mạng, cũng sẽ không còn vận mệnh gì nữa. Cá nhân ta gần đây đang ở trong hệ thống nhóm chat người du hành thời gian, trước mắt đang sử dụng kỹ thuật thế giới trong để điều chỉnh. Đến lúc đó sẽ mở nhóm chat ra cho tất cả người du hành thời gian, để mọi người cùng đọc tin tức, trợ giúp lẫn nhau. Vì để cho mọi người yên tâm, hệ thống nhóm chat này sẽ thành lập 12 số liệu cứ điểm biến động, thân phận của tất cả người du hành thời gian đều sẽ được bảo hộ, không có người nào ở thế giới ngoài có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật hack vào. Sau khi thành lập nhóm chat, ta sẽ hướng dẫn cách tham gia. Tin tức vừa ra, cả nước xôn xao. Khánh Trần nhíu mày, rốt cuộc Hà Tiểu Tiểu này là thần thánh phương nào, dám trực tiếp thành lập nhóm chat người du hành thời gian. Mà mình đoán không sai, đúng là đối phương đang nắm giữ một ít kỹ thuật của thế giới trong, hơn nữa cũng nhờ vào đó để xóa đi thông tin về thân phận của mình. Nhưng mọi người xuyên qua cũng chỉ có thời gian ngắn như vậy, dựa vào, cái gì mà Hà Tiểu Tiểu có thể nhanh chóng có được kỹ thuật thế giới trong lòng bàn tay như thế? Đối phương đã thành công mang thiết bị thế giới bên trong về sao? thiết bị có thể thành lập được số liệu chắc chắn là không nhỏ sao có thể mang về đây được hoặc có thể là hà tiểu tiểu căn bản cũng không phải là một người một người muốn mang được một thiết bị là rất khó nhưng mấy người cùng nhau hợp tác mỗi người mang một chút xíu linh kiện về thì cũng có thể chứ khánh trần không hiểu lắm về tin tức kỹ thuật xem ra chỉ có thể đến thế giới trong trưng cầu ý kiến của lý thúc đồng về việc này hắn không dám vào loại nhóm này trừ khi hắn cũng có thể che giấu tung tích bởi vì trong video hà tiểu tiểu chỉ nói không có người ngoài có thể xâm lấn nhưng điểm quan trọng ở chỗ chính hà tiểu tiểu lại có thể nhẹ nhàng thu hoạch được tin tức của đa số người hệ thống cho chuyện này tựa như là một chiếc lồng bắt cua mà hà tiểu tiểu tựa như là một người bắt cua hắn chỉ cần ngồi trên thuyền của mình để bắt cua di chuyển ở vùng biển phương bắc cảng hà lan sau đó ném từng cái lồng sắt vào biển cả thật sâu chờ đợi đám của hoàng đế tự mình chui vào là được buổi tối khánh trần lại trốn học lần nữa Hắn đến cửa hàng đồ ngọt mua bánh ngọt trứng làm quà cho Lý Đồng Vân, lại mua một chút hoa quả và rau củ. Trong khoảng thời gian này Giang Tuyết giúp hắn giặt quần áo nhiều lần, mình cũng không thể luôn đi tay không đến nhà người khác làm khách được. Sau khi đi vào khu dân cư, Khánh Trần điềm nhiên như không có việc gì dùng ánh mắt tìm tòi ở xung quanh mấy lần, xác nhận không có phóng viên nấp ở nơi nào đó thì mới vào trong hành lang. Bây giờ Lạc Thành có hơn 30 người du hành thời gian đã bại lộ, Giang Tuyết có vẻ như là tầm thường nhất, cũng không hấp dẫn bao nhiêu lực chú ý. Lúc gõ cửa, Khánh Trần liền nghe được bên trong truyền đến tiếng của gieo hò Lý Đồng Vân, là anh Khánh Trần đến. Nàng mở cửa thấp giọng hỏi, mấy người bạn học kia của ngươi đâu? Không biết, không cần phải để ý đến bọn họ. Khánh Trần cười xoa xoa đầu nàng. Mau đến xem cơ thể máy móc mới của mẹ ta, đẹp lắm. Lý Đồng Vân kéo tay áo Khánh Trần đi vào. Giang Tuyết vốn dĩ đang nấu cơm, lại bất đắc dĩ trở thành đối tượng bị vây xem. Trước đó hai tay của Giang Tuyết giống như máy móc được ghép lại bởi từng hợp kim thép, mà bây giờ thì càng giống hình dạng cánh tay của con người hơn rồi. Ngón tay, cổ tay, chỗ nối tiếp cánh tay và khuỷu tay, cũng đều kín kẽ. Khánh Trần Hiếu Kỳ nói, đây là ngươi vừa mua sao? Lượng pin thế nào? Lượng pin của ta đã gấp hơn 10 lần trước đó. Giang Tuyết cười nói, ta cũng coi như khá may, thân phận của ta ở thế giới trong từng cứu một người vào hai năm trước, đối phương là nhân vật lớn của tập đoàn Lý Thị. Bây giờ những thứ này đều là nàng tặng để cảm ơn. Khánh Trần hững hờ nhìn Lý Đồng Vân, cô nhóc vội vàng kéo hắn đi ra phòng bếp, mẹ nấu cơm nhanh lên, ta đói. Yên tâm, sẽ xong ngay đây. Giang Tuyết cười đáp. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã cởi mở hơn rất nhiều, giống như làm cái gì cũng đều không bị ràng buộc, tất cả đều đang tốt lên. Trong phòng khách, Lý Đồng Vân thấp giọng nói, anh Khánh Trần, người thăm dò những điều đó với mẹ ta là muốn phỏng đoán thân phận của ta sao? Khánh Trần lắc đầu, không có, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Lý Đồng Vân đảo tròn mắt, "Anh Khánh Trần, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi có thân phận gì ở thế giới trong? Ngươi đoán xem." Khánh Trần cũng không tính nói với nàng. "Nếu không hai ta trao đổi bí mật một chút đi, ta nói thân phận của ta cho ngươi, ngươi nói của ngươi cho ta." Lý Đồng Vân cười tủm tỉm nói. Khánh Trần lắc đầu lần nữa, "Không chịu." Thật ra hắn đã rất rõ ràng, Lý Đồng Vân chính là con gái duy nhất của phòng hai tập đoàn Lý thị, cho nên không cần thiết phải trao đổi. Chán ghê. Lý Đồng Vân mím môi ngồi trên ghế sofa, chắc chắn ngươi đã biết thân phận ta rồi, ngay cả trẻ con cũng giấu giếm. Khánh Trần mỉm cười, ngươi cũng không là trẻ con bình thường. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Đồng Vân nhảy xuống ghế sofa đi ra mở cửa, nàng chỉ mở cửa gỗ bên trong ra, ngay cả cửa chống trộm bằng sắt cũng không mở. Chỉ thấy mấy người Vương Vân đứng ở bên ngoài, cười nói với Lý Đồng Vân, "Chào cô bạn nhỏ, chúng ta là bạn học của anh Khánh Trần, rất thân với hắn." lý đồng vân quay đầu anh khánh trần ngươi có quen bọn họ không không đợi khánh trần trả lời nàng đã quay đầu lại nói ra hắn nói không quen dầm một tiếng cánh cửa này lại ngăn cách mấy người bên ngoài bốn người đứng ở ngoài cửa quay sang nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới vậy mà mình lại bị xua đuổi hai lần liền vì sao khánh trần có thể vui vẻ hòa thuận với người nhà này mình lại không được không đợi bọn họ nói gì giang tuyết dịu dàng liền mở cửa ra một lần nữa trên mặt có vẻ áy náy nói xin chào ngại quá là trẻ con không hiểu chuyện các ngươi là hàng xóm mới tới đi nhanh vào đi giang tuyết mặc áo thun dài tay màu trắng trên người đeo tạp dề màu đen trang phục này hoàn toàn tôn lên đường cong của nàng nhưng mà thứ thu hút ánh mắt của bốn người hồ tiểu ngư lại là tay giang tuyết thật ra trước khi giang tuyết mở cửa đã cố gắng kéo tay áo thật kín che chắn cánh tay của mình nhưng tay còn lộ ở bên ngoài bốn người này đều là người du hành thời gian cũng đã gặp rất nhiều cơ thể máy móc ở trong thành phố số 7, nhưng bọn họ luôn cảm thấy tay Giang Tuyết có chút khác biệt với những cơ thể máy móc khác. Bây giờ đến nhà Choi cũng không thể luôn nhìn chằm chằm vào tay của người ta được, bốn người thu hồi ánh mắt. Lúc này Lý Đồng Vân tức giận ngồi ở trên ghế sofa, không hề có ý chào hỏi khách khứa. Vương Vân đi vào cửa đầu tiên, nàng có lễ phép mà hỏi, có cần thay dép lê không? Quảng cáo kênh, không cần không cần tùy tiện ngồi đi, trong nhà không có chuẩn bị nhiều dép lê như vậy. Giang Tuyết trả lời, Tiểu Vân, nhanh rót trà cho khách đi. Chật, Lý Đồng Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Bốn người Hồ Tiểu Ngưu đặt đồ trong tay mình lên trên bàn. Vương Vân mua một con gấu đồ chơi dùng để đưa cho Lý Đồng Vân. Bạch Uyển Nhi mua một mô hình hoạt hình những chú chó cứu hộ. Trương Thiên Trân mang theo hai chai xăm Hồ Tiểu Ngưu thì là mang theo một cái hộp gỗ đựng một chai whisky. Hồ Tiểu Ngưu cười nói với Giang Tuyết, chào ngài, lần đầu đến nhà có cầm theo ít quà. Chai whisky này là ta chuyên môn mang về từ đảo quốc hẳn là không có trên thị trường. Vậy cũng quá quý giá rồi. Giang Tuyết khách khi nói, các ngươi vẫn nên đêm về đi, chúng ta không uống whisky, cũng không biết uống như thế nào cả, nghe nói thứ này rất mắc. Tiểu Trần, ngươi đã từng uống whisky chưa? Sau khi Khánh Trần nhớ lại cũng không giả nghèo, ăn ngay nói thật, đã uống rồi, trước kia trong nhà có một bình, hình như là cha ta mua dùng để bày cửa trước làm đồ trang trí. Hồ Tiểu Ngưu tìm được cơ hội, nhanh chóng tìm ra chủ đề chung, hắn nhiệt tình nói, rất nhiều người thích thêm một chút nước, hoặc là uống thuần. Nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi lưu hành cách uống riêng, ví dụ như ta thích thêm trà xanh vào trong whisky để uống, ngươi thì sao? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, vậy có lẽ ta và ngươi có chút không giống nhau lắm, ta thích uống trà xanh cùng với whisky. Hồ Tiểu Ngưu Lần thăm hỏi đầu tiên giữa hàng xóm với nhau cũng không kéo dài quá lâu, song Phương Hàn Huyên vui vẻ mà thân thiết một hồi, bỏ khúc nhạc đệm ngắn là rượu whisky ra, dường như mọi thứ đều đang tiến hành thuận lợi. Nhưng sau khi trở lại trong nhà mình, đám người Hồ Tiểu Ngưu lại lặng lặng ngồi xuống sofa cùng im lặng. Nguyên nhân là vì mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, sau sự thân thiết nhiệt tình vẫn là khách khí rất khó có thể vượt qua. Ở trong mắt Giang Tuyết, bọn họ là khách, không phải bạn bè. Nhưng nếu chỉ là khách, bọn họ không cách nào đạt được sự trợ giúp của đối phương ở thành thị số 18. Trong này, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân lại tương đối bình tĩnh và lý trí. Bất luận là chuyển trường hay là chuyển từ thành thị số 7 sang thành thị số 18 đều là kế hoạch của hai người. Lúc này Hồ Tiểu Ngưu chăm chú nhìn mọi người nói, có lẽ chúng ta đã sai rồi, từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Mọi người nhìn về phía hắn ta. Hồ Tiểu Ngưu chỉ vào ghế sofa của bọn hắn nói, chúng ta từ Hải Thành đến nơi xa xôi, như Lạc Thành còn phải vận chuyển ghế ra nhập khẩu bằng đường hàng không qua đây. Nhưng ngươi nhìn nhìn đối diện đi, chỉ có bộ ghế sofa vải cũ nát. Không phải ta muốn nói cách biệt giàu nghèo, mà hiện tại chúng ta nhất định phải bỏ phần kiêu ngạo từ trong xương đi. Trương Thiên Trân tháo cặp kính đen của mình xuống, nói, ta nghe Tiểu Ngưu. Hơn nữa chúng ta cũng không có gì hay để kiêu ngạo. Hồ Tiểu Ngưu nói, các ngươi có chú ý tới bộ thân thể máy móc ở tay Giang Tuyết không? Mối nối ở phần tay kia cực kỳ điêu luyện, chỉ sợ là tập đoàn mới có thể sử dụng nổi. Cho nên ở thế giới ngoài chúng ta có được tài phú, nhưng ở thế giới trong, Giang Tuyết mới là người có được tài phú. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói, cũng chính vì từ tận trong xương chúng ta vẫn luôn kiêu ngạo cho nên, chúng ta mới không cách nào trở thành bạn với những người như Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay Lưu Đức Trụ. Nhưng đúng là chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút mà. Bạch Uyển Nhi phát hiện sắc mặt Hồ Tiểu Ngưu rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng điệu khác. Được rồi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày mai chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là đi nhận đồng phục của chúng ta. Chúng ta không cần đeo đồng hồ đeo tay nữa, mà đổi thành đồng hồ điện tử Casio thông thường hồ tiểu ngư nói sau đó các ngươi phải thay đổi dáng điệu ở chung bình thường với các bạn học khác không đúng ta dùng từ còn chưa đủ chuẩn xác không phải thay đổi dáng điệu mà ta hy vọng các ngươi thật sự ý thức được chúng ta tới lạc thành là để tìm kiếm hy vọng không có gì hay để kiêu ngạo vương vân thẩm nói nhưng đồng phục của trường ngoại ngữ lạc thành rất xấu mặc quần áo của mình không được sao ta còn gửi vận chuyển rất nhiều y phục đây không được hồ tiểu ngư nói như chém đinh chặt sắt hắn nhìn hai nữ sinh đã yên tĩnh xuống trong lòng hắn ta thở dài một hơi thời gian đếm ngược bốn ngày khánh trần tỉnh lại từ trong mộng khi hắn đứng dậy rửa mặt bỗng nhìn về phía gương phát hiện đường cong trên bụng mình dần dần trở nên cường tráng lên không hề có cơ bụng góc cạnh rõ ràng như người tập thể hình mà chỉ xuất hiện hình thức ban đầu của cơ bụng phải biết rằng hắn chỉ mới rèn đúc năm ngày mà thôi rốt cục hắn cũng cảm nhận được sự thần kỳ của thuật hô hấp thiếu niên đứng phía trước gương theo tần suất hô hấp quỷ dị Hai bên gương mặt Khánh Trần trong gương lại xuất hiện Đường Vân Hỏa Diễm. Ngày hôm trước mua 13 cân thịt bò đã khiến hắn tiêu tốn hơn 500 tệ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà số thịt bò đã bị hắn ăn tới gần như sạch bách. Hiện tại hắn ăn đồ ăn như thể hắc động, thuật hô hấp nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong thân thể hắn, sau đó lại nhanh chóng phân giải dinh dưỡng mới lấy được để cải tạo thân thể hắn. Đường Vân Hỏa Diễm tiêu tán đi. Khánh Trần cảm khái, khó trách Lý Thúc Đồng lại nói dựa vào thuật hô hấp, một người chưa từng rèn đúc chỉ cần 3 tháng đã có thể đi đến cảnh giới người khác dùng 5 năm mới có thể đi, đến. Thứ này quá mức thần kỳ. Sáng sớm sau khi đến phòng học, Khánh Trần đầu tiên là sừng sốt. Chỉ thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều đã thay đồng phục, cách ăn mặc nhẹ nhàng mà thoải mái, vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác bọn họ không giống học sinh khá giỏi hài thành, mà càng giống với tình nhân trong mộng của đám nam sinh. Nam canh thần đang ngồi trước bàn cứ lâu lâu lại len lén quan sát các nàng. Sau khi Khánh Trần ngồi xuống, Vương Vân bỗng cười nói, bạn học thầy giáo nói ngươi là người học giỏi nhất trong khối chỗ ta có một đề toán ta chưa hiểu ngươi có thể giải thích cho ta một chút được không khánh trần nhìn thoáng qua đây là một đề phương trình hai ban chẳng qua trong đề có khá nhiều bẫy đối với học sinh phổ thông nó có độ khó không thấp nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã biết rõ hai nữ hài này cũng là học bá ngay cả đề thi vật lý bọn họ cũng bắt tay vào giải rồi còn có thể không giải được phương trình hai ban sao hắn suy nghĩ một chút rồi nói hiện tại ta phải chuẩn bị bài học hôm nay một chút nếu không các ngươi hỏi nam canh thần đi hắn cũng không phải chuẩn bị bài hắn chỉ không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc lung tung vương vân thấy thái độ của hắn bèn mím chặt môi chẳng qua nàng nghĩ lại nam canh thần và khánh trần có quan hệ tốt như vậy thật ra mình tạo quan hệ với nam canh thần trước cũng là biện pháp hay hồ tiểu ngư đã nói rồi các nàng nhất định phải dùng thái độ bình thường để kết bạn với những người này không thể kiêu ngạo thêm nữa nghĩ tới đây vương vân dứt khoát rời ghế tới ngồi bên cạnh nam canh thần sau đó cười nói bạn học ngươi có thể giải đề này cho ta không được nam canh thần lập tức nhiệt tình vương vân lại nhìn hắn ta với ánh mắt mong đợi kết quả nam canh thần nhìn chằm chằm đề mục trầm tư hồi lâu quay đầu nói với nàng ta không biết làm vương vân khánh trần đang ngồi bên cạnh cố nén lại nhưng thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng tuy thành tích học tập của nam canh thần cũng không tính là kém nhưng cũng không tính là tốt lần đầu tiên nỗ lực của vương vân trôi theo dòng nước thất bại tan tác mà quay trở về nàng nhụt trí trở lại chỗ ngồi suy nghĩ đối sách bạch uyển nhi nhỏ giọng nói mục đích của chúng ta là làm bạn với bọn họ nếu hắn không biết làm bài khó thì ngươi cứ chọn một bài đơn giản hơn để hỏi hắn ta thường xuyên qua lại sẽ quen thôi hai mắt vương vân sáng ngời đây cũng là một biện pháp tốt nàng chọn một đề đơn giản nhất trên bài tập sách lại lần nữa sách ghế ngồi xuống bên cạnh nam canh thần bạn học ngươi có thể giải thích đề này cho ta không lần này đến phiên nam canh thần hăng hái hắn biết Kết quả, Khánh Trần chớ mắt nhìn Nam Canh Thần, trắng trợn dùng 10 phút để giảng giải một đề toán số vô cùng đơn giản, mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Vương Vân cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi trở lại chỗ ngồi. Rõ ràng đây là đề bản thân mình biết làm, nhưng lại phải giả bộ chăm chú nghe giảng 10 phút, thực đúng là mệt chết đi được. Chẳng qua nàng cảm thấy nếu mình có thể trở thành bạn của hai người này, chút trả giá ấy cũng chẳng là gì. Nghỉ giữa giờ sau tiết thứ nhất, Vương Vân đến hành lang chia sẻ tiến triển với các đồng bạn tuy Khánh Trần không dễ giao lưu, nhưng thoạt nhìn nam canh thần rất ngu, hẳn là rất dễ đối phó. Đợi khi nàng trở về, nàng ngồi sau lưng đột nhiên nghe được Khánh Trần hỏi nam canh thần, thế nào, vị học sinh chuyển trường này có dễ ở chung không? Cũng rất dễ chung đụng. Lúc này, nam canh thần do dự một chút bỗng nhiên nói với Khánh Trần, chẳng qua hai học sinh chuyển. Trường này học chẳng ra sao, để đơn giản như vậy cũng không biết làm. Vương Vân, khi nàng nghe được câu này, thiếu chút nữa đã học máu tại chỗ. Vương Vân, học sinh khá giỏi của trường Trung học Phổ thông Hải Thành. Vốn dĩ nếu không nằm ngoài dự liệu, ngày 30 tháng 3 năm sau nàng sẽ tới bờ bên kia đại dương, tham gia cuộc thi vật lý nổi tiếng nhất thế giới AAPT Physics Bowl. Sau đó nàng sẽ thuận lợi được cử tới trường nổi tiếng nhất toàn quốc học tập, hoặc sẽ ra nước ngoài học Ivy League 1, một Ivy League, chỉ các trường học vang danh toàn nước Mỹ không chỉ nhờ thành tích hoạt động thể thao, mà còn cả trên phương diện học thuật, Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University nếu không phải vì có thể tới gần Lưu Đức Trụ hơn một chút, nàng vốn nên chuyển trường trở thành học sinh khối khoa học tự nhiên. Thế nhưng hiện tại vì tiếp cận Nam canh thần và Khánh Trần, Vương Vân đặc biệt chọn một đề toán số cực kỳ đơn giản, lại bị đối phương xem thành kẻ ngốc học tập không giỏi. Lòng tự trọng của nàng không thể bước qua cửa ải này trong lúc vương vân muốn lý luận với nam canh thần bạch uyển nhi đúng lúc giữ nàng lại đồng thời còn nhỏ giọng nhắc nhở nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn quên tiểu ngưu đã nói gì rồi sao nhịn xuống đi nhịn xuống vương vân hít sâu một hơi đi về vị trí của mình lúc này nam canh thần còn đang nhỏ giọng thì thầm với khánh trần người nói xem nàng chủ động để ta giảng để giúp nàng có phải là vì nàng thích ta không khánh trần vốn không định nói thêm về chủ đề này đột nhiên hỏi có phải ngươi đã từng tiếp xúc tới giới hacker ở thế giới trong không? Nếu không vì sao ngày nào ngươi cũng ôm sách lập trình vậy? Không có. Nam canh thần chuột dạ nói, đây chỉ là sở thích của ta, học chơi thôi. Lúc này Khánh Trần bỗng ý thức được dường như bản thân mình cũng nên học chút gì đó. Tuy khoa học kỹ thuật ở thế giới trong vượt xa thế giới ngoài, nhưng điều này cũng không có nghĩa tri thức ở thế giới ngoài hoàn toàn không có tác dụng. Tỷ như cờ tướng, chính là hắn nước cờ đầu hai ở trong ngục giam số 18. Hai nước cờ đầu phương tiện để đạt được danh lợi chờ một chút. Khánh Trần bỗng nghĩ đến bản thân mình muốn học gì, tiếng Nhật. Ở thế giới trong mình vô duyên vô cớ có thêm thân thế ở bối cảnh, mà bản thân mình muốn nghe hiểu xem đối phương đang nói gì lại chỉ có thể dựa vào phiên dịch. Trong 10 năm qua, từ đầu tới cuối Khánh Trần vẫn luôn duy trì thái độ ham học hỏi, muốn dùng tri thức thay đổi số mệnh, tách rời tất cả trong quá khứ. Cho dù thế giới trong phủ xuống, thói quen này của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Đầu tiên hắn mở điện thoại di động lên tìm kiếm giáo trình học tiếng Nhật cơ bản, một hơi mua liền bốn quyển trên tao bao giờ khắc này, tựa như khánh trần đã nhớ tới cái gì đó hắn trực tiếp nhập mấy chữ so soane vào khung tìm kiếm sau đó hắn ngây ngẩn cả người vị so soane có hôn ước với mình ở thế giới trong vậy mà lại là thời gian hành giả ở thế giới ngoài thật chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xuất hiện rất có thể đối phương cho rằng mình là thổ dân ở thế giới trong cho nên khi nói tiếng nhật đối phương mới không cố kỵ như vậy nhưng vấn đề nằm ở chỗ thân phận của mình, ở thế giới trong càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi. Hơn nữa, vì sao nữ hải tên Jindai so Ane lại có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy, là vì nàng lớn lên ở Trung Quốc, hay vì trong số người nhà của nàng có người Trung Quốc? Hắn tiếp tục xem tư liệu về nàng, quả nhiên trong tư liệu nói nàng là con lai. Phụ thân là người Trung Quốc, mẫu thân là người Nhật Bản. Vương Vân đang ngồi bên cạnh liếc qua di động của hắn, hiếu kỳ nói, thì ra ngươi thích vị nữ hài Nhật Bản này không ngờ lại có thể xem lâu như vậy khánh trần ngẩng đầu liếc nhìn đối phương không có vương vân chỉ nghĩ là hắn đang mạnh miệng cũng không tiếp lời thế nhưng trong lòng khánh trần lại đang cuộn trào hắn vốn chỉ ôm tâm tính thử một lần tìm kiếm tên jindai so anê lại không nghĩ tới bản thân mình có thể tìm ra đối phương thật nữ hải jindai gia tộc đã ngồi yên không nói gì với mình trong phòng thẩm vấn trong ảnh dưới ánh mặt trời nữ hải chạy trong ruộng hoa hướng dương trong lúc ngoái đầu nhìn lại mái tóc dài bay lên nụ cười cực kỳ sán lạn nụ cười này như mang theo mị lực đơn thuần ngây thơ sạch sẽ như dòng suối trong núi tư liệu cho thấy cha của nữ hài là người hoa kiều mẹ lại là người nhật bản khó trách nàng lại biết ngôn ngữ hai nước năm ngoái đối phương dựa vào một bộ phù tăng hoa đã lấy được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất học viện điện ảnh nhật bản năm nay nàng lại diễn vai nữ chính tác phẩm quỳ do Y làm đạo diễn tuy nàng chỉ diễn vai phụ trong phim văn nghệ ở nước ngoài nàng cũng không quá nổi tiếng, nhưng ở Nhật Bản đã có người bầu nàng thành người có thể trở thành ba trụ cột lớn trong tương lai của nghề điện ảnh. Khánh Trần thường lên Weibo đọc tin tức để hiểu động thái xã hội, nhưng đối với giới giải trí Nhật Bản hắn cũng không quá chú ý, hơn nữa hiện tại đối phương cũng chưa tính là quá nổi tiếng, cho nên lúc trước hắn cũng chưa từng thấy đối phương. Hiện tại khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm, Khánh Trần chỉ thấy ngơ ngác. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao mình lại có thể dính líu quan hệ tới nhân vật, như vậy Lúc này, Vương Vân vẫn luôn len lén liếc hắn lại bĩu môi nghĩ, rõ ràng ngươi nói không yêu mến đối phương, vậy ngươi nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy làm gì? Chẳng qua, nam sinh ở thành thị nhỏ như Lạc Thành, sợ rằng hắn rất khó có thể gặp gỡ hay giao lưu gì với nữ hài Nhật Bản này. Vương Vân đã từng xem Phủ tăng hoa, quỳ, vì vậy nàng mới biết Jindai so Ane đang phát triển mạnh trong giới giải trí Nhật Bản, nàng có trở thành đại biểu cho nữ thần Morrigan, một cũng là chuyện rất bình thường. Họ được miêu tả giống như những nàng tiên nhỏ sống trong ngôi nhà cây xinh xắn. Một nữ hài như vậy cách nam sinh ở thành phố nhỏ quá xa xôi. Mà lúc này chuyện Khánh Trần đang nghĩ tới là theo tin tức hắn lấy được hiện tại, Jindai gia tộc và những gia tộc khác cũng không có cách biển. Dù sao thì Lý Thúc Đồng cũng đã từng nói, khắp biển rộng đã trở thành nơi cấm kỵ. Nếu Jindai gia tộc ở trên một hòn đảo, bọn họ không thể nào vượt biển đi tới nội lục. Cho nên thời gian hành giả ở Nhật Bản và thời gian hành giả trong nước sẽ cùng xuyên Việt đến trên một đại lục đến hiện tại khánh trần vẫn chưa từng thấy bản đồ thế giới trong đợi lần sau khi xuyên việt hắn có thể tìm lâm tiểu tiếu lấy một bản tan học hai người vương vân và bạch uyển nhi đi tới hành lang hội hợp với hồ tiểu ngưu trương thiên trân hồ tiểu ngưu hỏi có tiến triển gì mới không vương vân giang tay ra cả nam canh thần và khánh trần đều như kẻ ngu si nam canh thần thì không cần nói khánh trần nguyên một tiết vẫn đang nhìn chằm chằm tư liệu của một nữ minh tinh nhật bản Bạch Uyển Nhi kỳ quái nói, không phải giáo viên nói Khánh Trần là học sinh ngoan sao, vì sao trông hắn không giống học sinh ngoan chút nào, còn theo đuổi minh tinh. Ai biết được. Vương Vân thở dài, rất nhiều học sinh ngoan vào lớp 11 sẽ bắt đầu bộc phát hóc môn, sau đó việc học tập xa sút cũng không phải mọi người chưa từng thấy chuyện như vậy. Chuyện hai học thần ở Hải Trung, sau khi yêu đương đã đồng thời rớt khỏi thần đàn ngươi còn nhớ không? Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nhíu mày, hôm qua chúng ta đã nói thế nào, xin buông bỏ kiêu ngạo của hai vị, nếu mỗi ngày ngươi cứ thầm coi hai người bọn họ là kẻ ngu si, vậy còn kết bạn kiểu gì được nữa? Vương Vân cũng có chút không vui, vậy bốn người chúng ta đổi lớp đi, ta tới giao lưu với Lưu Đức Trụ, ngươi tới làm bạn với Khánh Trần. Lúc này, lớp phó học tập Ngô Tuấn giật bỗng chạy từ dưới lầu tới. Hắn ta đến ngoài cửa lớp 3 khối 11 nói với Khánh Trần, "Khánh Trần, giáo viên ngoại ngữ kêu ngươi qua đó một chuyến." "Được, ta sẽ qua ngay." Khánh Trần lên tiếng đáp lại. Trường ngoại ngữ Lạc Thành có giáo viên ngoại ngữ chẳng qua một tuần chỉ dạy mọi người một tiết, nội dung trong tiết học không có gì hay ho, chỉ là tâm sự với mọi người trong lớp, đánh vài bản guitar. Đây có thể tính là hoạt động ngoài đặc sắc của trường ngoại ngữ Lạc Thành, không có ý nghĩa dạy học thực tế gì. Đợi khi Khánh Trần xuống tầng, đột nhiên Hồ Tiểu Ngư hỏi Ngu Tuấn giật, chào ngươi, giáo viên ngoại ngữ tìm Khánh Trần làm gì vậy? Lớp phó học tập Ngu Tuấn giật hớn hở cười nói, chuyện này sao ta biết được, hai người bọn họ là bạn bè. Trước đây Khánh Trần đã từng kéo giáo viên ngoại ngữ đi luyện khẩu ngữ đây sau đó cũng chỉ có Khánh Trần mới có thể nói chuyện bình thường với giáo viên ngoại ngữ, bọn họ cũng dần quen thuộc. Giáo viên còn thường xuyên mang theo một ít quà nhỏ từ nước ngoài tới cho hắn, ta còn từng ăn chocolate giáo viên cho Khánh Trần. Đám người hồ tiểu ngưu sừng sốt một chút, chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh, kỹ năng speaking, listening của Khánh Trần hoàn toàn không có vấn đề, vốn không nát như bọn hắn tưởng tượng. Hồ tiểu ngưu hít một hơi thật sâu, hiện tại ta bắt đầu hoài nghi hắn chính là thời gian hành giả ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, rốt cục hắn có từng nghe trộm các ngươi nói chuyện chưa? Bạch Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, đầu tiên ta có thể xác định hắn đang viết để toán học, không nghe trộm, nhưng vậy vẫn chưa thể loại bỏ hiểm nghi. Hồ Tiểu Ngưu tĩnh táo nói, ta phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trời sẩm tối, Khánh Trần đi mua cho mình cái nồi áp suất mới, bởi vì muốn nấu thịt trâu mà không có nồi áp suất thì không thể nấu nổi căn phòng nhỏ ở đường hành thự đã rất lâu không có ai ở rồi, nồi áp suất thì bị thoát hơi, đến cả cái máy giặt cũng bị hỏng. Bây giờ hắn đã lấy được vàng, từ thế giới trong, tất nhiên là muốn đi mua đồ mới mà dùng rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra chỗ bán đồ điện gia dụng, lại thấy có máy giặt hai ơ đang giảm giá. Khánh Trần do dự một chút, cuối cùng cũng không mua. Ngay lúc này, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đang làm khách ở nhà của Giang Tuyết. Lần đến này, hai người không mua quà như sampen hay rượu whisky, mà làm theo lời dặn của hồ tiểu ngưu mang một giỏ hoa quả đơn giản đến trong lúc giang tuyết đang nấu cơm hai người giống như hai chị gái xem phim hoạt hình cùng với lý đồng vân khi tv chiếu đến tập đội đặc công uông uông vương vân cười hỏi lý đồng vân bạn nhỏ ơi ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không lý đồng vân khôn khéo nói nếu ta trả lời thì có được ăn kẹo sữa không tất nhiên là có thể rồi vương vân cười lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la đưa cho nàng cái này có được không lý đồng vân cười hít mắt nói cảm ơn chị ta thích ăn sô cô la nhất vậy chị hỏi ngươi nhé vương vân suy nghĩ một lúc rồi nói khánh trần ca cũng giống với mẹ của ngươi đều là người du hành thời gian phải không là người rất oai phong ý lý đồng vân có vẻ như không hiểu gì lắc đầu nói ta không biết bạn nhỏ đã hỏi hắn ta bao giờ chưa bạch uyển nhi hỏi nàng cảm thấy lý đồng vân phản ứng như vậy mới là bình thường nếu con bé chắc chắn khánh trần không phải là người du hành thời gian như vậy mới đáng nghi ngờ hơn nữa, đứa trẻ 10 tuổi thì làm sao biết nói dối được cơ chứ? Lý Đồng Vân nghiêng đầu nhớ lại một chút, ta đã từng hỏi Khánh Trần ca, nhưng mà hắn ta không nói mình có người du hành thời gian không? Hắn chỉ nói với ta, so với suy nghĩ về việc xuyên qua không thiết thực, thì tha học thật giỏi để thi vào trường đại học tốt thì hơn. Hắn còn nói cái gì nữa không? Vương Vân hỏi. Hắn nói, những kẻ du hành thời gian kia cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Lý Đồng Vân vừa ăn sô-cô-la vừa nói, biểu cảm của bạch uyển nhi và vương vân đều thay đổi một chút trên nét mặt mang theo vẻ vui mừng thật ra lý đồng vân cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của bọn họ nhưng các nàng đều đã biết đáp án nếu như khánh trần thật sự là người du hành thời gian thì sao lại nói câu người du hành thời gian cũng chẳng có gì ghê gớm như vậy câu nói này giống như là đang che giấu sự hâm mộ và ghen tị cũng chính là đang an ủi bản thân lúc này bạch uyển nhi cũng móc ra một khối sô cô la từ trong túi nàng xoa đầu lý đồng vân nói tiểu vân thật ngoan Nói xong hai người cùng đứng dậy đi chào tạm biệt Giang Tuyết. Sau khi ra của các nàng mới thì thầm với nhau, ngươi cảm thấy cô bé này đang nói thật sao? Con bé ngoan như vậy, chắc chắn là đang nói thật, mà trẻ con như vậy làm sao nói dối đến trình độ này được." Bạch Uyển Nhi phân tích. Xem ra, Khánh Trần thật sự không phải là người du hành thời gian." Vương Vân nói, lần này, Hồ Tiểu Ngưu có thể yên tâm được rồi. Các nàng đều không nhìn thấy, ngay khi cửa phòng khép lại, Lý Đồng Vân yên lặng nhổ hết sô cô la trong miệng vào thùng rác. Sau đó liếc mắt một cái rồi nghĩ, thật ra nàng không thích mùi vị của sô cô la. Trước kia cha rất thường xuyên mua sô cô la cho nàng, nhưng từ lúc nàng nhìn thấy cha đánh mẹ xong, nàng liền rất ghét cái mùi vị này. Nhưng mà, còn một thanh sô cô la nàng cũng không ném đi, coi như không có chuyện gì xảy ra mà nhét vào trong túi. Đêm khuya, Khánh Trần vừa về nhà được một lát thì có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa cho Lý Đồng Vân đi vào trong rồi nói, "Đi vào đi, có chuyện gì thế?" Lý Đồng Vân nhìn thấy hộp đựng nồi áp suất mới bị bóc ra, nói: Ngươi có thể nhờ mẹ của ta nấu thịt trâu cho. Ở nhà ta có nồi áp suất, mẹ ta nấu thịt trâu ăn rất ngon đấy. Không sao, tự lực cánh sinh thôi. Khánh Trần vừa cười vừa nói: À, cái này cho ngươi. Lý Đồng Vân mang sô-cô-la từ trong túi nhét vào trong tay hắn nói: Hôm nay có hai chị đến hỏi ta, ngươi có phải người du hành thời gian hay không? Yên tâm, ta giúp ngươi nói dối rồi, nhưng Khánh Trần ca phải cẩn thận một chút chắc chắn có thứ gì đó làm bọn họ nghi ngờ rồi. Ừ, Khánh Trần biết rõ, là bởi vì chuyện khi sáng, người lấy sô-cô-la ở đâu đấy? Lý Đồng Vân mặt không đổi sắc nói, ta mua cho người đấy, là quà tặng cho người. Cảm ơn nhé. Khánh Trần vui vẻ. Xét thấy bạn nhỏ Lý Đồng Vân đã giúp đỡ, Khánh Trần cũng có một chút báo đáp. Theo quan sát của ta, những người này có kẻ thù ở thành phố số 7, tên Trần Lạc Du, có vẻ là người Trần Gia. Cho nên bọn hắn mới đi từ thành phố số 7 đến tận đây, là muốn thoát đi phạm vi khống chế của trần gia lý đồng vân suy tư nói nhưng mà ta không cần loại tin tức này vậy ngươi muốn cái gì khánh trần tò mò nói ta muốn biết thân phận thật của khánh trần ca lý đồng vân nháy mắt nói không được khánh trần vô tình từ chối thế thì khánh trần ca ngươi làm bài tập giúp ta đi lý đồng vân ngước lên nhìn hắn cũng không được khánh trần từ chối một câu mình đã lớn như vậy rồi sao có thể làm chuyện trẻ con như thế được chán thật Lý Đồng Vân cảm thấy vô cùng tiếc nuối, "Khánh, Trần ca, những người ngay bên cạnh này luôn theo dõi chúng ta, thật là phiền phức. Có nên nghĩ cách đuổi bọn họ đi không?" "Không dễ đuổi như vậy đâu, ngược lại dễ dẫn đến nguy hiểm khi bị lộ thân phận." Khánh Trần nói, "Với lại, ta cảm thấy bốn người này còn có thể lợi dụng được. Bị người ta nghi ngờ đúng là chuyện phiền phức, nhưng loại chuyện này mà càng giấu giếm lại càng dễ bị lộ, biện pháp tốt nhất là chuyển sự chú ý sang người khác. Rõ ràng đối phương đến đây bởi vì Lưu Đức Trụ" vậy thì cứ lợi dụng lưu đức trụ để thu hút sự chú ý của bọn họ không phải chỉ di rời sự chú ý mà trên người bốn tên con nhà giàu này còn có tiền tài và quyền lực ở thế giới ngoài mà hắn cần xem ra lần xuyên qua này hắn phải nói chuyện với lưu đức trụ mới được à đúng rồi khánh trần ca mấy ngày nữa là đến lễ quốc khánh chúng ta đi ra ngoài chơi đi lý đồng vân mong đợi nhìn về phía khánh trần khánh trần có chút buồn bực sao tự nhiên lại nói đến chuyện đi chơi cái này ta phải suy nghĩ một chút mấy hôm nữa rồi tính được thôi người nhớ suy nghĩ đấy lý đồng vân nói xong thì vui vẻ lên tầng lúc đêm khuya vắng người khánh trần dùng di động vừa mở giáo trình tiếng nhật vừa đau khổ tu luyện trong lúc chờ đợi đếm ngược thế giới ngoài không có chuyện gì cả thế giới vẫn yên tĩnh tất cả mọi người đợi lần xuyên qua tiếp theo chờ nhóm nói chuyện do hà tiểu tiểu tổ chức ngay lúc này khánh trần chú ý đến tin tức thời sự chín kẻ tình nghi vẫn chưa bị bắt có thể đây là nguyên nhân chính khiến mọi người đều im lặng tất cả đang cảm thấy bất an Đếm ngược không giờ không phút 10 giây. Ở giây phút cuối cùng, Khánh Trần ngậm USB có bản sao chép kỳ phổ vào, trong miệng kết hợp cùng thuật hô hấp, tay phải cầm một con dao phay. Hắn lặng lặng chờ đợi thế giới tan vỡ, bóng tối bao trùm. 1987654321. Bóng tối dần tan đi, Khánh Trần mở mắt ra, Lý Thúc Đồng và Diệp Vãn vẫn đứng ở đối diện hắn, giống như hắn chưa bao giờ rời đi vậy. Lý Thúc Đồng cười nói, "Trở về rồi." "Ừ." Khánh Trần gật đầu, "Trở về rồi." hắn chú ý dao phay trong tay mình chỉ còn lại chuôi dao. Lần này thí nghiệm rất có ích, ít nhất hắn cũng biết bản thân có thể mang theo đồ vật lớn thế nào. Hai ngày sau, vẫn là ngục giam số 18 quen thuộc. Nhưng lần này không giống như trước. Không phải một nhà tù lạnh lẽo nữa, bây giờ đã có người chờ hắn trở về. Khánh Trần cầm hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là món thịt trâu hầm do hắn tự làm. Ba người đứng đối diện đều nhìn hắn, như đang đợi hắn về nhà. Cái nhà này tuy hơi tối và trống trải nhưng nó đầy đủ mọi thứ, lão sư đây là sách cờ ta mang đến cho ngươi khánh trần xòe bàn tay ra đưa usb cho lý thúc đồng lý thúc đồng kỳ quái nhìn thoáng qua nói ta chưa từng thấy thiết bị này bao giờ ngươi có thể xử lý không tiểu tiếu lâm tiểu tiếu đáp lại không có vấn đề gì mấu chốt của những thiết bị chứa đựng này là con chip bên trong nó lão sư thấy lúc ta bắt đầu du hành thời gian có gì thay đổi không khánh trần hỏi lúc trước hắn chỉ biết dựa vào bản thân để tìm ra quy luật bây giờ đã có người đứng bên cạnh quan sát nói không chừng có thể phát hiện ra chi tiết khác mà hắn không biết trước kia người có nói để du hành sang một thế giới khác mất một giây cũng không chính xác lý thúc đồng nói theo ta thấy trong khoảnh khắc mà ngươi xuyên qua có sự biến hóa năng lượng biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt có khả năng chỉ không chấm một giây thậm chí còn có thể ngắn hơn cũng chính trong một cái chớp mắt này người biến mất lúc ngươi xuất hiện lại thì thỏi vàng ở trong tay đã biến mất rồi thì ra là như thế khánh trần nghĩ thì ra hắn thật sự là cơ thể xuyên qua nhưng vấn đề ở chỗ thế giới cũ khánh trần ở đã đi đâu bị chôn vùi trực tiếp ở thế giới trong sao khánh trần hỏi lão sư ngọn lửa trong thân thể ta bây giờ không phải là lúc để giải thích lý thúc đồng lắc đầu chỉ là thời gian nó xuất hiện so với dự tính của ta thì sớm hơn nhiều trong lúc mọi người đang nói chuyện diệp vãn đi đến bên cạnh khánh trần kéo quần áo của hắn lên sau khi nhìn thấy cơ bụng thì cười nói tiểu tiếu ta lại thắng rồi các ngươi lại đem ta ra để cá cược cái gì đấy khánh trần tò mò hỏi ta cược với hắn dù không ai giám sát ngươi vẫn tự luyện tập diệp vãn nói chúng ta đều là người từng được huấn luyện nhìn hình dáng cơ bụng này của ngươi chỉ cần nghỉ tập luyện là không ra được bắt đầu từ ngày mai hãy tăng thêm cường độ huấn luyện lý thúc đồng nói diệp vãn ngươi nghĩ nhiều rồi nhiều năm như vậy ta chưa thấy ai biết tự luyện tập như vậy đâu ta biết rồi ông chủ diệp vãn gật đầu nói khánh trần nhìn về phía lý thúc đồng Lão không xem USB à? Đấy không phải việc gấp, bây giờ ngươi theo ta." Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần. Khánh Trần nhìn ông ta, có chút không hiểu hỏi, "Đi đâu?" Lý Thúc Đồng đi về phía lối ra, dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài. "Vì sao?" Khánh Trần không hiểu. Lý Thúc Đồng xoay người lại hỏi, "Ngươi không cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài sao?" Khánh Trần ngẩn người ra, đương nhiên hắn rất tò mò rồi. Kể từ ngày đầu tiên trở về, hắn đã thấy người khác nhắc tới trên internet đây là một thế giới vô cùng lộng lẫy, bao la, hùng vĩ và tươi đẹp. Có người ví nó như thành phố ở trong mây, lại có người nói thành phố giống như là cánh rừng sắt thép. Có người nói có hình ảnh 3D được trình chiếu trên trời, vô cùng say lòng. Có người nói ngươi có thể tham gia một bộ phim giả lập, cứ như chính ngươi đóng phim vậy, trải qua cả một đời oai hùng. Những người kia xuyên vào trong thành phố rực rỡ màu sắc, mà hắn lại xuyên vào trong một hộp sắt tên là nhà giam. Khánh Trần mới chỉ là thiếu niên 17 tuổi, đương nhiên sẽ tò mò và hâm mộ. Chỉ là, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, mặc dù rất tò mò, nhưng ta cũng biết bây giờ không phải là lúc để hưởng thụ. Lý Thúc Đồng cười nói, thiếu niên nên có tính tình của thiếu niên, với chức vị là thầy của ngươi, ta không thể để ngươi thua kém người khác. Khánh Trần sừng sốt, nghĩa là sao? Cảnh sắc mà những người du hành thời gian khác thấy, học sinh của Lý Thúc Đồng cũng được thấy chứ. Đêm nay, ta sẽ dẫn ngươi đi xem phong cảnh đẹp nhất của thành phố số 18. Lý Thúc Đồng giọng nói chuyện tiêu sái mà tùy hứng. Phòng giam lạnh băng nay có thêm một ít tình người. Ở quảng trường bên cạnh ngục giam, cánh cửa hợp kim nặng nề chậm rãi nâng lên, bão kim loại trên đỉnh đầu không động đậy, máy bay không người lái bên trong tổ ong vẫn đang ngủ say. Diệp Vãn đưa mặt nạ hình mặt mèo đã chuẩn bị trước đó cho hắn, cái này do ông chủ bò ta chuẩn bị, bây giờ ngươi chưa thích hợp để lộ thân phận. Mặt nạ hình mèo như đang cười, những đường vân đỏ trắng đan xen nhìn vừa kỳ quái lại thần bí. Khánh Trần bỗng nhìn bóng lưng Lý Thúc Đồng. Hóa ra, tự do mà hắn luôn mong muốn, lại gần ngay trước mắt. Nửa đêm, thành phố số 18, khu 1. Trên tầng mây, bên trong nhà hàng ở cao ốc Vĩnh Hằng 88 tầng. Trong nhà ăn lộng lẫy, âm thanh du dương của tiếng đàn violon chậm rãi vang lên. Tất cả chỗ ngồi đều được bỏ trống. Ở cửa nhà hàng, có vài nhân viên phục vụ đang tranh chấp gì đó. Nhân viên phục vụ mặc so mi trắng cùng với áo gai màu đen, trên cổ áo thắt một chiếc nơ gọn gàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi lễ phép giải thích với khách hàng thưa ngài bắt đầu từ nửa đêm nay nhà hàng nhật quang các đã bị đặt bao hết bởi vì chúng tôi không thể cung cấp phục vụ với chất lượng tốt nhất cho ngài nhà hàng nhật quang các sẽ tặng ngài hai tấm phiếu hoàn lại tiền có thể sử dụng tại bữa trưa và bữa tối các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật người đang cãi vã với nhân viên phục vụ là một đôi nam nữ nam hơi lớn tuổi nữ vẫn đang lúc thanh xuân trung niên hất hàm nói chưa từng nghe nói nhật quang bị người bao toàn bộ ngươi không đùa với ta chứ Nhân viên phục vụ lễ phép cười nói, vô cùng xin lỗi ngài. Trước đây chính xác là hoàn toàn không có. Lúc ta nhận được thông báo hôm nay cũng rất bất ngờ. Lúc này, bọn họ nhìn xuyên qua tường pha lê của Nhật Quang Cát. Thật bất ngờ, bên trong đến một vị khách hàng cũng không có. Nhật Quang Cát là nhà hàng có vị trí cao nhất ở thành phố số 18, gần như là có thể nhìn thấy được cả thành phố, cho nên nó cũng đắt nhất, quyền quý trong thành phố số 18 lúc nào cũng đổ xô vào đây. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói đặt bao hết là lý thị hoặc khánh thị sao không phải thưa ngài nhân viên phục vụ thành thật trả lời cô gái trẻ hơn có chút không vui bắt đầu làm nũng khuyên tai rực rỡ trên vành tai khiến người đàn ông hoa cả mắt hắn ta suy nghĩ rồi hỏi là thế này có thể cho ta biết là ai bao hết không ta biết người có thể bao hết chỗ này chắc chắn là người có danh vọng nhưng nếu ta quen biết có lẽ có thể nói chuyện một chút hắn ta rất biết điều hơn nữa cũng không ngốc khi hắn gặp phải nhân vật khó giải quyết hắn sẽ hỏi chính mình việc mà đối phương làm chính mình có thể làm được hay không nếu không làm được vậy đừng tự tìm không vui cũng biết bản thân không cùng đẳng cấp với đối phương nhưng những vị tai to mặt lớn ở thành phố này hắn đều quen biết nên muốn tìm lại chút thể diện nhân viên phục vụ đi thương lượng một chút với quản lý sau đó quay lại cầm theo một tấm danh thiếp màu đen trên danh thiếp không có cách thức để liên lạc chỉ có năm chữ hàng xã lý đông trạch sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp này hắn ta không nói câu nào mà dẫn bạn gái đi thang máy xuống dưới lúc ở trong thang máy, cô bạn gái phản nàn, không phải ngươi nói muốn đi chào hỏi người ta sao, tại sao không nói tiếng nào đã về. Hắn ta thở dài, chúng ta tìm chỗ khác ăn cơm, bữa cơm ở Nhật Quang các này sẽ bù lại cho ngươi sau. Tháng trước không phải chính ngươi nói mình quen biết Lý Đông Trạch à. Cô ta phản nàn. Đây là hai chuyện khác nhau. Nam nhân cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay hắn ta căn bản không ở thành phố số 18. Hắn ta đang bao nhà hàng cho người khác. Giờ phút này, người đàn ông mới nghĩ đến vấn đề máu. Chốt nhất, hiện giờ hắn cũng không nghĩ ra ai đáng để Lý Đông Trạch phải huy động nhân lực như vậy. Đối phương là một người rất khiêm tốn, rất ít khi hống hách làm ra việc đạt bao hết này. Trong lúc bọn họ xuống tầng dưới, một chiếc xe bay hắc võ sĩ đang chậm rãi dừng lại, lơ lửng sát ở gần mái của Nhật Quang Các. Lý Thúc Đồng dẫn theo Khánh Trần từ xe bay đi xuống, nhân viên phục vụ đã sớm chờ ở chỗ này, đưa khăn nóng lau mặt cho Lý Thúc Đồng. Khánh Trần đang đeo mặt nạ, xua tay ra hiệu không cần lý tiên sinh vị trí của ngài đã chuẩn bị xong camera của cả tòa cao ốc vân vụ đều đã tắt món ăn thịt kho tàu mà ngài thích nhất đã được ngài lý đặc biệt dặn dò và chuẩn bị xong nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nói lý thúc đồng nói với khánh trần có lẽ sau này một ngày nào đó ngươi sẽ quen trong thế giới này ngươi chỉ cần có tiền và có quyền tất cả mọi thứ đều sẽ có khánh trần đứng tại bãi đậu xe bay động cơ của xe bay bắt đầu quay ẩm ý làm khuấy động bầu không khí bỗng nhiên ở phía xa ở giữa thành phố đang có một con tàu hỏa nhẹ nhàng xuyên qua bầu trời, trong các khung cửa sổ chiếu ra ánh sáng trắng, giống như là một con ngựa trắng vậy. Càng kỳ diệu hơn là nó đang xuyên qua các tòa nhà dày đặc, không phải là xuyên qua các khe hở giữa tòa nhà, mà là xuyên qua khoảng trống giữa các tầng trong tòa nhà, tàu hỏa đi nhẹ nhàng giống như đang xuyên qua một cái đường hầm vậy, xuyên qua các tầng của cao ốc. Thành phố này thật là thần bí, nếu lúc nào cũng có thể đi ra, vì sao ngươi lại muốn ở lại trong ngục giam số 18? Khánh Trần đột nhiên hỏi. Bởi vì trong ngục giam yên tĩnh hơn ở đây nhiều. Chờ một lúc nữa người sẽ biết. Lý Thúc Đồng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Đợi đến lúc nhân viên phục vụ quay sang dẫn đường, Khánh Trần lại nhẹ giọng nói. Bây giờ đã là một giờ sáng, nhà hàng này còn kinh doanh sao? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái, sinh hoạt của bất dạ thành lúc này mới bắt đầu. Mọi người không cần ngủ sao? Ngày mai không cần làm việc à? Khánh Trần nghi hoặc. Trước đầu Khánh Thị đã phát hiện ra tác dụng đặc biệt, của kỹ thuật kết nối tế bào thần kinh có thể mô phỏng sung thần kinh ngắn bên ngoài não giúp con người tiến vào giấc ngủ say mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 tiếng là đã đủ rồi lý thúc đồng nói kỹ thuật này không để lại di chứng gì sao khánh trần lại hỏi đương nhiên là có lý thúc đồng nói sau một tháng sử dụng kỹ thuật này cho dù ngươi có muốn ngủ thêm cũng không thể ngủ được nghe có vẻ thảm đấy khánh trần cảm thán một câu mặc dù hắn rất chăm chỉ nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hưởng thụ niềm vui được ngủ nướng Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, khoa học kỹ thuật là con dao hai lưỡi, ai cũng không biết được rốt cuộc là nó mang đến cho loài người là phúc hay là họa. Chẳng hạn như Lý Thị, từng nghiên cứu phát minh ra phương pháp biến đổi gen làm gia tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, sau đó gia tăng tốc độ sinh trưởng của cây ngô, gia tăng tốc độ sinh trưởng của đậu nành, kết quả dẫn đến 30 năm sau, một vùng đất rộng lớn không mọc nổi một cái cây nào. Tập đoàn Lộc Đảo ban đầu phát triển rất tốt ngành chăn nuôi, nhưng sau khi biến đổi gen những gia súc đột biến gen này sau khi nhân giống đến đời thứ ba, thì mất đi khả năng sinh sản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loài người đang không ngừng hưởng thụ thành quả của khoa học kỹ thuật, nhưng cũng đồng thời đang bị chính trí tuệ của mình làm hại. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, sau khi loài người không cần ngủ quá lâu, thật ra thì hiệu quả sản xuất cũng không tăng lên là bao, mà ngược lại, nó làm tinh thần con người trở nên trống rỗng. Đương nhiên, Khánh Trần cảm thấy thế giới bây giờ tạm thời còn chưa bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, cũng có thể là do nội tâm của bọn họ vốn không phong phú như vậy lúc này trong lúc khánh trần nhìn xuống những tòa nhà dưới chân hắn nhìn thấy một chiếc thuyền hoa to lớn bay qua trên thuyền răng đèn kết hoa lại lộ ra khí tức kỳ lạ ký hiệu ở trên thuyền khánh trần nhìn mà không hiểu gì cả lý thúc đồng nhìn theo tầm nhìn của hắn không cần nhìn đó là thuyền tuần tra của cơ giới thần giáo mỗi giây nó sẽ phun ra oxy lỏng và mê tan đều tạo nên từ mồ hôi và máu của tín đồ trong lúc nói, biểu cảm trên mặt Lý Thúc Đồng không thay đổi chút nào. Hai người ngồi trong nhà hàng đẹp đẽ mà xa hoa, nhân viên phục vụ, với bộ quần áo tinh tế bưng lên một phần thịt kho tàu đặt trước mặt Lý Thúc Đồng. Nhưng chỉ có một đôi đũa. Đũa của ta đâu? Khánh Trần buồn bực nói. Người đeo mặt nạ, làm sao ăn được? Lý Thúc Đồng không để ý gấp một miếng thịt kho tàu. Khánh Trần. Một lát sau, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, có đói không? Một chút. Khánh Trần nói, Kết quả, Lý Thúc đồng quay ra gọi nhân viên phục vụ, mang cho hắn một bát mì trộn tương. "Vâng, thưa Lý tiên sinh." Nhân viên tạp vụ lễ phép đáp lại. Mặc dù ở Nhật Quang Các, cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ làm mì trộn tương cả. Sau khi mì đã làm xong, Lý Thúc đồng bảo mọi người đi ra ngoài hết, lúc này mới nói với Khánh Trần, "Tháo mặt nạ xuống, ăn mì đi." Khánh Trần vừa trộn mì vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố số 18 nhìn xung quanh, chỉ thấy có hai tòa cao ốc đằng xa sừng sững ở chân trời. Đó là tòa nhà của Khánh Thị và Lý Thị. Lý Thúc Đồng giải thích. Khánh Trần lại nhìn xuống dưới, những tòa nhà dày đặc được nối với nhau bằng những cây cầu. Cả thành phố tựa như một dải ngân hà, những đám mây màu sắc cùng với ánh đèn là những ngôi sao ở trong đó. Thỉnh thoảng có xe bay qua, động cơ phản lực phun ra lửa, bay vụt qua giống như sao băng. Giờ phú này, Khánh Trần đang ở tòa nhà cao 88 tầng mà lại giống như bản thân đang ở giữa trời đất, vừa xa xôi lại bao la hùng vĩ. Đây chính là phong cảnh đẹp nhất ở thành phố số 18 sao. Khánh Trần hỏi, cao ốc Vĩnh Hằng được xây dựng trên 6 dãy cao ốc khác, lấy 6 dãy đó làm móng mới có độ cao và hình dáng lộng lẫy như hiện tại. Nếu người không suy xét các hình vẽ bậy ở tầng dưới, vết ô nước tiểu, nước bẩn, tội phạm ở tầng dưới cùng, thì nơi này chính là phong cảnh đẹp nhất. Lý Thúc Đồng nói, hôm nay ta cho ngươi xem những gì đẹp nhất, nếu như có cơ hội, sẽ cho ngươi xem mặt xấu nhất của thành phố. Nói xong, Lý Thúc Đồng chỉ về hướng bên cạnh, bên cạnh cửa sổ còn có kính viễn vọng, chuyên dùng cho thực khách ngắm nhìn phong cảnh, ngươi có thể đi sang xem. Khánh Trần đi đến bên cạnh kính viễn vọng, hắn nhìn thấy xe cộ trên mặt đất như nước chảy, còn nhìn thấy đám người đang vui chơi, trêu đùa với nhau. Có người đang vẽ một bức tranh nguyệt ngoạc kỳ lạ nhưng lại như là mới cho bức tường, còn có khói trắng từ những quán đồ nướng, Lá cờ của quán rượu phất phơ theo chiều gió. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên quảng trường lớn ở tầng dưới, có hai chiếc trực thăng màu đen đang chậm rãi đáp xuống, bên trong trực thăng là hơn 20 tên thành viên đội tác chiến lần lượt nhảy xuống, với đội hình chiến thuật xông thẳng vào tòa nhà vĩnh hằng. Còn có hai con chó robot chạy rất nhanh bên cạnh. Những người này trang bị đầy đủ súng đạn, họ mang theo vũ khí mà Khánh Trần không biết tên gọi là gì. Rõ ràng là vì Lý Thúc Đồng mà đến. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Vị sư phụ này bình tĩnh nở nụ cười, ăn cơm trước đã. Ừ, Khánh Trần tập trung ăn mì. Lần này Lý Thúc Đồng ngược lại rất thích thú, không sợ sao? Lần đầu sư phụ mang học sinh đi ngắm phong cảnh, dù sao cũng sẽ không để học sinh chết ở giữa đường, nếu không thì cái danh sư phụ này rất không xứng. Khánh Trần thản nhiên nói. Tiếng cười sảng khoái của Lý Thúc Đồng vang vọng ra phía ngoài. Hắn thực sự càng ngày càng thích Khánh Trần. Lúc này, hơn 20 thành viên đội tác chiến bên trong tòa nhà được chia làm hai đội một đội đi thang máy lên tầng 87, một đội khác thì tiến vào lối thoát hiểm an toàn đi bộ lên phía trên để hành động. Bên ngoài cao ốc Vĩnh Hằng, hai chiếc trực thăng vũ trang hắc diên một lại bay lên. Bọn chúng chậm rãi bay lượn xung quanh tầng 70 của cao ốc Vĩnh Hằng, sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực hạng nặng bất cứ lúc nào. Trong một căn cứ quân sự lâm thời ở nơi xa xôi nào đó, có hơn 20 chiếc trực thăng và máy bay cũng vừa mới cất cánh. Ở nơi xa hơn, chiếc phi thuyền trên không cỡ lớn lục địa tuần hành của Khánh Thị bắt đầu bay lên, trong sự bận rộn của nhân viên hậu cần, nó được trang bị loại nhiên liệu thể rắn mới, tất cả đều giống như một chiếc lưới, dần dần bị siết chặt. Ngay trong lúc lưới lớn siết chặt, bên trong tần số truyền tin, tiểu đội trưởng của đội tác chiến bình tĩnh nói: "Dừng lại, kiểm tra tình hình tại chỗ phần thân máy móc bổ sung năng lượng, báo cáo lại cho ta." Nói xong, hắn ra hiệu cho các thành viên tiểu đội, trong đường cầu thang thoát hiểm tiến vào trong trạng thái im lặng, trong thời gian ngắn tắt hết tất cả các hệ thống liên lạc đợi đến lúc hắn chắc chắn giọng nói của mình sẽ không truyền đến trung tâm chỉ huy nữa lúc này mới bình tĩnh nói ông chủ trần đã dặn dò đêm nay nếu muốn sống rời khỏi đây nhất định không được nổ súng nhớ kỹ không được liên lụy đến những người khác tiểu đội trưởng ta không hiểu ngươi đang nói gì một gã thành viên trong đội tác chiến sững sờ nói tiểu đội trưởng nói sau này ngươi sẽ hiểu nhắc lại không được nổ súng nhắc lại không được nổ súng còn chưa đợi bọn họ kết nối lại thiết bị liên lạc lần nữa một bóng đen trên cầu thang lặng lẽ không một tiếng động đang đứng ở giữa bọn họ hung hãn và mạnh mẽ không ai chú ý trong đường thoát hiểm đã xảy ra chuyện gì nơi đó giống như là một cái vực sâu nuốt hết tất cả mọi thứ bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chuyển đến một người trẻ tuổi mặc âu phục màu xanh tía đang chậm rãi đi vào nhà hàng nhật quang các ống tay áo của hắn ta theo hình động cơ nho nhỏ lý thúc đồng đã ăn xong phần thịt kho tàu của mình hắn đang lặng lặng nhìn thiếu niên ăn mì trộn tương từ góc nhìn của người trẻ tuổi, hắn ta có thể nhìn thấy được mặt của Lý Thúc Đồng, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần. Trong lúc hắn đang định nói, Lý Thúc Đồng đã nhẹ nhàng nâng tay ý bảo hắn ta dừng lại. Ông ta cười chỉ vào Khánh Trần nói, có chuyện gì cũng chờ hắn ăn xong rồi nói sau. Người trẻ tuổi cảm thấy rất bất ngờ, hắn ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng của Khánh Trần một lúc, bởi vì Khánh Trần đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không thể biết được thân phận của Khánh Trần là gì hắn có chút tò mò rốt cuộc là ai có thể làm cho lý thúc đồng có kiên nhẫn chờ lâu như vậy được hơn nữa mặc dù có người đang chờ nhưng khánh trần vẫn bình tĩnh ăn như cũ giống như hắn không nghe thấy được âm thanh ầm ầm do hắc diên không một đang bay ngoài của sổ tạo ra cũng không nhìn thấy được mười mấy chiếc trực thăng đang bay quanh cao ốc vĩnh hằng và những máy bay ngụy trang đang chờ đầu đạn những chiếc trực thăng này đều đang tỏa ra sát khí giống như là các hành tinh nhỏ bay xung quanh mặt trời vậy ta ăn xong rồi Khánh Trần lau miệng, lại đeo lên mặt nạ hình mặt mèo rồi nhìn về phía lão sư của mình. Lý Thúc Đồng nhìn người trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa cười nói, cháu đích tôn nhà họ tôn, Trần Giã Hồ phải không? Nghe nói người đã tăng lên cấp A, vãn bối tăng lên mấy cấp cũng không quan trọng, bây giờ chúng ta không muốn khai chiến với kỵ sĩ, hàng xã, chỉ muốn xin ngài trở lại ngục giam số 18 đi. Không nên gây ra chuyện lớn như vậy, Trần Giã Hồ nói. Yên tâm, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện một lúc rồi sẽ đi, sẽ không làm khó đến ngươi đâu lý thúc đồng cười nói vậy là tốt rồi ta sẽ không quấy dày ngài nữa chờ đến khi ngài đi thì chúng ta mới đi trần giã hồ đi ra khỏi nhà hàng khỏi nhật quang các tiểu đội tác chiến ở tầng dưới đã dừng lại chờ lệnh máy bay trực thăng vũ trang thì đã bay tại chỗ máy bay trực thăng thậm chí còn tắt đèn đi tiếng của động cơ cũng hạ xuống mức thấp nhất có thể việc này có lẽ sẽ kết thúc đơn giản như vậy nhưng thật ra thì không hề đơn giản lý thúc đồng nhìn về phía khánh trần nói Mỗi khi ta đi ra khỏi ngục giam số 18, rất nhiều người sẽ bị điều động, cho nên bây giờ ngươi đã biết vì sao ta không đi ra ngoài rồi chứ. Bọn họ sợ ngươi như vậy sao? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng cười lắc đầu, trong thời đại bây giờ, cho dù bước vào bán thần, cũng không phải là vô địch thế giới, bọn hắn không phải là đang sợ ta, mà là sợ lửa. Đi thôi, về nhà thôi. Ừ, Khánh Trần đi theo Lý Thúc Đồng lên mái nhà. Trong gió đêm, Khánh Trần mang theo mặt nạ hình mặt mèo đứng ở đỉnh cao ốc hắn lần nữa nhìn thoáng qua ngân hà trong thành phố và những máy bay trực thăng đang bay quanh ở phía dưới hắn biết chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ quay lại trần giã hồ đứng một mình trước cửa sổ sát đất bình tĩnh nhìn chiếc xe bay có hắc võ sĩ biến mất trong màn đêm hắn hỏi đội còn lại của tiểu đội tác chiến đã tìm được chưa có người ở sau lưng trả lời đã tìm được rồi tất cả đều hôn mê theo nhận định của ta chắc chắn có người đã tấn công bọn họ ở trong lối thoát hiểm sau đó làm như không có chuyện gì mà đi ra. Trần Giã Hồ cười một tiếng, nói, việc này đã nói cho chúng ta biết, chúng ta bệnh cái lưới kia, còn chưa đủ mau đâu. Rút lui đi, về nhà đi ngủ. Chỉ là, tất cả những người trong cuộc đều về nhà đi ngủ, nhưng những người bị quấy dày trong đêm nay, lại không thể nào ngủ được. Không biết có bao nhiêu người nửa đêm phải tham gia những cuộc họp online qua điện thoại, và có bao nhiêu người phải làm bao nhiêu bản báo cáo, phân tích. Trên Internet truyền ra thông tin nóng sốt như vậy, phía truyền thông cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin. Có người phân tích, người mà Lý Thúc Đồng gặp mặt không biết là ai, có thể là đại biểu của thế lực nào đó. Còn có người phân tích, gần đây việc người du hành thời gian xảy ra liên tiếp, xuất hiện ở thế giới ngoài dẫn tới hỗn loạn, cho nên Lý Thúc Đồng lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của tất cả mọi người, là để xử lý việc này. Đêm nay có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng khó mà biết được đối với liên bang. Thật ra mọi người càng nghiêng về suy đoán thứ nhất, thời gian qua, sau 8 năm Lý Thúc Đồng đã đi ra khỏi ngục giam, chính là vì gặp người quan trọng này, để đàm phán một việc vô cùng quan trọng nào đó. Mặc dù không biết người đeo mặt nạ hình mặt mèo này rốt cuộc là ai, nhưng nhất định là người vô cùng quan trọng. Từ phán đoán qua thân hình, có thể là Khánh Tầm hoặc là Rama của Khánh Thị, là Lý Chính Tể của tập đoàn Lộc Đảo, hay là Jindai Imet của tập đoàn Jindai. Không có cách nào xác định được là ai. Nhưng mà bọn họ không biết là Lý Thúc Đồng đi ra từ ngục giam số 18 ngồi nhìn máy bay trực thăng vũ trang và bị pháo binh ngắm hỏa lực vào chính mình cũng chỉ là vì mang khánh trần xem một chút phong cảnh mà thôi giống như chính hắn đã từng nói phong cảnh mà người khác đã xem qua học sinh của hắn cũng phải nhìn thấy chỉ có thế thôi mà sở dĩ hắn ăn thịt kho tàu cũng chỉ vì hắn muốn ăn thịt kho tàu mà thôi trên đường trở về khánh trần ngồi trên chiếc ghế mềm mại trong xe bay lý thúc đồng nói với hắn biết vì sao ta muốn ngươi đeo mặt nạ không bởi vì ngươi không muốn để cho người khác biết ta có liên quan đến ngươi khánh trần trả lời lý thúc đồng lại hỏi người biết vì sao ta đã thu ngươi làm học sinh nhưng không muốn công khai không có cảm thấy không công bằng hay không sẽ không đâu khánh trần bình tĩnh lắc đầu là bởi vì ngươi biết rõ gánh nặng trên người rất khó gỡ xuống cho nên lo lắng ta sẽ bị những gánh nặng đó đe ép ta phải cảm ơn lão sư mới đúng ngươi vẫn luôn rất thông minh lại có tiềm lực không giới hạn lý thúc đồng thở dài nói đương nhiên cũng chính vì vậy ta mới không muốn để ngươi phải đem theo cái gì mà đi vào chiến trường điều lý thúc đồng mong muốn là một lão sư việc hắn sẽ làm bây giờ là không bắt buộc học sinh của mình phải chiến đấu cùng mình mà là đi cùng khánh trần một đoạn đường sau đó nhìn bóng lưng đó có thể đi bao xa khánh trần cũng không trả lời những câu nói này mà là đột nhiên hỏi sau này chúng ta còn có cơ hội đi ra không lý thúc đồng vô cùng hứng thú mà hỏi ngươi còn muốn đi ra chơi à muốn khánh trần gật đầu bởi vì có thể ta sẽ phải chạy đua với thời gian hoặc là chạy đua với những người du hành thời gian khác Vậy thì mấy ngày nữa chúng ta lại tìm cơ hội ra ngoài chơi." Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, giống như trận đấu đêm nay, không đáng để hắn không quan tâm đến. Người đàn ông trung niên này, có vẻ như cho tới bây giờ, chưa từng sợ hãi thứ gì bao giờ. Lúc này, cũng mới là dạng sáng 3 giờ, hắn cũng vừa mới xuyên về được 3 giờ, nhưng Khánh Trần cảm thấy, đây chính là 3 giờ đồng hồ vui sướng nhất trong 17 năm cuộc đời mình. Lúc này, Trịnh Viễn Đông lặng yên đi vào quán bà cho lính đánh thuê ở thành phố số 18 lộ viễn đã chờ ở đây từ lâu trịnh viễn đông hỏi ngươi đã xem tin tức chưa lộ viễn nói tôi đã xem ông chủ ta cảm thấy phải tiếp xúc thử với lưu đức trụ một chút ở thế giới trong lý thúc đồng là nhân vật rất quan trọng cho dù ngươi chê lưu đức trụ cũng phải cân nhắc đến vì hắn ta là người thân cận với lý thúc đồng nhất trịnh viễn đông vẫn lắc đầu ta tin vào trực giác của chính mình mà càng ngày lại càng tin tưởng lộ viễn ngươi phải hiểu được loại nhân vật như lý thúc đồng không thể nào để ý đến kẻ như lưu đức trụ được trong ngục giam số 18 nhất định còn có kẻ du hành thời gian thứ ba. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lộ Viễn không biết phải làm sao. Tìm ra hắn. Thành phố số 2, khu thứ 9. Trên con đường nhỏ ở tầng dưới cùng của thành phố, một người trẻ tuổi mặc Âu phục màu xám cho đang nhẹ nhàng bước đi. Vũng nước động trên mặt đất giống như một tấm gương, phản chiếu lên dáng vẻ ung dung của hắn. Nơi này không có cảnh tượng phố xá sầm uất trong tưởng tượng, mà trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy những vũng nước động và rác rưởi. Trên vách tường vẽ bậy đủ loại hình dạng khác nhau và dán đầy các biển quảng cáo. Nơi này không giống như thành phố khoa học kỹ thuật trong tưởng tượng, mà ngược lại rất giống một khu ổ chuột. Nhưng mà, khi người trẻ tuổi đi ngang qua chỗ này, dáng vẻ lại giống như đang đi trên đường phố London của Anh Quốc vậy, nhàn nhã và lịch sự. Hắn đi đến trước cửa của một tiệm bán quần áo. Bên trong tiệm là bà chủ khoảng hơn 30 tuổi đang bắt chéo hai chân, say sưa dùng di động trong suốt xem tin tức trên thế giới. Thật ra thì trên thế giới ngoài, cũng có rất nhiều tiệm bán quần áo nhỏ quái lạ như vậy chỉ bán toàn quần áo lỗi mốt cũng chẳng có vị khách nào cả mọi người căn bản là không thể biết được loại cửa tiệm như thế này dựa vào thu nhập từ cái gì để sinh sống nhưng mà từ xưa đến nay nó chưa bao giờ phải đóng cửa cả chủ cửa tiệm căn bản là không quan tâm có khách hàng nào mua hàng hay không nhưng mà sợ rằng không ai nghĩ tới những cửa tiệm nhỏ này còn có bí mật khác mà bây giờ bọn họ lại bị người ta mang tới thế giới trong người trẻ tuổi bước vào cửa tiệm bà chủ vẫn không có phản ứng gì giống như là không biết có khách đến hắn đứng ở trước quầy nhẹ nhàng cười dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đằng sau nụ cười ẩn giấu sự tức giận bà chủ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi vội vàng đứng lên có chút bối rối nói ông chủ hà xin lỗi ta không chú ý đến ngươi tới hà kim thu cười một cái nói không cần lo lắng ta tới nơi này là vì có hai tin tức cần ngươi nhanh chóng truyền ra ngoài một là đồng tô duyệt điền tiểu miêu đã bị tập đoàn phát hiện ra thân phận là người du hành thời gian thông báo cho tiểu tiểu tạm thời không liên hệ với bọn hắn tất cả mọi việc đợi đến khi tin tức lắng xuống rồi nói tiếp ta đã biết bà chủ nhanh chóng thuộc lòng lời nhắn của hà kim thu chuyện thứ hai là báo cho tiểu tiểu biết phải cố gắng tập hợp thông tin về lý thúc đồng ta phát hiện ra sau điều tra lúc trước năng lực của hắn còn mạnh hơn nhiều xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn ta không hề hấn gì thật là không thể tưởng tượng nổi ta biết rồi bà chủ lần nữa đáp lại Hà Kim Thu giống như đang lẩm bẩm, xem ra, chúng ta phải ra tay trước thôi, đến Côn Luân để lôi kéo Lưu Đức Trụ, bây giờ chúng ta cần hắn. Lúc này, Hà Kim Thu cười híp cả mắt, quay đầu lại, nói, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ sứ mệnh chúng ta đang gánh vác là gì, nếu như lần sau lại mất cảnh giác như vậy, tổ chức sẽ tiến hành xử phạt đối với ngươi. Đợi đến khi tìm được người thích hợp, ta sẽ để cho hắn đến thay thế vị trí của ngươi. Sau khi trở về, ngươi tự đi tìm Trương Tông Vũ để tăng thêm các khóa huấn luyện, ngươi có ý kiến gì hay không? Bà chủ cúi đầu nói, "Không có ý kiến. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi." Nói xong, Hà Kim Thu xoay người rời đi. Bà chủ xoay người đi vào phòng chứa đồ, không biết dùng thủ đoạn gì để truyền tin tức đi. Chỗ này là một trong rất ít nơi không bị giám sát của thành phố Cyber, không ai biết rằng nơi này đã từng đón tiếp một vị khách rất đặc biệt. Hà Kim Thu quay đầu nhìn về phía cửa tiệm bán quần áo, vị trí của nơi này khuất như vậy nên rất bí mật, thích hợp dùng để truyền tin tức mà che giấu thân phận. Bây giờ còn rất ít người cửu châu, người có thể dùng được lại càng ít. Xem ra, nhất định phải tiến hành nhanh hơn mới được. Sáng sớm, đập cửa tiếng quen thuộc vang lên. Cánh cổng hợp kim bị đám tù nhân đập kêu lên uỳnh uỳnh, giống như là sắp dụng ra vậy. Những người này, sức lực luôn dồi dào như vậy, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Khánh Trần không đi ra ngoài, hắn đang đợi lộ quảng nghĩa, đi tìm một người mới đến bên trong nhóm người du hành thời gian. Làm cho người ta bất ngờ lại là, Tối hôm qua lại không có tù phạm nào mới được áp giải đến ngục giam số 18 cả. Hắn lật người tiếp tục ngủ, hoàn toàn không thèm để ý đến những tiếng ồn ào ở bên ngoài. Lúc này, Lý Thúc Đồng vẫn bình tĩnh ngồi cạnh bàn ăn như cũ, nhìn vào ván cờ tướng đã kết thúc từ lâu, vẻ mặt không thấy chút mệt mỏi nào cả. Cứ một lúc Lâm Tiểu Tiếu lại cảm thán một lần, bây giờ ở bên ngoài vì chuyện đêm qua mà bàn tán ầm ĩ, mà ông chủ của mình lại coi như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là không quan tâm truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé cái đầu chọc bóng loáng của quách hổ thiền lặng lẽ tiến lại gần hắn ta khẽ hỏi lâm tiểu tiếu ngươi và ông chủ của ngươi đêm qua ra ngoài làm cái gì đấy có việc gì thì mang theo ta với ta rất được việc đấy ồ làm sao mà ngươi biết lâm tiểu tiếu tò mò nhìn hắn ta mặc dù việc này ở bên ngoài rất ầm ĩ quách hổ thiền ở trong này thì làm sao biết được tin tức gì làm sao có thể biết được tình trạng ở bên ngoài hắn liếc xéo cái đầu chọc hỏi, cao thủ tinh thần giả của Át Bích cũng tới sao? Rốt cục thì các ngươi có mấy người, không sợ tập đoàn giết hết tất cả các ngươi sao? Chỉ có một mình ta. Quách hổ thiền cười giả tạo, đáp lại, nghiêm túc mà nói, lần sau nếu các ngươi có hành động gì thì nhớ nói với ta sớm một chút. Lâm tiểu tiếu cười khinh bỉ nói, ta còn không biết âm mưu của ngươi sao? Không phải là muốn đợi lúc chúng ta đi ra ngoài, ngươi lợi dụng khi ông chủ không có ở đây, để tìm kiếm ACE 005 đúng không? làm gì có chuyện đó quách hổ thiền tươi cười hớn hở nói mỗi ngày ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì ta chỉ muốn biết đêm qua ông chủ lý đi ra ngoài đã làm cái gì rồi lâm tiểu tiếu nhìn hắn một cái nếu như ta nói cho ngươi hắn chỉ là muốn ăn thịt kho tàu ngươi tin hay không không tin gây ra chuyện lớn như vậy còn không phải là đi làm việc lớn sao quách hổ thiền biểu cảm như muốn nói ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao lâm tiểu tiếu thở dài hắn biết cả thế giới cũng sẽ không tin đêm qua ông chủ đi ra ngoài thật sự là không làm việc gì hết. Ông ấy chỉ muốn mang Khánh Trần đi ra ngoài chơi một chút thôi mà. Những người kia chỉ nhớ rõ ông chủ là một bán thần rất nguy hiểm, lại quên đi thật ra hắn vẫn là một người làm việc rất tùy hứng. Đương nhiên, Lâm Tiểu Tiếu còn muốn cảm thán là, trong chuyện này, một nhân vật khác chính bạn học Khánh Trần, vậy mà đến trưa rồi còn đang nằm ngáy o o, cũng làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông chủ bình tĩnh như vậy còn chưa tính, một tên thiếu niên 17 tuổi mà cũng bình tĩnh như thế là như thế nào. Khánh Trần đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy loa phóng thanh trong ngục giam vang lên, tù nhân số hiệu 010101, có người thân đến thăm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trong đầu đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dựa theo thời gian của thế giới trong, không phải là hôm qua Khánh Ngôn vừa đến sao, hôm nay tại sao lại tới nữa? Ở trên quảng trường, Quách Hổ Thiền quay sang hỏi Lâm Tiểu Tiếu, chờ một chút, không phải bình thường là ba tháng mới có một lần được đến thăm tù sao, ta nhớ hôm qua vừa có người tới thăm tên này mà lâm tiểu tiếu không để ý nói ông chủ của ta không thích hắn cho nên ta khuyên ngươi không nên thân thiết với hắn ta làm gì cũng không nên nghe ngóng thông tin về hắn ngoài ra người ta là người của khánh thị tập đoàn phải có đặc quyền của tập đoàn chứ khánh trần cũng không đi ra ngoài ngay hắn chậm rãi rửa mặt có vẻ không quan tâm đến lần thăm tù này hắn thấy nếu đã biết là khánh ngôn mà không phải là người khác vậy để hắn ta đợi một lúc cũng không sao nửa giờ sau Khánh Trần đi cùng giám mục robot chậm rãi đẩy ra cửa phòng quan sát, nhưng mà người trước mắt làm hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong cũng không phải là Khánh Ngôn, mà là Jindai Soane. Lần này cô gái không còn mặc âu phục chỉnh tề nữa, mà chỉ mặc quần áo đơn giản, trên người khoác hờ một cái áo lông màu trắng, bên dưới mặc một chiếc váy xếp ly dài, dưới chân là đôi giày da nhỏ. Khi nàng ngồi đó, Khánh Trần có thể thấy được bàn chân nhỏ nhắn tinh tế được bọc trong đôi tất màu trắng. Dường như nàng đã thay đổi phong cách ăn mặc của bản thân. Jindai so Ane không đứng ngồi không yên nữa mà vô cùng điềm tĩnh nhìn Khánh Trần, đôi mắt to tròn như biết nói chăm chú đánh giá thiếu niên trước mặt. Khánh Trần ngồi trước mặt nàng, hai người cách nhau một cái bàn sắt. Bốn phía xung quanh là bốn bức tường kim loại xám xịt, đỉnh đầu treo chiếc đèn led phát ra thứ ánh sáng trắng bệch, nhưng không biết vì sao, không khí âm trầm u ám nơi đây vì sự xuất hiện của Jindai so Ane mà trở nên tươi mát. Thật ra, cô gái này không phải kiểu đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng càng nhìn lâu càng cảm thấy dễ chịu như đang được tắm trong ánh nắng vậy khánh trần có chút trần trừ sao ngươi lại đến đây ta tới thăm ngươi tiện mang cho ngươi chút đồ ăn là tự tay ta làm đó jindai so ane từ bên cạnh ghế cầm lên một cái túi nhỏ bên trong đựng hộp cơm giữ nhiệt so với cái của diệp vãn có vài phần tinh xảo hơn khánh trần yên lặng mở hộp cơm bên trong là ba miếng sushi xếp ngay ngắn bên cạnh là cơm thịt bò béo ngậy jindai so ane nói Ta đã hỏi thăm, đồ ăn trong này chất lượng không được tốt lắm, nên đã cố ý làm cho ngươi một chút." Khánh Trần hỏi, "Ngươi không ngại ta là một tù nhân sao?" "Ta biết ngươi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ." Jin Dai vừa cười vừa nói, "Ta rất tò mò, ta với ngươi tính ra cũng không quá thân quen, không đến mức mỗi ngày ngươi đều đến thăm ta như vậy." Khánh Trần bình tĩnh nói. Mặc dù có người quan tâm không có gì xấu nhưng Khánh Trần tin rằng, trên thế giới này không có thứ tình cảm gì lại vô duyên vô cớ xuất hiện nơi này là thế giới trong, đối phương lại là một người du hành thời gian. Cho nên từ hai điểm này, lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy đối phương, thứ xuất hiện không phải là sự thân thiết mà là sự đề phòng. Jindai so Ane nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, lần này ta cùng người lớn trong nhà đến thành phố số 18, bọn họ yêu cầu ta phải tiếp xúc với người nhiều hơn, hơn nữa. Ở cùng với bọn họ có chút không thoải mái. Hai bên đều rơi vào trầm mặc, Khánh Trần cầm lấy đôi đũa mà nàng đã chuẩn bị, yên lặng đem cơm trong hộp toàn bộ ăn sạch sẽ. Không thể không nói tài nghệ nấu nướng của cô gái này không tồi. Sau đó, hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Trong lúc đó, ánh mắt của Jindai Soane trên người thiếu niên không rời đi một chút nào, nàng quan sát hắn đến tận khi kết thúc 30 phút thăm tù. Bị nàng nhìn đến mức khánh trần, cảm thấy khi đối mặt với trận chiến hôm qua còn không hốt hoảng như bây giờ, hắn có chút đứng ngồi không yên. Lúc này Jindai Soane lại lẩm bẩm một câu, "Hắn ta không cục mịch và lỗ mãng như những người ở thế giới kia." Người đang nói gì vậy? Khánh Trần hoài nghi. Không có gì, chỉ là một loại ngôn ngữ, mà chỉ có gia tộc ta mới hiểu Jin Dai So Ane cười cười đứng dậy, nói, vậy Khánh Trần cun, hẹn gặp lại nha. Nàng dường như đã quen với sự trầm mặc của đôi bên, thích dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu thể hiện trò chơi nhỏ nhỏ trong lòng. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Tiếu buồn chán ngồi ở khu đọc sách, kể từ khi ông chủ muốn Khánh Trần che giấu thân phận, nhà tù dường như mất đi một chút niềm vui thú. Hắn muốn tìm Khánh Trần tâm sự cũng phải giả bộ lạnh lùng, lúc muốn đi tìm Diệp Vãn nói chuyện, nhưng với tính cách chết tiệt của họ Diệp đó thật sự đến cả nửa ngày, cũng đánh không nổi một tiếng rắm. Điều này khiến Lâm Tiểu Tiếu cảm thấy có chút cô đơn. Về phần quách hổ thiền, hắn mong tên đầu chọc này cách xa mình một chút. Đúng lúc này, cánh cổng hợp kim bên cạnh quảng trường từ từ được nâng lên, hai tên cai ngục robot áp giải Lưu Đức trụ trở về quảng trường. Ôi đệt! Lâm Tiểu Tiếu vỗ chán một cái, hắn luôn cảm giác bản thân quên thứ gì đó. Theo quy tắc xử phạt của nhà giam, hôm nay là ngày lưu đức trụ kết thúc thời gian bị giam giữ nhưng vấn đề là lưu đức trụ không thể trở về bởi vì lâm tiểu tiếu biết mình không thể để tên tiểu tử này nhìn thấy khuôn mặt của khánh trần được ông chủ người này không thể thả hắn nói với lý thúc đồng ánh mắt của lý thúc đồng từ trên bàn cờ nhìn lên sau đó nói vậy lại giam hắn lại đi ban đêm rồi bàn tiếp vừa dứt lời hai tên cai ngục robot thực sự trực tiếp đem lưu đức trụ ra miệng cống hợp kim đi về hướng nhà giam không ai biết Lý Thúc Đồng làm thế nào, cũng không ai biết Lý Thúc Đồng làm sao ra lệnh cho canh ngục. Giống như, không ai biết hắn ta đã đi ra khỏi phòng giam số 18 kiểu gì. Lúc này Lưu Đức Trụ bị giám ngục robot lôi đi đến mức chân không chạm đất, hắn giận dữ hét lớn, đợi đã, không phải các người muốn thả ta về phía bên kia quảng trường sao, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nhốt ta lại, ta đã làm sai chuyện gì. Nhưng cho dù hắn có dãy ruộng thế nào cũng đều bị đưa lại về phòng tạm giam. Nội tâm Lưu Đức Trụ có chút khổ cực, Đối với một người hiện đại mà nói, không có cách nào giao lưu với người bên ngoài, không có điện thoại, không có trò chơi để giết thời gian, vô cùng khó chịu. Lưu Đức Trụ rất muốn kết thúc mọi thứ ở đây, nhưng hắn không kết thúc nổi. Mỗi lần thời gian xuyên qua kết thúc, hắn lại bị quy tắc thế giới cưỡng ép kéo vào thế giới trong, sau đó lại ngồi xổm trong ngục ra mấy ngày liền. Không nghĩ bản thân vẫn còn nhỏ tuổi, liền tiếp nhận những thứ vốn dĩ bản thân không thể tiếp nhận nổi. Đột nhiên, miệng cánh cổng hợp kim mở ra trước mặt hắn, bên trong hành lang trống rỗng u ám một người mang mặt nạ mèo lẳng lặng đứng đó chăm chú quan sát hắn ngươi ngươi là ai lưu đức trụ ngập ngừng hắn có chút sợ sệt nhưng nhìn kỹ lại thì người này không có cầm hung khí trong tay cầm máy đọc của nhà giam là người du hành thời gian thứ ba trong nhà giam này lưu đức trụ kịp phản ứng lại khánh trần chậm rãi đi vào phòng tạm giam âm thanh của thủy lực vang lên cánh cổng hợp kim sau lưng hắn từ từ đóng lại ngươi muốn làm gì Lưu Đức trụ ở trong không gian kín có chút sợ hãi. Sau vài giây trầm mặc giữa hai người, Khánh Trần dùng máy đọc nói, ta đọc được tin, ngươi giả mạo ta. Lưu Đức trụ mở to hai mắt nhìn hắn, đại ca, ta không cố ý đoạt danh tiếng của ngươi. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau sẽ không bao giờ khoác lắc nữa. Lần này ra ngoài, ta sẽ thừa nhận bản thân không phải người du hành thời gian mà giản sinh đã gặp kia. Khánh Trần dùng máy đọc tiếp tục, không cần. Hả? Lưu Đức trụ dựa theo tư duy logic của mình mà phỏng đoán, vì bản thân đã lấy đi ánh hào quang của vị đại thần này, thế nên anh ta có chút không vui, nhưng xem ra cũng không phải vì thế. Hắn nghĩ nghĩ rồi dè dặt hỏi, vậy đại ca, người muốn thế nào? Công khai thừa nhận. Khánh Trần dùng máy đọc đáp không được không được. Lưu Đức trụ lắc đầu liên tục, ta hiện tại cũng đã bị dọa sợ rồi, đại ca người không biết đó thôi. Nhà ta ở tầng 2, hôm trước tắm rửa, không cẩn thận quên kéo chốt cửa. Kết quả vừa nghiêng đầu ra nhìn liền thấy có người đang quay lén ta. Còn nữa, hôm nọ ta lái xe về nhà, có tên chó chết lái xe bám theo ta, chê ta lái xe quá chậm, còn bảo ta lái nhanh lên, kêu ta nên bán xe đi là vừa. Khánh Trần không quan tâm đến sự oán thán của hắn, tiếp tục dùng giọng của máy đọc nói, người biết thời hạn thi hành án của mình là bao nhiêu năm không? Cái này không phải do ta phán quyết, mà là tòa án thành phố số 18 của thế giới trong phán quyết. Lưu Đức trụ sững sở, hắn thực sự không biết chính xác thời hạn thi hành án, vừa xuyên qua đã ngồi ngay trong tù rồi. Khánh Trần lại nói, 99 năm 7 tháng. Lưu Đức Trụ. Khánh Trần giải thích, căn cứ vào tin tức, người phạm tội cướp bóc, trộm cướp, tội buôn lậu, buôn thuốc phiện, tội âm mưu giết người, không thể không phạt. Ôi vãi trưởng. Lưu Đức Trụ tức muốn ói máu. Khánh Trần tiếp tục dùng máy đọc phát ra tin tức của thẩm phán phán cho hắn. Cái máy này là của Lý Thúc Đồng, cho nên có đặc quyền thể đọc được tin tức. Lưu Đức Trụ ngơ ngác nhìn máy đọc, phía trên rõ ràng viết sự tích của hắn. Có thể nói đây chính là bản án cao nhất mà thành phố số 18 đưa ra trong hai năm qua. Hắn có chút tuyệt vọng, bản thân cảm thấy chỉ cần chịu đựng thời gian giam giữ kết thúc liền ổn. Khánh Trần tiếp tục viết, "Đương nhiên, ta cảm thấy." Đột nhiên Lưu Đức Trụ hỏi, "Đại ca, người luôn một mực dùng chữ viết để trao đổi với ta, người là sợ bị nhận ra giọng nói sao? Cho nên người cùng ta có quen biết, hoặc là người ở rất gần ta?" Giờ khắc này, Lưu Đức Trụ mới thực sự phát huy được trí thông minh của hắn. Khi mới xuyên qua đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng ở trong phòng giam bình tĩnh lại trí thông minh cũng tự nhiên quay trở về. Khánh Trần lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó dưới lớp mặt nạ mở miệng, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là ta cùng Lý Thúc Đồng đều cho rằng ngươi thực ra là, bị tổ chức đẩy ra gánh tội thay. Tổ chức ở thế giới trong luôn làm những chuyện này, bị liên bang trị an ủy ban quản lý để ý tới, sẽ ngẫu nhiên chọn một tên xui xẻo ra gánh tất cả mọi tội lỗi. Trong chốc lát, Lưu Đức Trụ cảm thấy hơi thở của đối phương thay đổi, khí thế theo đó mà cũng thay đổi theo trong lúc vô hình liền có một loại cảm giác bí bách khiến cho hô hấp của người khác không tự chủ được mà dấy lên sự hỗn loạn khánh trần hỏi bây giờ nghe được giọng của ta rồi có thể tiếp tục nói chuyện chứ thật có lỗi đại ca là ta hiểu nhầm rồi khí thế của lưu đức trụ lại xẹp xuống khánh trần nhìn xuống lưu đức trụ hiện tại ta đến gặp ngươi là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch ngươi tiếp tục giả mạo ta ta sẽ giúp ngươi thoát tội đầu tiên hắn đã phá hủy đi hy vọng của lưu đức trụ giờ lại cho hắn ta một tia hy vọng khác làm như vậy là bởi vì giờ Lưu Đức Trụ hoàn toàn có thể trở thành mối liên hệ với thế giới ngoài của hắn, sẽ có rất nhiều người vì Lưu Đức Trụ mà đến Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, sau này sẽ có thể còn nhiều hơn nữa. Phải biết là những người này đều rất giàu có. Khánh Trần tiếp tục nói, đương nhiên ta sẽ không giúp ngươi thoát tội ngay bây giờ, nhưng ta có thể bảo đảm là sau khi ta rời khỏi ngục giam số 18, sẽ nhanh chóng giúp ngươi rời khỏi đây. Giúp như thế nào? Lưu Đức Trụ hỏi tìm những kẻ phạm tội thật sự kia bắt bọn chúng đi tự thú khánh trần đáp lại lưu đức trụ suy nghĩ một lát rồi nói nhưng nếu như sau khi ngươi rời khỏi đây mà không giúp ta ta cũng không biết phải làm sao không phải à ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sao khánh trần bình tĩnh hỏi lưu đức trụ trầm mặc một lúc cuối cùng cũng cam chịu số phận ta đồng ý giao dịch này ngươi muốn ta làm gì ta tin chắc sẽ có người bị thân phận ở thế giới ngoài của ngươi thu hút ngươi cần phải tìm hiểu rõ nhu cầu của bọn chúng để bọn chúng tin rằng bọn chúng có thể thông qua ngươi mua được đồ vật chúng muốn trong này khánh trần lại nói tóm lại ta muốn thông qua ngươi đem bọn chúng gom lại một chỗ đại ca đến một chút lợi ích ta cũng không có được sao lưu đức chủ yếu ớt hỏi mỗi lần giao dịch xong xuôi có thể chia cho ngươi hoặc là thưởng thí dụ như nâng cao thức ăn ở thế giới ngoài hoặc là cho ngươi xem tin tức bên ngoài trong khi ở phòng giam cũng có thể đem trò chơi điện tử đến phòng giam cho ngươi giải trí khánh trần cam kết Lưu Đức Trụ kinh ngạc, hắn không ngờ tới kẻ du hành thời gian thứ ba này, ở trong ngục giam số 18 lại có quyền lực lớn như vậy. Hắn do dự một lúc rồi mới nói, nhưng đại ca, nếu ta thay thế ngươi, như vậy ta ở thế giới ngoài cực kỳ nguy hiểm. Khánh Trần yên lặng nhìn hắn. Đại ca, ngươi đã xem tin tức chưa, ngày thứ hai sau khi ta trở về đã bị thương. Lưu Đức Trụ vén tay áo cùng với ống quần của mình lên, nhìn xem, vừa kết vẩy. Ồ, lúc này, Khánh Trần mới chợt nhận ra, hắn vẫn luôn nghi hoặc tại sao đối phương lại bị thương đã xảy ra chuyện gì nói rõ chi tiết mọi chuyện đi dựa theo thông tin mà côn luân cho ta biết kẻ thù của lý thúc đồng đang theo dõi ta muốn lợi dụng ta để tiếp cận lý thúc đồng lưu đức trụ giải thích trong buổi sáng cùng ngày bọn họ xuất phát từ ngạc châu ban đêm thì ra tay với ta ngay tại lạc thành may mà côn luân sớm đã mai phục bên ngoài trường hốt chọn một mẻ thì ra là vậy khánh trần gật gật đầu Chẳng trách Lưu Đức Trụ vô duyên vô cớ lại mang theo vết thương đến trường, nguyên nhân đều là vì giấu giếm những kẻ muốn giết hắn ở thế giới ngoài. Hiện tại vẫn chưa bắt được 9 tên nghi phạm, đây rõ ràng là mối hiểm họa khôn lường. Mặt khác, còn có rất nhiều người chăm chú theo dõi tất cả những người du hành thời gian, âm thầm giết hại. Nói như vậy, Khánh Trần cảm thấy để Lưu Đức Trụ làm khiên chắn lửa cho mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn không phải là quan tâm Lưu Đức Trụ, mà là rất vất vả mới tìm được một thế thân, nếu để đối phương chết đi như vậy thì thật đáng tiếc. Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ hỏi, theo như người nói, nâng cấp sức mạnh, ví dụ như thuốc biến đổi gen, Lưu Đức Trụ đã chọn một con đường khác ngắn hơn con đường cũ. Khánh Trần nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, im lặng hơn 10 phút đồng hồ. Trong lúc người nọ trầm mặc, Lưu Đức Trụ chịu đủ mọi lo lắng. Sau một lúc, Khánh Trần đột nhiên mở to mắt, nói, có thể cho ngươi, nhưng mong là ngươi chứng minh được bản thân xứng đáng có được thuốc biến đổi gen, cũng hiểu được hợp tác với ta có ý nghĩa gì. Ngài nhìn biểu hiện của ta đi ta nói cho ngài biết, hiện tại có bốn người muốn lôi kéo làm quen với ta, nhưng trước đó ta không thèm quan tâm đến bọn họ. Lưu Đức Trụ lập tức kích động nói, ngài không biết đấy thôi, bọn họ đều là những kẻ có tiền, nghe nói một chiếc đồng hồ đã có giá mấy chục vạn tệ rồi. Một học trò thế mà lại mang theo chiếc đồng hồ mấy chục vạn, ta chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ. Ánh mắt Khánh Trần đầy vẻ kỳ dị, đây là đang nói đến đám người vương vân à, chỉ nghe Lưu Đức Trụ tiếp tục nói, ta trở về liền sẽ đi hiểu rõ nhu cầu của bọn họ, xem làm cách nào để có thể lấy được tiền từ bọn họ. Nếu không thì, ta đem đồng hồ của hắn mang đến cho ngài." Khánh Trần nhắc nhở, "Không cần tiền mặt, cũng không cần đồng hồ, ta chỉ muốn những thỏi vàng không có ký hiệu. Tiền giấy có thể tra ký hiệu, đồng hồ quý giá cũng như vậy, sẽ có số hiệu, đây đều là những đồ dễ dàng bị tra ra manh mối. Một số người nghĩ rằng tiền ảo là an toàn, ngu ngốc nghĩ rằng giao dịch tiền như vậy sẽ có thể che giấu tung tích, nhưng thật ra không phải như vậy. Muốn lấy ra số tiền ảo của mình nhất định phải thông qua nơi rửa tiền cái gọi là nơi rửa tiền chính là đem tiền ảo của ngươi sen lẫn trong đống tiền tệ như vậy người ngoài sẽ rất khó để truy ra hướng chảy của dòng tiền nhóm tiền tệ hỗn hợp là một loại tài sản của bên thứ ba nếu bên thứ ba này muốn chạy trốn người cầm tiền có khả năng mất cả chỉ lẫn trài cho nên đối với khánh trần mà nói thì vàng thỏi vẫn là an toàn nhất đúng rồi ngài biết ta đang học ngoại ngữ ở lạc thành đúng không lưu đức trụ nói ừ khánh trần gật đầu Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta ở lớp 11 ban 4, lớp 11 ban 3 ở lớp bên cạnh có một kẻ ngốc luôn tìm cơ hội lôi kéo làm quen với ta. Hắn đã kết bạn với ta thông qua nhóm WeChat của lớp, ta nghe nói hắn rất nghèo nên không chấp nhận, sau đó hắn gửi lời mời thêm hai lần ta mới chấp nhận. Lưu Đức Trụ nói, kết quả mới thêm ta hai ngày, không hiểu sao lại kéo ta vào một nhóm, bên trong toàn là bán tất, hỗ trợ giới thiệu những người phụ nữ giàu có. Vẻ mặt Khánh Trần càng thêm kỳ dị, đây không phải là nam canh thần thì còn có thể là ai nếu không phải hắn luôn đeo mặt nạ có lẽ lưu đức trụ đã có thể trực tiếp dựa vào nét mặt của hắn mà nhìn ra mánh khóe rồi đại ca ở thế giới ngoài làm sao ta mới có thể liên lạc với ngươi lưu đức trụ cẩn thận hỏi khánh trần cười yên tâm ta sẽ liên lạc với ngươi nói xong hắn xoay người ra khỏi phòng tạm giam mãi cho đến khi cánh cổng bằng hợp kim sau lưng đóng lại khánh trần mới chậm rãi thở ra đằng sau chiếc mặt nạ đồ án hình ngọn lửa trên mặt hắn nhanh chóng mở đi thay đổi giọng nói đây là tác dụng thứ hai của thuật hô hấp trước khi tới khánh trần đã nghĩ tới chuyện bản thân không dùng giọng nói để trao đổi sớm muộn cũng sẽ bị lưu đức trụ nghi ngờ nhưng nếu lần trước cầm máy đọc lần này mà mở miệng nói chuyện ngược lại không ổn cho nên để cho lưu đức trụ tìm ra vấn đề khánh trần sẽ giải quyết vấn đề như vậy mới xóa bỏ hoài nghi của đối phương nói thật hắn thật sự có chút lo lắng việc lưu đức trụ vẫn chưa phát hiện được vấn đề này nếu không hắn vẫn phải dùng máy đọc viết chữ, quá mệt mỏi, một mình cô độc trong phòng tạm giam, Lưu Đức Trụ lặng lẽ nhìn cánh cổng hợp kim đã đóng chặt mà ngẩn ngơ cả người. Trong đầu hắn đều là cái người mặt nạ mèo kỳ dị kia. Trên cái mặt nạ ấy, những đường vân màu đỏ và màu trắng đan xen vào nhau, tạo ra có một loại cảm giác khó hiểu nhìn chằm chằm mình. Mạnh mẽ mà thần bí. Lưu Đức Trụ khó hiểu, mặc dù bản thân không thể tiếp cận Lý Thúc Đồng, nhưng tiếp cận với kẻ thừa kế của Lý Thúc Đồng cũng là một lựa chọn không tệ hắn hiểu rõ bản thân không phải nhân vật chính của thế giới ngoài có lẽ chủ nhân mặt nạ mèo kia mới là nhân vật chính ngoài cửa lý thúc đồng và lâm tiểu tiếu diệp vãn đều đang chờ đây có phải bạn học của ngươi không ta còn tưởng mọi người ở thế giới ngoài đều giống ngươi chứ sẽ đều làm ta sợ hãi nhưng sau khi nhìn thấy hắn ta đã không còn sợ nữa rồi lý thúc đồng cười hỏi nói chuyện thế nào rồi khánh trần suy nghĩ ta cần một lọ thuốc biến đổi gen thuốc biến đổi gen lý thúc đồng kỳ quái hỏi cho hắn đúng vậy khánh trần gật gật đầu tại sao lâm tiểu tiếu hiếu kỳ tạo ra cái đồ chơi như thuốc biến đổi gen này còn rất khó khăn chẳng phải là lời cho hắn quá rồi sao ta cần dùng hắn để chứng minh cho người ở thế giới ngoài ta thật sự có thể mang đến thứ mà mấy người kia muốn hơn nữa hắn cũng cần một chút năng lực tự vệ bằng không bị người ta bắt được thì rất dễ bị tra hỏi khánh trần trả lời lưu đức trụ không có tí dũng khí nào lâm tiểu tiếu vừa thẩm vấn hắn liền thú nhận toàn bộ để một kẻ như thế coi như tường phòng lửa của chính mình đi đối mặt với mấy người ở thế giới bên ngoài kia trong lòng khánh trần vẫn có chút không yên tâm cho nên hắn đổi một góc độ suy nghĩ khác nếu hắn bị bắt lại thì sẽ nhận tội vậy để người ta không bắt được hắn là xong lâm tiểu tiếu nghĩ một chút cảm khái nói nghe rất có đạo lý khánh trần nhìn về phía lý thúc đồng ta cần dựng thành chỉ tầng tầng lớp lớp bên cạnh mình như thế mới có thể bảo đảm chắc chắn ngụy trang và an toàn bản thân. Tuy tường phòng lửa như Lưu Đức Trụ không rắn chắc, nhưng ta có thể sử dụng bây giờ cũng chỉ có hắn. Bên cạnh Khánh Trần có Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần. Nhưng mấy người này đều là bạn của hắn, dùng để làm tường phòng lửa hay pháo đài đều sẽ hại chết bọn họ. Cho nên, Lưu Đức Trụ chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là chính Lưu Đức Trụ chọn. Hắn nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ Lý, ngươi còn nợ ta một lần trao đổi điều kiện ta dùng để đổi một liều thuốc biến đổi gen lý thúc đồng có chút hứng thú hỏi ngươi cũng đã là học sinh của ta cũng không cần lấy điều kiện trao đổi trung quy cũng không thể để ngươi che chở mãi được khánh trần đáp lại thú vị lý thúc đồng cảm thấy hắn chọn đối phương có lẽ là vì sự sáng suốt và quật cường này đây là một loại phẩm chất vô cùng ưu tú có thể khiến người ta tiến xa lý thúc đồng lại nói tiếp có điều ngươi đã giúp ta mang kỳ phổ đến ta lại nợ ngươi thêm một lần cho nên lần này ta có thể tìm thuốc biến đổi gen cho ngươi, nhưng ta vẫn nợ ngươi một yêu cầu như cũ. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần nghiêm túc nói. Ngày thứ hai, trong đêm khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại một giờ, cánh cổng hợp kim ở trước mặt Lưu Đức trụ lần nữa mở ra. Hắn nhìn theo mặt nạ mèo quen thuộc kia và cái vali sách tay trong tay đối phương. Đây là... Lưu Đức trụ kinh ngạc khó hiểu. Lời ta nói tiếp theo ngươi phải nhớ kỹ. Khánh Trần lạnh lùng nhìn hắn, bàn giao hạng mục công việc chú ý sau khi trở lại thế giới ngoài. Đến khi nói xong, hắn mới mở vali ra. Bên trong hiện rõ hai ống tiêm được ướp lạnh. Một ống là dùng để làm thử nghiệm trên da, xem xem tình trạng bài xích thuốc trong cơ thể. Một ống khác là thuốc biến đổi gen. Chất lỏng màu xanh lam được bao kín cẩn thận trong cái vỏ thủy tinh của ống tiêm, sóng ngợn dập dờn làm người say gợn mê. Trên ống tiêm còn có dòng chữ lý thị FDE005. Khánh Trần giữ cái vali lại, trước khi đi nói, trước tiên tiêm thử lên da. Nếu như cảm giác thấy vô cùng đau đớn, vậy thì nghĩa là thuốc không bị bài xích, có thể lại tiêm thêm lần 2. Tiêm lần đầu sẽ đau 15 phút đồng hồ, tiêm lần 2 có thể sẽ đau 5 tiếng. Nhưng nếu ngay cả dũng khí tiêm ngươi cũng không có thì không có giá trị gì. Thuốc biến đổi gen lý thị FDE, số thứ tự từ 001 đến 005, muốn không ngừng tăng cường bản thân thì trước hết bắt đầu tiêm từ 005, lại lần lượt tiêm 004, 003, 002, 001 mỗi lần tiêm nhất định phải giãn cách một tháng, theo thứ tự tăng dần, dần dần mạnh mẽ. Nếu không, lần thứ nhất liền tiêm FDE001, người tiêm thuốc sẽ chết ngay lập tức. Lúc đầu khi Lâm Tiểu Tiếu đưa cho Khánh Trần ngay cả vali cũng không có. Có lẽ theo yêu cầu của hắn, đối phương mới đi tìm một cái vali. Theo giải thích của Khánh Trần, thuốc biến đổi gen đặt ở trong vali sẽ trông có vẻ cao cấp hơn. Loại thuốc biến đổi gen này có ưu thế rất lớn, xác suất bài xích thấp, công hiệu nhanh, không gây tổn thương đến các cơ quan trong cơ thể. Có điều, loại thuốc biến đổi gen này cũng có chỗ thiếu sót của nó. Nếu như nói 005 tương ứng với cấp F, như vậy một tương ứng với cấp B, đây chính là thuốc biến đổi gen FDE cao cấp nhất. Hơn nữa thuốc FG001, FDE002 vô cùng hiếm có, trên thị trường gần như rất khó tìm được. Lâm Tiểu Tiếu nói, đây là đường ngắn nhất trong tất cả những đường ngắn nhất trên thế giới. Thế nên Khánh Trần mới hiểu được, thì ra con đường mình đi mặc dù xa nhất, nhưng cũng dài nhất. Này, các ngươi nói xem, sau khi hắn thử xong có dám dùng tiếp không? Trong hành lang u ám ngoài phòng giam, Khánh Trần thấp giọng hỏi. Sau khi hắn rời đi vẫn chưa đi xa mà là đang yên tĩnh chờ đợi. Từ 15 phút đồng hồ trước đó, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Đức Trụ chưa từng dừng lại. Nói thật, ngay cả Khánh Trần, cũng có chút đánh giá thấp uy lực của một mũi thử nghiệm trên da kia. Chỉ nghe thấy động tĩnh Lưu Đức Trụ gào thảm thiết, hắn liền có thể đoán được đau bao nhiêu. Khó nói, Lâm Tiểu Tiếu nói, đau đớn mà thuốc biến đổi gen mang lại đã ngấm vào trong xương, rất nhiều người thử nghiệm trên da xong liền từ bỏ, bởi vì bọn hắn thật không có tự tin chịu đựng, được 5 tiếng đồng hồ khi tiêm mũi thứ hai, Diệp Vãn ở một bên nói, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, muốn nâng cao thực lực thì chắc chắn phải thống khổ, cho dù là thuốc biến đổi gen có công hiệu nhanh nhất, người hiểu được thì sao? Khánh Trần đột nhiên hỏi, không phải nói người hiểu được có thể trong vòng một đêm liền vô địch thiên hạ được sao người hiểu ra được phần lớn là do nhận được kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài diệp vãn giải thích nói cũng có thể là họ đã tích lũy đau đớn lâu năm tháng dài trong hoàn cảnh khốn khổ dần dần tiếng kêu thảm thiết của lưu đức trụ cũng dừng lại ba người đứng trong hành lang yên tĩnh thì thầm bàn tán chờ tiếng kêu thảm lần tiếp theo vang lên vậy chứng minh lưu đức trụ đã lấy hết dũng khí thúc đẩy tiêm cho mình mũi thứ hai chỉ là khánh trần đã đánh giá cao ý chí của lưu đức trụ đối phương sau khi chịu đựng qua mũi thứ nhất không dám tiêm mũi thứ hai rất nhiều người luôn mơ ước mạnh lên thậm chí cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị đi đối mặt với cái giá của việc mạnh lên nhưng chỉ có đến lúc chân chính đau đớn bọn hắn mới biết mình phải đối mặt với cái gì và lùi bước lúc này diệp vãn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một thỏi vàng đưa cho khánh trần này ông chủ bảo ta đưa cho ngươi khánh trần lắc đầu ta đã nói qua không muốn được người dìu dắt nữa Diệp Vãn để thỏi vàng về trong túi, ôm ồm nói, giống như ông chủ nghĩ, ngươi sẽ không cần. Vậy vì sao còn lấy ra? Khánh Trần không hiểu. Tượng trưng thôi. Ông chủ đã nói, ngươi có thể không cần, nhưng hắn là sư phụ, không thể không cho. Khánh Trần. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu lại từ trong túi quần móc ra hai thiết bị màu đen mỏng mỏng, to khoảng nửa bàn tay, giống như là điện thoại phiên bản thu nhỏ. Hắn nhét vào trong tay Khánh Trần, Khánh Trần khó hiểu hỏi, đây là cái gì? một cho ngươi một cho lưu đức trụ thứ đồ chơi này là trạm truyền tin giả có thể làm ra một kênh thông tin độc lập kênh dự đoán thông tin cân đối kiểm tra dịch mã phản hồi csi tạo mã hóa điều chế kênh mã hóa năng lực có điều công năng sử dụng rất đơn nhất chỉ có thể gửi văn bản qua lại thế giới bên trong thường chỉ có gián điệp mới dùng để tránh bị người từ trạm dữ liệu lấy ra tin tức lâm tiểu tiếu trả lời diệp vãn nói bổ sung nhưng ngươi cần thiết phải chú ý cái này dùng công nghệ sạc điện không dây của thế giới trong người ở thế giới ngoài không có cách nào sạc điện cho nó mỗi lần xuyên không nhớ mang nó về cái của lưu đức trụ cũng giống vậy làm sao ngươi biết ta cần cần cái này khánh trần hỏi lâm tiểu tiếu không phải ta đưa cho ngươi là ông chủ bảo ta đưa cho ngươi lâm tiểu tiếu nhún vai ông chủ nói làm sư phụ dù sao cũng phải có một số việc nên cân nhắc trước cho học sinh đồ chơi này có thể giúp ngươi che giấu tung tích tại thế giới ngoài dựa vào tính cách của ngươi chắc chắn cần nhưng ông chủ cũng nói cái đồ chơi này đổi lấy một lần cơ hội giao dịch cuối cùng của ngươi sau đó lại muốn để ông chủ giúp ngươi thì lấy đồ ở thế giới ngoài đến đổi về phần đồ gì có giá trị ở thế giới bên ngoài tự ngươi cân nhắc giao dịch giống như là lý thúc đồng với tư cách là sư phụ cùng chơi với học sinh một trò chơi nhỏ hắn biết khánh trần có lòng tự trọng cao không muốn trở thành kẻ không có lòng tự tôn mà hắn cũng cam tâm tình nguyện bảo vệ loại tự tôn này khánh trần nhìn thiết bị truyền tin trong tay một chút sau đó quay đầu hỏi dựa vào tính cách của ta khẳng định cần tính cách ta thế nào diệp vãn một bên đột nhiên nói có thể là ông chủ cảm thấy ngươi tương đối nham hiểm khánh trần sau một hồi im lặng khánh trần nhìn thì chỉ còn lại một phút đếm ngược xem ra hắn sẽ không tự mình tiêm động thủ đi trong khi nói chuyện lưu đức trụ mồ hôi đầm đìa gần như mệt là đi trơ mắt nhìn cánh cổng chợp kim lần nữa mở ra sau đó diệp vãn và lâm tiểu tiếu cùng xông vào đừng đừng có việc cũng phải thương lượng đã." Lưu Đức Trụ gào lên. Ngay sau đó, Diệp Vãn gắt gao đè hắn lên giường, mà Lâm Tiểu Tiếu thì cầm lấy ống tiêm, hung hăng đâm vào trên mông của hắn. "Đậu má!" Thân thể Lưu Đức Trụ nằm ở trên giường, một chút liền thẳng băng. Không chỉ có như thế, thừa dịp lúc hắn há mồm kêu rên, Diệp Vãn lại trực tiếp nhét thiết bị truyền tin vào trong miệng hắn. Thời gian đếm ngược không giờ. Lưu Đức Trụ thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm ở thế giới trong tất cả người du hành thời gian chìm vào bóng tối. Đau đớn sẽ không bị bóng tối nuốt chửng, nó sẽ luôn đi theo lưu đức trụ trở lại thế giới ngoài. Khánh Trần tin tưởng, lời nói sau khi đối phương trở về tuyệt đối có thể làm, cho toàn bộ hàng xóm trong khu nhà đều giật mình tỉnh giấc. Đêm nay đối với đám paparazzi của Lạc Thành mà nói, nhất định là một đêm không ngủ, hắn ta không cục mịch và lỗ mãng, như những người ở thế giới trong tiếng Nhật không biết hắn có thô lỗ, dã man giống những người ở thế giới trong hay không. Đây là lần thứ hai Jindai so Ane dùng tiếng Nhật để nói chuyện. Khánh Trần sau khi trở lại thế giới ngoài thì đã phiên dịch ra được như vậy. Nói thật, hắn cũng không hiểu được mục đích của cô gái này là gì. Cần phải học tốt một chút tiếng Nhật mới được. Khánh Trần thở dài. Đối phương luôn nói mấy câu vặt vãnh này ngay dưới mí mắt mình. Vậy mà đến tận khi trở lại thế giới ngoài mình mới hiểu được ý tứ của đối phương. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy bản thân đang ở thế bị động. Theo như tin tức trước mắt, dường như chỉ có người nhật bản và hàn quốc là xuyên đến liên bang của hắn những người ngoại quốc khác đều đã xuyên đến thế giới bên kia bờ đại dương mọi người bị ngăn cách bởi biển cấm nên cũng không thể có tàu thuyền qua lại hiện tại vẫn chưa xuất hiện trường hợp người ngoại quốc nào xuyên qua lãnh thổ trung quốc theo như các phương tiện truyền thông có không ít người ngoại quốc muốn về nước và có thể họ còn vượt qua open beta khánh trần tìm kiếm những tin tức liên quan đến jindai sau ane tạm thời vẫn chưa có người ở thế giới ngoài phát hiện nàng là người du hành thời gian điều này có chút khó hiểu cô gái nhật bản ấy là một minh tinh cho dù là một minh tinh nhỏ thì vẫn là minh tinh làm sao lại không có ai biết đến nàng hay là ở thế giới trong nàng luôn du rú trong nhà người thường không có cơ hội tiếp xúc với nàng lúc này kích thước của phòng ngủ chẳng khác nào phòng giám sát hắn có cảm giác rằng đối phương ở thế giới trong sống cũng chẳng mấy vui vẻ nên mới đến đây để quan sát mình nhưng nếu mục đích của chuyến viếng thăm này không phải là mình thì có, thể là do đối phương muốn trốn tránh thế giới bên ngoài. Đột nhiên, Khánh Trần cảm thấy khi cùng cô gái đối diện ngồi trong phòng quan sát là quãng thời gian thư giãn hiếm hoi của hắn. Không ai nói gì cả, cũng chẳng có những tình cảm, âm mưu dối rắm Không cần phải suy nghĩ việc phải sinh tồn như thế nào trong thế giới trong. Ở trong phòng quan sát nửa tiếng, tất cả những gì bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Giống như, cuối cùng cũng có cơ hội để thở dốc có lẽ đối phương cũng nghĩ như thế. Khánh Trần nhìn lướt qua tay mình, đếm ngược 47 55 1, lại thêm hai ngày nữa. Việc đếm ngược thời gian luôn lộn xộn, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Trên mặt đất có một cây dao phay bị gãy. Lần trước hắn xuyên qua thế giới trong chỉ cầm theo chuôi dao, để lại mảnh dao gãy nãy. Khánh Trần nhớ nhiệm vụ huấn luyện hôm nay vẫn chưa hoàn thành, hắn lập tức lên mạng tìm một video dạy học tiếng Nhật, vừa nghe vừa tiến hành huấn luyện. Hơn 3 giờ sáng, hắn vừa mới tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, mở điện thoại lên nhìn, cả thế giới như đang bùng nổ, trên tất cả các nền tảng đều không ngừng cập nhật tin tức. Đêm khuya, Lưu Đức Trụ quay trở lại thế giới ngoài, trong nhà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính của thế giới trong? Mới sáng sớm, cửa nhà Lưu Đức Trụ đã chật kín paparazzi. Lưu Đức Trụ cảm thấy đường đến trường như đang bước trên thảm đỏ. Xung quanh khắp nơi đều là gươm dài súng ngắn. Lúc trước paparazzi còn biết giữ ý tứ một chút, bây giờ đám người đó chỉ hận không thể dí máy ảnh lên sát mặt hắn. Thế nhưng hắn cũng chẳng thèm mặc một bộ Âu phục bảnh bao, mà lại đi một chiếc xe đạp cũ kỹ, tồi tàn. Bánh sau xe đạp hơi cong vẹo, là do đêm hôm đó bị đánh lén dưới gầm cầu vượt, không có một chút khí thế nào. Một tay phóng viên chặn đường Lưu Đức Trụ, "Xin chào, ta là Hãn Thượng Long từ Nhật báo Lạc Thành." xin hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì người bị thương ở trong thế giới trong sao không lưu đức trụ vội vã dắt xe ra ngoài nếu không bị thương tại sao lại có tiếng kêu thảm như vậy phóng viên hãn thượng long truy hỏi lưu đức trụ im lặng không nói gì ra sức chen ra bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều không chỉ có phóng viên và các paparazzi mà cả hàng xóm cũng xúm lại mọi người vừa xem vừa kích động mà nói nhìn xem kia chính là cái người kêu gào đến 5 giờ sáng Nghe nói ở thế giới trong hắn rất lợi hại, mặt Lưu Đức Trụ nóng lên, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đẩy mạnh những phóng viên và paparazzi đang chắn đường hắn, có mấy người bị hắn đẩy ngã ngồi trên đất, máy ảnh cũng bị rơi vỡ. Những người vây xem hết sức kinh ngạc, đến cả Lưu Đức Trụ cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc. Trước mặt hắn ít nhất cũng có 7-8 người, cho dù không ai phòng bị nhưng hắn chỉ ngẫu nhiên đẩy một cái thôi, lực tay cũng quá lớn rồi. Lưu Đức Trụ hơi luống cuống, hắn nhân lúc đám người đang tránh ra mà vội vàng cưỡi lên xe đạp phóng đến trường. Chỉ là sau khi hắn thoát khỏi đám người đó, hắn lại trầm mặc. Thực ra hắn cũng không hoảng loạn như vậy, bởi vì người du hành thời gian đeo mặt nạ mèo kia đã báo trước cho hắn những chuyện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay và cũng dạy hắn phải làm như vô tình để lộ ra sức mạnh của mình. Thể hiện ra sức mạnh của mình, chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã nhận được truyền thừa của Lý Thúc Đồng. Về việc truyền thừa của Lý Thúc Đồng là gì, dù sao cũng chẳng ai biết. Cho dù không lấy được truyền thừa thật thì cũng nhận được sự công nhận từ người khác. Lưu Đức Trụ nghĩ thầm, người du hành thời gian kia làm việc từ trước tới nay đều vô cùng cẩn thận. Thảo nào đối phương được Lý Thúc Đồng chấp nhận còn mình thì không. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện mà người du hành thời gian kia từng nói qua. Thuốc biến đổi gen vốn rất khó tìm, nhưng mình chỉ mới đưa ra yêu cầu. Người du hành thời gian đeo mặt nạ mèo đã tìm được cho hắn. Trong thời gian một ngày, năng lượng kỳ diệu như vậy khiến cho trong lòng Lưu Đức Trụ tràn ngập tự tin. Giống như chơi game, không cần chơi giỏi, chỉ cần ôm được đùi to, biết hô đỉnh đỉnh đỉnh, vậy là có thể lên ranh. Chỉ là, Lưu Đức Trụ không xác định được trình độ của vị đại ca này, rốt cuộc châu bò tới mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trong phòng tạm giam, tất cả đều bị ngăn cách với thế giới ngoài, không thu được chút tin tức nào. Mặc dù đêm qua hắn đau đến sắp chết, nhưng nhờ hiệu quả của thuốc biến đổi gen, chỉ trong thời gian một tiếng đồng hồ, Lưu Đức Trụ như sống lại, tinh thần sang láng. Khi tới trường học, Lưu Đức Trụ bước vào mới cảm giác có gì đó sai sai. Chỉ là lần này mọi người không hề nhìn hắn, mà là nhìn điện thoại. Có người gửi tin vào trong nhóm, trên đô in có một ít sấm vương đột nhiên lan truyền tin tức về thế giới trong. Sau 8 năm, Lý Thúc Đồng ra khỏi ngục giam, hắn và một người đàn ông mặt nạ mèo, đi lên tầng cao nhất của cao ốc Vinh Hằng để ăn cơm. Lý Thúc Đồng ăn thịt kho tàu, người đàn ông đeo mặt nạ mèo cay ăn mì trộn tương. Có thông tin cho rằng, trưởng tôn của Trần Thị, cao thủ cấp A Trần Giã Hồ, tự mình đi thuyết phục đối phương quay trở lại ngục giam số 18. Đồng thời, căn cứ quân sự của Lý Thị và Khánh Thị cũng có động thái. Có người tận mắt nhìn thấy chiếc thuyền lục địa tuần hoàng giả của Khánh Thị bay lên không trung. Ai cũng biết, lục địa tuần hoàng giả của Khánh Thị là để chuyên chứa vật cấm kỵ ACE009, nhưng chưa ai từng thấy vật cấm kỵ kia là cái gì. Cho nên, rất có thể Khánh Thị muốn dùng vật cấm kỵ đó để đối phó với Lý Thúc Đồng đến nay thân phận của nam tử một nạ mèo vẫn chưa rõ cũng không biết nguyên nhân lý thúc đồng ra khỏi trại giam là gì việc này đã gây nên sóng to gió lớn trên toàn liên bang lưu đức trụ xem đoạn tin tức này trong yên lặng nói đúng hơn là nhìn câu nói và người đàn ông đeo mặt nạ mèo đi lên tầng cao nhất của cao ốc vinh hàng ăn cơm mà ngẩn người cuối cùng hắn đã hiểu rõ hiểu biết của hắn với đại ca còn quá ít ỏi sấm vương cái ít này giống như là kẻ nắm giữ rất nhiều tin tức ngay cả người trong cuộc là Khánh Trần cũng không biết, con thuyền lục địa tuần hàng của Khánh thị còn có vật cấm kỵ như ACE009. Tuy không biết vật kia là cái gì, nhưng có thể bị lấy ra để đối phó với Lý Thúc Đồng thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Vậy người tên Sấm Vương này rốt cuộc là ai? Ở thế giới ngoài, người nắm bắt thông tin nhiều nhất là Hà Tiểu Tiểu, nhưng những gì mà cậu ta đang lại mang tính chia sẻ, mà Sấm Vương thì lại càng giống một phóng viên hơn. Đem cả hai ra so sánh, nếu xét về khả năng thu hút người xem thì Sấm Vương phải hơn một bậc. Chỉ vẻn vẹn hai tiếng, số lượng người theo dõi tài khoản Sấm Vương đã hơn 30 triệu. Khánh Trần ngồi trong lớp, chú ý đến phương hướng phát triển của dư luận, bởi vì vụ án giam cầm bất hợp pháp bị phơi bày, nên những người du hành thời gian đã mất đi quyền lên tiếng, chỉ sợ sẽ bị người ta biết đến thân phận người du hành thời gian của mình. Nhưng cái ít Sấm Vương này hết lần này đến lần khác chọn lúc mọi người đang im lặng để lên tiếng. Vì thế, đã thu hút được rất nhiều dư luận. Khánh Trần đoán, bây giờ mà dám đứng ra nói chuyện chắc sẽ không phải đồ ngu. Một là đối phương là người có tổ chức như Côn Luân làm chỗ dựa, căn bản là không sợ bị bắt. Hai là người giống như Hà Tiểu Tiểu, là người hiểu biết khoa học kỹ thuật, biết che giấu tung tích bản thân. Người xuyên qua đều là những người thông minh, thành tích xuất sắc, loại giống như Lưu Đức Trụ, vừa mới bắt đầu đã hô to gọi nhỏ. Nếu như không phải ở được bảo vệ trong ngục, sợ là đã sớm chết rồi. Giống như những kẻ du hành khác, bị tổ chức ở thế giới trong tra tấn đến chết, lúc xuyên về chỉ còn thi thể đầy rẫy những vết thương khánh trần vẫn chờ muốn xem xem có ai có thể lấy được tin tức về thân phận của sấm vương không lúc trước có một người du hành thời gian giả vờ tỏ ra bí ẩn kết quả chỉ một giờ sau đã bị hacker tìm ra địa chỉ ip thậm chí còn tuồn ra liên tiếp các tin tức về thân phận người này còn có người nói đây là bạn cùng lớp lúc còn đi nhà trẻ còn nói từng bị người này đánh qua bây giờ là thời đại của tin tức nếu không có vàng sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra nhưng mà, tới giữa trưa sấm vương vẫn còn là một điều bí ẩn. Như thế là đủ để hiểu ra vấn đề. Xem ra, sắp tới sẽ có rất nhiều người du hành thời gian đột nhiên xuất hiện. Trong thâm tâm Khánh Trần đoán, với lại những người du hành thời gian này khác với những người nổi tiếng trên Internet trước đây. Họ biết cách để đối phó với mạng lưới kỹ thuật của thế giới ngoài, hơn nữa lại có kỹ năng che giấu tung tích của riêng mình. Buổi chiều, trong tiết học đầu tiên, lúc Khánh Trần đi vệ sinh thì vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá, mà hồ tiểu ngư từng đeo đang ở trên cổ tay lưu đức trụ hơn nữa hồ tiểu ngưu lưu đức trụ trương thiên trân trò chuyện rất vui vẻ giống như chỉ sau một đêm đã trở thành bạn tốt khánh trần nhíu mày vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại rõ ràng mình đã đặc biệt dặn dò không được dùng đồng hồ đeo tay mà lưu đức trụ lại không nghe lời hắn dặn hắn ở trong phòng vệ sinh nhắn tin cho lưu đức trụ trước kia ngươi có nhắc đến bốn học sinh chuyển trường ở hải thành quan hệ của ngươi và bọn họ có tiến triển gì không mãi đến giờ giải lao giữa tiết Lưu Đức Trụ mới trốn vào VKC nhắn lại với hắn, đại ca đừng gấp, bốn người này tuy rằng có tiền nhưng mà khá là keo kiệt, tạm thời không có tiến triển gì cả. Khánh Trần vừa tức vừa buồn cười, vừa nãy hắn còn tưởng rằng đối phương nghe không hiểu đề nghị của mình, bây giờ có vẻ là đối phương có ý định giấu mình về chuyện chiếc đồng hồ. Trước đây, tên này từng lừa gạt một ít đồ tốt từ chỗ hồ tiểu ngưu, sau đó chỉ đưa cho mình một phần, còn có thể lừa gạt một chút chỗ tốt từ chỗ mình, ví dụ như là thuốc biến đổi gen, cuối cùng Lưu Đức Trụ mới là người được lợi nhất, còn Khánh Trần và Hồ Tiểu Ngưu lại trở thành công cụ kiếm tiền của đối phương. Không thể không nói, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy cái tên Lưu Đức Trụ này đột nhiên thông minh. Nếu không phải mình ở lớp bên cạnh, hắn thật sự sẽ bị đối phương lừa. Sợ rằng, Lưu Đức Trụ căn bản không nghĩ đến, người du hành thời gian thứ ba lại ở lớp bên cạnh mình. Dù sao thì, dù lạc thành nhỏ nhưng cũng có hơn 6 triệu người. Thực ra việc làm của Lưu Đức Trụ cũng khá hợp tình hợp lý dù sao không có mối quan hệ hợp tác nào cũng có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió trong quá trình hợp tác mỗi người đều sẽ có tính toán riêng đó mới là bản chất của con người của thế giới không thể nào không có lý do không chịu chút uy hiếp hay được lợi gì đối phương đã khăng khăng một mực thay mình làm bia ngắm làm bức tường chắn lửa có điều khánh trần biết lưu đức trụ không phải là một tên cứng đầu ngay lúc đó lưu đức trụ gửi tin nhắn tới đại ca bạn học từ hải thành muốn biết làm thế nào để nhanh chóng có chỗ đứng ở thành phố số 18, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp gì? Nếu không, trước tiên chúng ta cho bọn họ hưởng một chút ngon ngọt, ngọt đã." Khánh Trần trả lời, ví dụ như một cái đồng hồ đeo tay. Lưu Đức Trụ đang ở trong nhà vệ sinh gửi tin nhắn đột nhiên ngẩng đầu. Đồng hồ đeo tay hai chữ này quá nhạy cảm, tới bây giờ hắn biết, đối phương đã biết tất cả rồi. Người du hành thời gian thứ ba này, có thể là bạn học cùng lớp hay là bạn học cùng trường. Hắn nhớ lại học sinh ở trên hành lang đi đi lại lại người trên sân vận động đông đúc trong tiết thể dục cơ thể lưu đức trụ lạnh lẽo giống như có một đôi mắt ở nơi mình không biết đang lặng lẽ xuyên qua đám người mà nhìn mình hai tay lưu đức trụ run rẩy nhắn lại đại ca ta sai rồi ngài phạt ta đi ngài yên tâm ta sẽ trả lại đồng hồ hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói lung tung mấy phút sau lưu đức trụ từ trong nhà vệ sinh đi ra hồ tiểu ngưu chờ hắn ở bên ngoài có chút buồn bực người làm gì mà lâu vậy buổi tối chúng ta đi quán bar chơi một chút ta đến Lạc Thành lâu như vậy rồi còn chưa vào quán ba nào ở đây. Lưu Đức Trụ hít sâu một hơi nói, hôm nay ta không đến quán ba, bây giờ ta muốn chúc mừng năm mới ngươi. Đầu tiên muốn chúc ngươi vạn sự như ý, thứ hai chúc ngươi an khang thịnh vượng. Hồ Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Lưu Đức Trụ. Nói xong, Lưu Đức Trụ còn tháo đem đồng hồ đeo tay nhét vào trong tay Hồ Tiểu Ngư, còn nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác, nhưng mà giao dịch bằng vàng thỏi. Nói thật, lúc này Lưu Đức Trụ hối hận đến phát điên. Hắn không thể xác định được, Đối phương đã nhìn thấy hắn thật, hay thực ra đối phương đang ngạt mình, nhưng mà hắn không dám đánh cược, nếu không, hắn sẽ không dám nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những gì khi trở lại nhà giam trong một ngày rưỡi nữa. Vừa xử lý xong Lưu Đức Trụ, WeChat của Khánh Trần đột nhiên có thêm một lời mời kết bạn, hắn mở ra xem, là lời mời từ Lý Đồng Vân. Nhưng trong trí nhớ của hắn, trước đây Lý Đồng Vân không có điện thoại. Khánh Trần đồng ý kết bạn, Lý Đồng Vân trực tiếp gửi tin nhắn tới, Khánh Trần ca Côn Luân đã gửi một tin nhắn cảnh báo cho mẹ ta, nói rằng chín nghi phạm đang lẩn trốn rất có thể đã đi vào lãnh thổ Lạc Thành. Chỉ trong 24 giờ qua, đã có hai người du hành thời gian bị mất tích, người nhất định phải cẩn thận. Bỗng nhiên, Khánh Trần có linh cảm không lành. Trong tin tức từng nói, thủ đoạn của chín tên nghi phạm đang lẩn trốn rất hung ác, những người như thế đi đến Lạc Thành, chỉ sợ là sẽ có không ít người du hành thời gian gặp nguy hiểm. Hắn hỏi Lý Đồng Vân, bây giờ còn có thể liên lạc với mẹ ngươi không? Lý Đồng Vân trả lời, "Bây giờ ta và mẹ đang ở cùng nhau, nàng không gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn hỏi một chút, buổi tối ta và mẹ có thể đến nhà của Khánh Trần Ca không? Chỉ cần nằm đất thôi cũng được." Lúc này Lý Đồng Vân đang ở cạnh Giang Tuyết. Từ khi Côn Lôn đưa ra thông báo, liên lạc với những hành giả đã đăng ký trong danh sách, Giang Tuyết liền đến đón Lý Đồng Vân. Bọn họ cùng ở trong cửa hàng để suy nghĩ biện pháp đối phó. Hơn nữa, Giang Tuyết còn mua điện thoại cho Lý Đồng Vân để dễ dàng cho việc liên lạc mỗi ngày bây giờ thời đại thay đổi rồi, dùng điện thoại liên lạc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lý Đồng Vân cho Giang Tuyết xem thông báo của Côn Lôn, nàng còn cho Khánh Trần ca xem. Khánh Trần phân tích từng chữ một trong đó, hắn muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Trong thông báo, Côn Lôn đặc biệt nêu rõ, ba tên thời gian hành giả đã mất tích ở Lạc Thành. Những tên đó đều vô tình để lộ ra thông tin của mình ở trên mạng, có thể sẽ để lộ ra địa chỉ gia đình. Hiện tại ở Lạc Thành có hơn 200 vị thời gian hành giả, gần một phần năm trong số đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau này hy vọng mọi người sẽ không làm lộ thông tin của mình, phải chú ý an toàn của bản thân. Côn Lôn cũng không nói sẽ bảo vệ mọi người, có vẻ là do không đủ người. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, không nghĩ tới danh sách danh thời gian hành giả đăng ký lại nhiều như vậy, chắc chắn số ngấm ngầm che giấu sẽ càng nhiều hơn. Những người đó vội vàng đi vào Lạc Thành, không kịp điều tra tỉ mỉ tin tức, cho nên chỉ cần không ở nhà thì những kẻ đó sẽ không tìm được. Ví dụ như bọn chúng biết địa chỉ nhà của Giang Tuyết, thế là đến để bắt cóc Giang Tuyết nhưng mà giang tuyết lại không ở nhà bọn chúng sẽ chẳng bắt được ai cả không thể không nói ý kiến của lý đồng vân rất đúng khánh trần cũng muốn khen ngợi nàng vài câu nhưng mà mọi người đến nhà mình ở sẽ thích hợp sao bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này lý đồng vân đã đưa ra yêu cầu mà bọn họ lại có mối quan hệ hợp tác sau này sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa việc nhỏ này nhất định phải giúp được thôi hắn thừa nhận là cho dù sau này không hợp tác với nhau nữa cũng sẽ giúp nàng việc này hôm nay là thứ sáu ta đi về trước Lúc 5 giờ 40 phút chúng ta sẽ gặp mặt ở cửa tiểu khu nhé, ta đi xem ở trên đường có ai khả nghi không đã. Lúc sắp tan học buổi chiều, bỗng nhiên Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn cho Khánh Trần, "Đại ca, ta tìm được tiến triển mang tính đột phá ở chỗ mấy tên học sinh mới đến, bây giờ còn chưa nói cụ thể muốn trao đổi cái gì, mà bọn họ đã đồng ý đưa ra một thỏi vàng làm thành ý rồi. Thỏi vàng này không cần chia cho ta đâu, nhưng mà có thể sửa chữa lại phòng giam của ta không? Ta mà cứ ở trong đấy chắc sẽ phát điên mất." Khánh Trần tìm chỗ không có ai, nhìn tháng qua, chỉ đáp lại một câu, xem biểu hiện của ngươi như thế nào đã. Rồi tắt điện thoại, trốn học. Bên trong khu dân cư đường số 4 đang rất yên lặng, không có nhiều người ở đây. Khánh Trần mang theo đồ ăn, chậm rãi đi trên con đường nhỏ bên cạnh rừng cây. Mới qua đầu thu mà lá cây ngô đồng hay bên đường đã rụng rồi, hôm nay có lẽ là ngày viện số 4 đẹp nhất. Chín kẻ tình nghi lần này so với hai tên lính lần trước có vẻ không giống nhau, đối phương có kế hoạch, có tổ chức thời gian đã qua lâu như vậy rồi mà còn không mắc bẫy loại tội phạm có tổ chức như vậy mới là nguy hiểm nhất hắn nhìn phía trước trong đầu lại đang nghĩ lại tất cả những người đã gặp mặt mỗi người hàng xóm mà hắn đã gặp ở tiểu khu không có ai là người lạ cả ánh mắt hắn lướt qua ban công nhà giang tuyết tất cả bài trí đều không thay đổi ngay cả nếp nhăn trên rèm cửa sổ cũng không hề thay đổi trong nhà không có mai phục khánh trần đứng trên hành lang gửi tin nhắn cho lý đồng vân vào đi của không khóa có thể đi thẳng vào không lâu sau một lớn một nhỏ giang tuyết và lý đồng vân lặng lẽ kéo rèm cửa ra một chút nghiêng người vào phòng cho đến giờ phút này tuổi còn nhỏ lý đồng vân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhìn vô cùng đáng yêu khánh trần cười nói ta không phải là phải thời gian hành giả đối phương có muốn bắt cóc thời gian hành giả cũng sẽ không đến đây bọn họ đều là tù phạm bỏ trốn chắc chắn sẽ không muốn làm to chuyện này lý đồng vân lén nhìn hắn một cái tự nhủ trong lòng Khánh Trần ca nói dối mà không chớp mắt, nói thật là tự nhiên. Giang Tuyết cười cười, lần này may nhờ có ngươi, mặc dù ta biết ở cũng có thể trốn ở bên ngoài, nhưng mà bỏ nhà ra đi thật là không nỡ. Ngươi và Tiểu Vân cứ xem TV đi, ta đi nấu cơm cho. Nói xong, nàng vén tay áo lên đi vào phòng bếp. Khánh Trần hơi xúc động, gì Giang Tuyết luôn dịu dàng như vậy. Lý Đồng Vân bỗng nhiên nói, mẹ của ta rất hiền lành đúng không? Khánh Trần xoa đầu nàng, khẽ hỏi, ngươi có nghe nói gì về việc của Lý Thúc Đồng không? Có thể nói với ta không? Tập đoàn định làm gì với chuyện này? Cũng không có gì đáng nói cả. Lý Đồng Vân ngồi trên ghế, cái chân ngắn ngắn nhỏ xinh thỏ ra ngoài ghế sofa cua cua. Ta nghe nói, Lý Thúc Đồng yên lặng rất nhiều năm, lần này đột nhiên xuất thế chắc chắn sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Khánh Trần lấy từ trong tủ ra chăn đệm, cái nhà này mặc dù có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng mà cái phòng ngủ kia ngay cả giường cũng không có, còn chất đầy đồ lặt vặt mà hắn mua trước đây hắn ta nói với Lý Đồng Vân, tối nay ngươi và mẹ của ngươi ngủ ở trong phòng của ta, hơi chen chúc một chút, ta sẽ ngủ ở phòng khách. Như vậy thì ngại lắm. Ngoài miệng Lý Đồng Vân khách sáo nhưng không hề từ chối, cười híp cả mắt lại, à đúng rồi Khánh Trần ca, lúc Lý Thúc Đồng ăn cơm ở Nhật Quang Các, ngươi đang ở đâu vậy? Ta sao? Khánh Trần nhìn về phía nàng, ta đang ở trên đoàn tàu khinh quỹ, có thể nhìn thấy máy bay bay về phía cao ốc Vĩnh Hằng. Ồ vậy sao? Lý Đồng Vân không hỏi thêm gì nữa, có vẻ như tập đoàn không quá quan tâm đến chuyện này giống như là đang đợi phản ứng của mấy nhà khác vậy ai cũng không muốn là người động thủ trước đâu khánh trần hỏi à mà tại sao lý thúc đồng lại vào tù lý đồng vân nhìn cậu mà nói ta cũng không biết tuổi ta còn nhỏ như vậy đi lấy hồ sơ của hắn làm cái gì được rồi ta cũng nói được nhiều tin tức rồi khánh trần ca lấy tin tức của ngươi để trao đổi đi khánh trần suy nghĩ một lát rồi nói ta có thể nói chuyện về thế giới ngoài mà nói về hà tiểu tiểu Ta cảm thấy cần nói thêm một chút, nhưng mà trước khi tham gia, nhất định phải lấy được số liệu cứ điểm từ trên thế giới, chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi việc bị nó tìm thấy. Ta đang nghi ngờ, Hà tiểu tiểu không phải là một người, mà là một tổ chức, kế hoạch của bọn chúng là thu thập tất cả thời gian hành giả. Đương nhiên, chỉ chỉ là suy đoán thôi. Lý Đồng Vân nghiêng đầu nói, "Khánh Trần ca, ngươi chỉ chia sẻ tin tức về thế giới trong là bởi vì từ tin tức sẽ dễ dàng bị tìm ra, bại lộ chính ngươi ạ." À. Khánh Trần cười cười, "Ngươi đoán xem, nhưng vào đúng lúc này hai người đều có thể nghe thấy được ở trên trần nhà có tiếng ghế đổ xuống nền nhà ngôi nhà này quá cũ rồi việc cách âm với nhà bên cạnh rất kém chứ đừng nói đến có cái gì đập lên sàn nhà nhưng vấn đề ở đây là khánh trần và lý đồng vân đều hiểu được căn phòng ở tầng trên không hề có người ở suỵt khánh trần nói với lý đồng vân cô bé ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía trần nhà phòng khách cả người co lại nấp ở bên trong ghế sofa cho dù cô bé có trưởng thành sớm như thế nào cũng rất ít khi gặp phải loại tình huống này lần trước bóng ma do hai tên côn đồ xông vào nhà bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan lần này lại có côn đồ nữa tới lý đồng vân vội ý thức muốn dùng điều khiển từ xa trong tay để tắt tv nhưng khánh trần đã ngăn cô bé lại sắc trời mùa thu tối đi rất nhanh bọn họ đã sớm bật đèn lên rồi lúc côn đồ đến chắc chắn sẽ chú ý tới điểm này cho nên giả vờ trong nhà không có người sẽ xảy ra chuyện khánh trần vỗ vỗ mu bàn tay của cô bé dùng khẩu hình lặng lẽ nói đừng sợ Ta ở đây. Lý Đồng Vân lau nước mắt ở khóe mắt, khẽ gật đầu. Tất cả trong phòng đều nhưng đang diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Khánh Trần xoay người đi vào phòng bếp, hắn ra hiệu cho Giang Tuyết tiếp tục xào rau. Hắn viết chữ lên trên giấy cho Giang Tuyết nhìn, côn đồ đã đi lên trên tầng. Từ giờ trở đi tất cả chúng ta đều phải làm giống vừa rồi, giống người bình thường vậy. Trước tiên đừng nên hoảng hốt, đối phương sẽ không nghĩ ra người đang ở dưới tầng. Cả tòa nhà có 4 tầng, 8 hộ dân, côn đồ sẽ không đến mức phát rồ mà lục soát cả tòa nhà một lần đợi đến khi giang tuyết kiên nhẫn xào rau xong bắt đầu vào phòng khách lúc này nàng mới cố nén sợ hãi viết lên trên giấy làm sao bây giờ vừa dứt lời trên tầng lại truyền tới tiếng thủy tinh rơi vỡ thậm chí còn có tiếng bước chân nặng nề vừa vặn đi qua đỉnh đầu ba người bọn họ đáy lòng khánh trần trầm xuống đó là trọng lượng của tay chân giả máy móc người bình thường không có khả năng tạo ra tiếng bước chân nặng như vậy được sau đó trên trần nhà truyền đến tiếng ma sát kỳ quái Khánh Trần tìm kiếm âm thanh tương tự trong trí nhớ để tiến hành so sánh. Đây là âm thanh khóa kéo quần áo tiếp xúc với mặt đất. Lúc này, có người đang nằm trên sàn nhà lắng nghe. Giống như trong đêm tối, ác ma đã ráng lâm xuống sau lưng ngươi, nhẹ nhàng hô hấp, phun ra nuốt vào dòng máu tanh tưởi. Chuyện được đọc bởi kênh Halley Audio. Khánh Trần ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích. Vào thời điểm này không cần thiết can thiệp vào, yên lặng chờ đối phương rời đi là được. Nếu như ngươi là con mồi trong rừng rậm. Hơn nữa còn đang đối mặt với thợ săn lão luyện, vậy chắc chắn phải học được cách che giấu mùi của mình như thế nào trước đã. Không được thử mạo hiểm, bởi vì đối phương có súng. Đợi cho đến khi tiếng ma sát của khóa kéo và sàn nhà vang lên lần nữa, có vẻ người đang nằm xuống sàn nhà đã đứng dậy, sau đó bước chân nặng nề kia đi về phía phòng bếp. Trên màn hình TV vừa mới bắt đầu bản tin thời sự, giọng nói trong trèo của của MC quanh quẩn trong phòng. Khánh Trần viết cho Giang Tuyết, đã liên lạc WeChat với Côn Luân chưa? không nên gọi điện thoại có khả năng sẽ bị nghe thấy giang tuyết lấy điện thoại ra bật chế độ yên lặng trước sau đó gửi tin cho lộ viễn điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là lộ viễn cũng không trả lời khánh trần viết được rồi đừng trông cậy vào côn luân kiên nhẫn chờ đợi đi lý đồng vân nấp ở trong lòng mẹ cô bé tâm trạng chậm rãi trở nên bằng phẳng cô bé dùng đũa nhẹ nhàng chạm vào bát xứ phát ra tiếng vang bình thường vốn có lúc ăn cơm nhưng đúng vào lúc này trong hành lang chuyển đến tiếng mở cửa chỉ nghe mấy người hồ tiểu ngưu trò chuyện với nhau đi lên tầng khánh trần và giang tuyết lý đồng vân nhìn nhau tất cả mọi người đều nhận ra được đã xảy ra chuyện gì rồi đây là bốn người hồ tiểu ngưu nhất định là đang đi lên nhà của giang tuyết tiếng đập cửa vang lên sau đó là vương vân gì giang tuyết có ở nhà không ngay sau đó trên tầng bỗng nhiên truyền đến kêu và tiếng va chạm còn có tiếng vang của vật nặng bỗng nhiên rơi xuống đất âm thanh đến nhanh nhưng biến mất cũng nhanh, có vẻ như tên côn đồ kết thúc trận chiến rất nhanh. Sau đó chậm rãi lôi bốn người vào trong phòng. Khánh Trần giật mình, hắn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của kẻ tình nghi rồi. Cho dù mấy người Hồ Tiểu Ngư vẫn là người bình thường, cũng không thể bị giải quyết nhanh như vậy được. Làm sao bây giờ? Có cứu bọn họ không? Giang Tuyết hoảng sợ khó hiểu viết lên trên giấy. Nếu bốn học sinh kia gặp phải tên côn đồ, mọi người đều có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì khánh trần nhìn giang tuyết lại nhìn lý đồng vân cô bé bỗng nhiên kéo tay áo của hắn viết siêu siêu vẹo vẹo lên trên giấy anh khánh trần chắc chắn ngươi sẽ có biện pháp ngươi thông minh như vậy mà cô bé dừng động tác viết lại một chút mới tiếp tục viết nhưng nhất định ngươi phải không có việc gì khánh trần thở dài chắc hắn mấy người hồ tiểu ngưu sẽ không chết lấy phong cách hành động của kẻ tình nghi hẳn là sẽ cho rằng người du hành thời gian có tài phú sẽ không dễ sát hại tính mạng của bọn họ vậy còn kịp hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong bóng tối được mí mắt che lập, đồng tử lập tức thu hẹp lại. Những thông tin đã từng xuất hiện trong đầu, đang bị hắn từ từ kiểm tra. Nếu có người hỏi hắn, trong quá khứ trước đây có cái gì? Khánh Trần sẽ bình tĩnh nói với đối phương, nơi đó có bảo tàng mà ngươi đã từng lãng quên. Theo tin tức, lần này vẫn còn 9 kẻ tình nghi đang lẩn trốn. Xin chào, bạn học, người có biết Lưu Đức Trụ không? Bốn học sinh chuyển trường từ Hải Thành tới. Có vẻ như Khánh Trần bỗng nhiên tìm được cái gì, Lưu Đức Trụ đã từng nói cái gì với mình ở trong phòng tạm giam. Sau khi Côn Luân biết được tung tích của người Ngạc Châu, đã sớm mai phục ở ngoài trường. Người phụ trách tên là Trịnh Viễn Đông nói, sẽ có người tiến hành bảo vệ ta. Khánh Trần bỗng nhiên mở to mắt, hắn quay lưng lại lấy ra thiết bị truyền tin, gửi tin cho Lưu Đức Trụ. Bây giờ bắt xe đến viện một tầng hai khu dân cư ở đường số 4 để canh chừng. Trước, đi ngay lập tức. Lưu Đức Trụ lập tức nhắn lại, đại lão, ngươi đang làm gì vậy, ta ngồi chừng ở đó làm gì khánh trần hỏi một đằng trả lời một nẻo nhắn lại nhớ nói cho hồ tiểu ngưu lần giao dịch đầu tiên đã hoàn thành bảo hắn thanh toán một cây vàng thỏi lưu đức trụ nhận được tin nhắn liền ngây người trong chốc lát có ý gì tại sao bỗng nhiên lại liên quan đến hồ tiểu ngưu nhưng mà hắn vẫn trả lời được rồi bây giờ sẽ xuất phát cuối cùng khánh trần đã nhẹ nhàng thở ra hắn bảo lưu đức trụ tới đây cũng không phải là muốn hại tên này mà là hắn đột nhiên ý thức được có lẽ loại người du hành thời gian không quan trọng như Giang Tuyết sẽ không thể liên lạc được với Côn Luân, nhưng Lưu Đức Trụ thì khác, cũng không phải muốn chính Lưu Đức Trụ liên hệ, mà là lúc này tất nhiên Côn Luân đã mai phục ở bên cạnh hắn. Điều Khánh Trần cần không phải Lưu Đức Trụ, mà là cần Lưu Đức Trụ đưa Côn Luân đến. Sau đó, trên tầng truyền tới tiếng khóc mơ hồ của con gái, dường như đã có người tỉnh lại, trong khu dân cư thịnh vượng, mấy tên mật thám Côn Luân canh giữ ở dưới nhà Lưu Đức Trụ đang nói chuyện phiếm. Chỉ thấy Lưu Đức Trụ vụng trộm đi ra ngoài hành lang, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà, ngồi lên ghế sau của chiếc taxi dừng ở cổng. Thành viên Côn Luân thấp giọng nói vào tai nghe bên tai, chú ý chú ý, chim sẻ bay lên, chim sẻ bay lên, chim sẻ lên xe của chim ưng. Ngay trong bóng đêm thần bí này, Lưu Đức Trụ lo lắng bất an ngồi đằng sau xe taxi, nói, bác Tài, đến khu dân cư đường số 4, làm phiền đi nhanh một chút. Trong tai nghe chuyển đến giọng nói của lộ viễn, tất cả mọi người đuổi theo, Chim Sẻ đã thông báo địa chỉ, có điều khác thường. Ban thủ, sơn tra, các ngươi tăng nhanh tốc độ tới đó, tìm vị trí ẩn nấp trước. Lưu Đức Trụ căn bản không hề chú ý tới, hành động này của hắn đã kéo theo sự chú ý của bao nhiêu người. Ở trước cửa khu dân cư đường số 4, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. Lúc Lưu Đức Trụ trả tiền, trên xe tuổi trẻ lái xe hững hờ nói ra, "14 đồng, xoái ca, đây là khu dân cư cũ, người tới đây làm gì?" Lưu Đức Trụ vừa quét lấy mã quy giờ vừa vô ý thức nói ra, tới lấy vàng thỏi. Lúc này trong đầu hắn đều là chuyện vàng thỏi, nhưng nói xong hắn liền hối hận, vội vàng ngậm miệng xuống xe. Sau khi hắn tiến vào trong khu nhà, lái xe trẻ tuổi đeo tai nghe lên, kêu gọi Côn Luân, chim sẻ nói hắn tới đây lấy vàng thỏi. Lộ Viễn đã sớm tiến vào khu nhà trốn ở trong bóng tối dập tắt tàn thuốc, lấy vàng thỏi. Chẳng lẽ là đạt thành giao dịch với người du hành thời gian sao? Có khả năng hắn có thân phận đặc biệt ở thế giới bên trong, có thể đến giúp không ít người. Côn Luân thành viên phân tích nếu như là có người dùng tiền mua tài nguyên của thế giới bên trong cũng rất bình thường đội trưởng lộ mấy ngày trước không phải đã từng có loại chuyện này rồi sao có người mua thuốc không đưa tiền suýt nữa gây ra án mạng anh em côn luân bên kia đau đầu muốn chết ừm lộ viễn gật đầu hẳn là loại tình huống này mẹ nó hơn nửa đêm ông đây còn phải trông coi hắn để phòng hắn bị những người bị tình nghi kia bắt cóc kết quả hắn thì hay rồi vậy mà còn chạy tới lấy vàng thỏi trong đêm tối Lưu Đức Trụ cẩn thận tìm kiếm trong khu nhà, hắn hết nhìn đông đến nhìn tây, giống như là tên trộm muốn vào thôn ăn trộm gà vậy. Nhưng hắn còn không biết có bao nhiêu người đang yên lặng chú ý đến hắn. Khi Lưu Đức Trụ lần mò về tòa nhà số 12, trong bóng tối, hơn 20 thành viên côn luân yên lặng tiến lên, từ đầu đến cuối đều vây quanh hắn ở trung tâm. Lộ Viễn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, trong lòng tự nhủ khó trách ông chủ trịnh lại chướng mắt tên này. Đổi lại là hắn, hắn cũng cảm thấy nếu Lý Thúc Đồng có thể coi trọng tên này thì đúng là bị mù. Thế nhưng hiện thực thật sự có chút vào mặt, buổi sáng Lưu Đức Trụ vừa vặn mới thể hiện ra sức mạnh vượt xa người thường. Đối phương xuyên qua đến trong ngục giam số 18, đường tắt duy nhất thu hoạch được năng lực siêu phàm chính là Lý Thúc Đồng. Hở! Sao hắn lại ngồi xuống rồi, ngồi sổm ở trước tòa nhà số 12 làm gì? Một đội viên côn luân kỳ quái nói. Lộ viễn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Lưu Đức Trụ đang ngồi xuống trước tòa nhà số 12, không nhúc nhích. Tên này giao hai cánh tay đặt trong tay áo, giống như đồ đần đang chờ ăn khoai nướng. Mẹ nó tên này đang làm gì thế? Có thành viên Côn Luân nhẹ giọng hỏi. Im lặng. Lộ Viễn bỗng nhiên nói, hắn phát hiện ra có một mùi nguy hiểm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, toàn bộ thế giới đều như rơi vào im lặng. Nhưng vào đúng lúc này, trong bóng tối ở hành lang, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen chậm rãi đi ra. Trên tai hắn đeo tai nghe bluetooth, lạnh lùng im lặng thăm dò bốn phía lấy trạng thái hoàn toàn cảnh giác, tay phải khoác lên bên hông như có như không. Bàn tay của đối phương để lộ ra bên ngoài, đó là bàn tay hợp kim mạnh mẽ cứng rắn của người máy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo quanh bốn phía, khi hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Lưu Đức Trụ ngồi xổm ở cách đó không xa, đang kinh ngạc nhìn mình. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Tên côn đồ yên lặng nhìn chằm chằm vào Lưu Đức Trụ, không khí giống như sền sệt, có cảm giác áp bách vô hình khi tên côn đồ xác nhận bốn phía không có ai, liền nhắc chân đi đến chỗ Lưu Đức Trụ, lúc di chuyển, phía dưới quần áo của hắn truyền ra âm thanh máy thủy lực mơ hồ. Lưu Đức Trụ trầm mặc nhìn đối phương một từ từ tới gần. Tên côn đồ vừa đi vừa nói chuyện với Lưu Đức Trụ, anh bạn, sao ta thấy ngươi rất quen mắt, ngươi là... Lưu Đức Trụ trầm mặc hai giây, sau đó nhếch miệng một cái, khóe miệng còn chảy nước bọt, a ba a ba a ba. Hắn vừa a ba, vừa làm bộ điềm nhiên như không có việc gì xoay người rời đi tên côn đồ ấn tai nghe bluetooth xuống một cái có biến trong lúc tên côn đồ đang nói chuyện lưu đức trụ càng chạy càng nhanh cuối cùng chạy dứt khoát a ba a ba a ba chạy bình bịch bình bịch ra xa tên côn đồ vốn muốn tiến lên đuổi theo nhưng hắn chợt dừng bước chân lại giống như phát hiện ra cái gì mà quay người trở về trong bóng tối ở hành lang bóng cây sen lẫn dưới khu nhà đung đưa lộ viễn trong bóng tối bỗng nhiên ngẩng đầu vào lúc này đằng sau một cánh cửa sổ ở trên tầng hai có một người đang lạnh lùng nhìn hắn qua tấm kính. Bị phát hiện, tấn công lên. Lộ Viễn trầm giọng nói ra, "Cẩn thận, đối phương cực kỳ nguy hiểm." Thành viên Côn Luân chậm rãi tới gần tòa nhà số 12, lại nghe thấy một tiếng kính vỡ vang lên từ trên tầng phía sau, người đàn ông nhìn Lộ Viễn đã không thay đổi sắc mặt quay người rời khỏi cửa sổ, không biết đi nơi nào. Lộ Viễn biến sắc, bọn họ muốn nhảy cửa sổ chạy trốn từ phía sau. Người vừa rồi xuất hiện, đúng là kẻ tình nghi đang lẩn trốn mà bọn họ muốn tìm. Lộ Viễn đã từng đến nơi này, hắn biết tầng 2 chính là nơi ở của Giang Tuyết. Bọn họ bọc sườn từ hai bên ra sau tòa nhà số 12, ngay lúc mấy người Lộ Viễn đi qua cầu thang. Cuối ngã tư, ánh lửa bốc lên từ trong một cái thùng rác sắt. Ầm một tiếng, Lộ Viễn chỉ kịp dùng cánh tay che lại hai chỗ nguy hiểm là cổ và đầu. Đám người đã bị một trận sóng nhiệt không khí hất tung ra ngoài. Tiếng nổ động trời vang lên, thùng rác sắt bị nổ chia năm xẻ bảy. Đây là thuốc nổ tên côn đồ đã giấu lúc đến đây bọn họ vụng trộm nhét nó vào trong thùng rác dùng cái này làm kế sách kéo dài sau đó mới lặng lẽ xâm nhập vào trong nhà giang tuyết nếu như hành động bị phát hiện bọn họ sẽ nổ tung cửa sau để thu hút sự chú ý lại dẫn nổ thuốc nổ trên đường để tạo ra tổn thương và hỗn loạn như thế tất cả mọi người sẽ có đầy đủ thời gian ung dung rút lui kế hoạch này rất chú đáo chặt chẽ giống như có người đứng phía sau lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi việc nắm hướng đi trong tay Lộ Viễn loạn choạng bò dậy từ dưới đất, hắn vỗ vỗ đầu hỏi đội viên bên cạnh, có sao không? Các đội viên cũng bò dậy từ dưới đất, chỉ có một đội viên bị miếng sắt đánh trúng vào đùi, những người khác không chịu tổn thương trực tiếp. Chắc hẳn tất cả đội viên đều chấn động não rất nhỏ, nhưng lúc này mọi người nào có để ý được nhiều như vậy? "Mau đuổi theo." Lộ Viễn nói, nếu như thả đám người này đi, còn không biết có bao nhiêu người du hành thời gian gặp nạn. Tổ chức côn luân tiếp tục đuổi ra sau tòa nhà, nhưng mà Lộ Viễn bỗng nhiên dừng bước, không đúng. Hắn luôn cảm thấy hình như có chỗ nào xảy ra sự cố. Những tên côn đồ này đến bắt cóc người du hành thời gian, theo hắn biết, tay chân máy móc của côn đồ cũng không tính là cao cấp, hẳn là không chịu nổi lực va đập khi nhảy thẳng từ trên tầng 2 xuống. Có lẽ đám côn đồ có thể tự nhảy xuống được, nhưng nếu dẫn theo người thì tuyệt đối không được. Lộ Viễn bỗng nhiên quay đầu, từ lúc tiếng cửa kính vỡ vụn ban đầu, người thần bí ở tầng 2 cố ý để mình trông thấy rồi quay người rời đi, thuốc nổ trên đường đều chỉ để dẫn bọn họ rời khỏi cửa trước một khi mọi người bị vụ nổ ảnh hưởng đại não hỗn loạn sẽ chỉ biết hành động theo mục tiêu ban đầu mà không có thời gian suy nghĩ cẩn thận cứ như vậy tất cả mọi người đuổi theo ra phía sau tòa nhà đám côn đồ sẽ có thể nghênh ngang rời đi bằng cửa trước đi về cửa trước với ta hành lang bên kia lộ viễn gầm thét một đội viên hỏi đội trưởng lộ không đuổi theo sao bớt nói nhảm tiểu ưng ngươi đến chưa trong tai nghe có người nói sắp rồi sắp rồi lộ viễn một lần nữa chạy như điên hắn biết nếu như phán đoán sai lầm vậy tương đương tự tay thả lưu manh từ cửa sổ rời đi nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán lộ viễn phi nước đại hắn như đang bắt lấy một điểm quan trọng nhất trong cõi u minh vừa đau đớn lại hưng phấn hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện trên đùi mình đang đổ máu bên trong cơ bắp còn ghim một miếng sắt nhỏ bé hóa ra hắn cũng bị thương nhưng so sánh với việc bắt được tội phạm mà nói đau đớn lúc này cũng không còn quan trọng khi hắn ngoặt về phía trước cửa, vừa lúc trông thấy một chiếc xe thương vụ đang chậm rãi lái, về phía đầu hành lang tòa nhà số 12. Quả nhiên, trong bóng tối ở hành lang, có bốn tên côn đồ đang cầm bao lớn màu đen ung um dung đi ra, dường như cái bao kia rất nặng, ngay cả sợi nhân tạo cũng bị kéo đến mức biến hình. Tên côn đồ cầm đầu trong bốn người lạnh lùng nhìn về phía lộ viễn, có vẻ như đối phương có chút bất ngờ vì lộ viễn có thể phản ứng nhanh như vậy, nhưng cũng không thèm để ý. Bọn họ ném bao tải màu đen ném vào trong xe, ngồi vào ghế trong xe thương vụ theo thứ tự một người trong đó ở lại dưới xe cũng lấy một khẩu súng ngắn từ sau hông ra ngắm về hướng lộ viễn cơ bắp dưới chân lộ viễn bỗng nhiên bộc phát sức mạnh khổng lồ thậm chí còn thay đổi quán tính vốn có của mình chỉ thấy cả người hắn di chuyển về phía trước đúng là đã sớm dự đoán trước đường đạn của đối phương né tránh phát súng thứ nhất người không thể nhanh hơn đạn nhưng có thể nhanh hơn tốc độ chuyển động của họng súng giày thể thao của lộ viễn rách ra trong nháy mắt ngón chân cũng lộ ra ngoài hắn lại không quan tâm đến điều này ra sức hô to tiểu ưng đầm hắn cho ta truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha